Vâng, xin chào mừng quý vị đến với Bay Talk chủ đề Bất chấp tai ương, sách hay về Mindfulness, một xu hướng lãnh đạo mới do Mindful Leadership Việt Nam, một thành viên của PACE và Học viện Lãnh đạo Search Inside Yourself toàn cầu tổ chức. Bay cũng là đối tác tổ chức độc quyền của Học viện Lãnh đạo Search Inside Yourself toàn cầu tại Việt Nam. Chương trình đang được livestream trực tiếp trên kênh Facebook của Học viện Quản lý PACE và đồng thời đang phát trên nền tảng Zoom của chúng tôi dành cho quý vị đăng ký tham gia qua Zoom để có thể giao lưu trực tiếp cùng các diễn giả của chương trình. Kính thưa quý vị, Bay Talk ngày hôm nay sẽ lan tỏa thông điệp từ cuốn sách tác phẩm kinh điển Bất chấp tai ương và các tác phẩm đặc sắc khác thuộc bộ sách Mindfulness do Bay Book chọn lọc, biên tập và xuất bản. Đồng thời, Bay Talk kỳ này cũng sẽ chia sẻ về xu hướng lãnh đạo mới trên nền tảng khoa học mà PACE đã nỗ lực khởi xướng và đang cổ vũ mạnh mẽ tại Việt Nam, đó là lãnh đạo tỉnh thức Mindful Leadership thông qua các tác phẩm kinh điển và các giải pháp đào tạo mới của Bay về trường phái lãnh đạo này. Ở phần cuối chương trình thì chúng ta sẽ có một không gian hỏi đáp dành cho quý vị khán giả có thể trực tiếp giao lưu cùng các diễn giả của chương trình. Kính thưa quý vị, tham gia Bay Talk ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự góp mặt của các diễn giả. Tiến sĩ Giảng Tư Trung, Chủ tịch sáng lập Học viện Quản lý PACE, Hiệu trưởng Trường Doanh nhân PACE. Xin chào các anh chị. Xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Mạnh Hải, ông Trần Vĩnh Tân, ông Lê Nguyễn Trần Huỳnh là ba trong số các dịch giả của bộ sách Mindfulness do Bay Book xuất bản và đồng thời cũng là các giảng viên được chứng nhận giảng dạy của chương trình Lãnh đạo từ bên trong Search Inside Yourself và Lãnh đạo tỉnh thức Mindful Leadership Program. Xin rất cảm ơn các diễn giả đã dành thời gian tham gia cùng Bay Talk ngày hôm nay ạ. Chào các anh chị. Vâng, để bắt đầu chương trình thì tôi muốn dành câu hỏi đầu tiên cho tiến sĩ Giảng Tư Trung ạ. Thưa ông nghĩ sao về tựa sách Bất chấp tai ương? Một tựa sách mà theo tôi là rất là ấn tượng và đặc biệt là một cái tựa sách rất là ấn tượng, rất là phù hợp với bối cảnh ngày hôm nay của chúng ta đang phải sống trong thời buổi đại dịch như thế này. Và liệu bất chấp tai ương có nên là một cái tinh thần mà chúng ta cần phải có trong giai đoạn hiện nay không ạ? Dạ, cảm ơn cái chia sẻ và cái câu hỏi của chị Thị Dương. Thực ra thì đúng là cái tức là trước hết thì tôi cũng xin phép một lần nữa được thay mặt cho trường Bay xin gửi lời chào và lời cảm ơn đến tất cả quý anh chị đã quan tâm và tham dự cái Bay Talk kỳ này của chúng tôi. Thế thì đúng là hôm nay thì cái tiếp nối một cái diễn đàn cái Bay Talk thường kỳ thì chúng tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về cái chuyện là không biết trong cái giai đoạn thì nói là rất nhiều cái tay ương như thế này thì chúng ta có thể đồng hành, có thể chia sẻ gì với cộng đồng doanh nghiệp như là cộng đồng xã hội trong cái bối cảnh đặc biệt như hiện nay. Thì sau rất là nhiều cái suy nghĩ thì chúng tôi mới nghĩ đến một cái vấn đề là một cái từ mà nó hiện lên trong đầu chúng tôi rất là nhiều, là cái thời mà có rất nhiều cái tay ương, rất là nhiều cái tay ương và trùng lập hay là trong cái tủ sách doanh trí của Bay thì có cái bộ sách về Mindfulness, và trong cái bộ sách về Mindfulness lại có cái một cuốn sách rất là kinh điển, có thể nói là kinh điển nhất của bộ sách này, đó là một cuốn sách về có tên là Bất chấp tai ương, thì đó là cái tựa đề của cuốn sách. Thế thì khi mà chúng tôi thấy cái tựa đề cuốn sách với lại cái bối cảnh này nó hình như có một cái gì đó, một cái liên hệ, một cái nhân duyên gì đó, và cuối cùng chúng tôi quyết định là có lẽ là cái Bay Talk kỳ này chúng ta sẽ chia sẻ về cái chủ đề này, và cũng là một cái tọa đàm về sách hay để chia sẻ những cái nội dung, những cái tinh hoa từ sách trong cái bộ sách Mindfulness, và trong đó có cuốn Bất chấp tai ương và có một loạt các cái tựa sách khác nữa, ví dụ như là Tâm thức lãnh đạo hay là Lãnh đạo tỉnh thức hay là Mindfulness cho người bắt đầu, vân vân. Và có thể nói đúng là chúng ta đang sống trong một cái thời đầy tai ương, thiên tai, dịch bệnh và nhân họa cũng không ít. Nói chung là thì lúc đó người ta mới đặt ra một câu hỏi là vậy thì chúng ta sẽ sống như thế nào, sẽ làm việc như thế nào, sẽ quản lý như thế nào và sẽ lãnh đạo như thế nào trong một bối cảnh như vậy. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là cái
cái tựa đề mà cuốn sách Bất Chấp Tai Ương, thực chất cái tiếng Anh của nó là Full Living Catastrophe, là Full Catastrophe Living. Tức là nếu mà dịch cho đúng cái nghĩa đen của cái tựa sách này, một cái tác phẩm kinh điển của Jon Kabat-Zinn về mindfulness và dựa trên nền tảng khoa học, thì có thể dịch theo cái nghĩa là full tức là đầy, catastrophe tức là tai ương, còn living là cuộc sống, tức là một cuộc sống mà nó đầy ắp cái tai ương, đầy ắp những cái biến cố, những cái nghịch cảnh. Nhưng mà dịch như thế thì nghe nó cái cuốn sách gì mà nghe nó ngao ngán quá. Thì nếu mà có thể dịch thoáng hơn chút thì có lẽ cái cuốn sách này sẽ được dịch là đời là bể khổ, thì nghe nó gần gũi, nó quen thuộc với người Việt chúng ta hơn. Vậy thì nghe cái tên này cũng quen, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà dịch để một cuốn sách như thế mà được ghi là đời là bể khổ, thì cuối cùng thế là mình đọc cái gì, học cái gì từ cuốn sách này. Thì cuối cùng thì tôi quyết định là chỉ bàn với anh em trong cái nhóm dịch thuật là thôi, chúng ta chốt cái tựa là thay vì dịch là đời là bể khổ thì dịch là bất chấp tai ương, và đó mới thực sự là cái tinh thần của cuốn sách này, đó mới thực sự là cái nội dung, cái thông điệp cũng như là cái phương pháp mà cuốn sách này muốn truyền tải cho độc giả đó, trên 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 cái khắp toàn cầu. Là từ đó cái tựa sách Bất Chấp Tai Ương ra đời, và nó lại rất đúng một cái bối cảnh mà nó đầy tai ương như hiện nay đó. Không chỉ là chúng ta tràn ngập những cái từ như là giãn cách, phong tỏa, rồi cách ly, rồi tử vong, rồi ca nhiễm vân vân, mà chúng ta còn phải hiện nay có hàng trăm ngàn doanh nghiệp đang rơi vào cái hoàn cảnh vô cùng khó khăn, vô cùng khó khăn, nợ nần chồng chất, rồi đơn hàng thì bị mất, rồi chuỗi cung ứng cũng bị gãy, tất cả đều đứng hình hết, rồi hàng triệu người, người thì mất việc, người thì giảm lương, cuộc sống thì rất là nhiều cái khó khăn, chưa kể là dịch bệnh thì hoành hành. Đôi khi con người ta tự hỏi là không biết trong những cái bối cảnh gì sống sao, rồi làm sao, rồi học sao, rồi quản lý sao, rồi lãnh đạo sao, rồi kinh doanh sao. Nó toàn là những câu hỏi mà nó rất là đau đầu, và đôi khi không có lời giải. Thì trong một cái bối cảnh như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là, tôi nhớ là năm ngoái cũng mấy cái đợt dịch lần thứ hai và thứ ba, chúng tôi có làm một cái chuỗi tọa đàm có tên là Đi Xuyên Khủng Hoảng, cũng đồng hành với doanh nghiệp hàng loạt cái chủ đề. Thì chúng tôi nghĩ rằng là mỗi một cái tổ chức cũng đều có một cái thôi thúc phải làm một cái điều gì đó trong cái bối cảnh này, để đồng hành, để với nhau chia sẻ cùng nhau. Thì chúng tôi không có gạo, không có oxy, nhưng mà chúng tôi có một số cái mà tôi nghĩ cũng rất quan trọng. Lúc này chúng ta không chỉ cần vaccine COVID mà chúng ta cần cả cái vaccine tinh thần. Đó, cho nên là chúng tôi mới cùng nghĩ lại, cùng nhau chia sẻ một cái gì đó để mà bổ sung thêm một chút vaccine tinh thần cho các cái cộng đồng học viên của Pay, cũng như là cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và cho cộng đồng xã hội. Cho nên là lúc này mà chúng ta vừa mới cần vaccine COVID mà vaccine tinh thần cũng rất quan trọng. Tại vì chỉ có sự cái vững vàng, chỉ khi nào chúng ta sống với một cái tinh thần bất chấp tai ương thì chúng ta mới có thể vượt qua được những cái nghịch cảnh, những cái biến cố và những cái tai ương như hiện nay, và kể cả trong lâu dài. Và có lẽ cuộc sống con người chúng ta không chỉ có những cái tai ương COVID này đâu, còn có rất nhiều tai ương khác mà chúng ta chưa từng biết đến hoặc là chưa từng nghĩ tới. Nhưng mà chúng ta không sợ hãi, chúng ta sẽ có một cái bất chấp tai ương, họ sẽ gửi không chỉ cho tự bạn thêm chút không cho chỉ họ. là tên của một cuốn sách, mà nó còn là tên của một cái lối sống, tên của một cái phong cách lãnh đạo, để mà chúng ta sống xuyên qua mọi khủng hoảng, đi xuyên qua bất chấp mọi tai ương. Thì đấy là cái tinh thần chính của cái buổi tọa đàm của buổi Bay Thoát này. Và cái tri thức thì có lẽ từ cuốn sách thì
Có lẽ trong một buổi thế này thì chúng tôi sẽ không nói được nhiều tri thức từ trong các cuốn sách hay, bởi vì nó rất là dày và tri thức cũng rất là nhiều. Nhưng mà trong cái phạm vi khuôn khổ của chương trình, chúng tôi chia sẻ được bao nhiêu thì chúng tôi sẽ cố gắng chia sẻ bấy nhiêu. Thì trong cái chuỗi mà đi xuyên khủng hoảng thì chúng tôi có triển khai cũng trong cái tập thể ban chuyên môn của trường bay thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng chia sẻ cái chủ đề, một số chủ đề rất là quan trọng như là làm sao làm việc từ xa cho hiệu quả, hay là sức khỏe tinh thần ở cái thời đại dịch nó như thế nào, rồi là lãnh đạo trong thời khủng hoảng như thế nào. Và cách đây đúng khoảng một cách đây một tháng đó, thì đầu tháng 7 thì chúng tôi có triển khai một cái tọa đàm, một cái pay talk mới nhất gần đây nhất, đó là Can Do Spirit in Can Do Time, tức là tinh thần không th tinh thần có thể trong thời không thể. Tức là chúng ta không thể chỉ là hiện nay không chỉ là thời tai ương mà thời không thể, tức là không thể làm nhiều thứ, không ra khỏi nhà được, cũng không đi đâu được, nhưng mà chúng ta lại có thể làm rất nhiều thứ trong cái thời không thể đó. Và trong cái thời tai ương này chúng ta có thể sống một cách bất chấp nó mà sống một cách vững và vững vàng, vẫn làm việc được nhiều, làm được nhiều thứ đó, vẫn làm được nhiều thứ. Và trong nguy thì có cơ, trong nguy thì luôn luôn có cơ. Cho nên là ví dụ như trong cái tinh thần mà tinh thần bất chấp tai ương, cũng như là cái tinh thần can do là tinh thần có thể, và cái tinh thần biến điều không thể thành điều có thể, biến điều có thể thành điều chắc chắn. Cho nên là trong cái tinh thần can do đó, cũng như trong cái tinh thần bất chấp tai ương, thì tôi có chia sẻ một cái khái niệm về tinh thần can do, tức là tinh thần có thể là cái tinh thần gì. Thì tôi cũng tìm hiểu rất là nhiều cái khái niệm này ở khắp nơi, trong các nguồn tài liệu ở khắp nơi trên thế giới, nhưng mà cũng không có được một cái khái niệm mà làm cho tôi cảm thấy có thể hài lòng. Và tôi có tổng hợp lại thành một cái khái niệm có tính tương đối là tổng hợp. Tức là tinh thần can do là cái tinh thần mà có ba cái phần, ba cái khía cạnh. Thứ nhất là cái tinh thần dám chấp nhận cái mới đó, đó là cái can do. Thứ hai nữa là tinh thần dám đương đầu với thử thách, với nghịch cảnh, với biến cố, chính là cái tinh thần bất chấp tai ương. Và cái thứ ba là cái tinh thần dám dấn thân cho lý tưởng của mình và của tổ chức và của cộng đồng. Tức là vậy thì giữa cái tinh thần có thể và cái tinh thần bất chấp tai ương có một mối liên hệ rất là chặt chẽ với nhau trong cái tọa đàm vừa rồi, cách đây hơn một tháng, và cái tọa đàm kỳ này. Thì nếu các anh chị nào mà có dịp tham gia cả hai tọa đàm thì sẽ rất là thú vị để chúng ta kết nối các cái tinh thần, các cái giá trị và các cái thông điệp mà chúng ta cùng nhau tin tưởng và cùng nhau chia sẻ và cùng nhau sống với nó đó, rồi cùng nhau lan tỏa nó. Cho nên là cái bộ sách về mindfulness là một bộ sách khá là thú vị, khá là đặc biệt trong cái tủ sách doanh trí lâu năm của trường 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 doanh nhân Pay. Thế thì tôi thì không tham gia dịch cái bộ sách này, nhưng mà tôi hôm nay tôi tham gia với diễn đàn, với tư vấn vai trò là vì ở đây có các cái thành viên trong 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 nhóm dịch giả của cái bộ sách, thì có diễn giả Hoàng Mạnh Hải, diễn giả Trần Huỳnh, Lê Nguyễn Trần Huỳnh, diễn giả Trần Vĩnh Tân, là cùng với một số anh em khác là tham gia chuyển dịch chuyển ngữ cái bộ sách này ra tiếng Việt. Thì đây là cái công trình cũng rất là công phu, cũng rất là nhọc nhằn, nhưng mà cũng anh em cũng rất là vinh dự. Còn tôi thì tham gia với vai trò là khởi xướng, là chủ trương, là xây dựng cái thì đấy là cái tội dầm. Còn về cái bộ sách trên bất chấp tai ương á, thì tôi cái cuốn sách riêng, cuốn sách bất chấp tai ương thì tôi muốn chia sẻ thêm một chút thôi, để trước khi tôi nhường lời lại cho các cái diễn giả mà cũng là những người tham gia dịch cái cuốn sách kinh điển này của tác giả John Kabat-Zinn. Thì đây là một cái cuốn, trong cái quá trình mà tôi tìm kiếm, chúng tôi tìm kiếm những cái cuốn sách mà muốn về mindfulness mà dựa trên nền tảng của khoa học, đặc biệt là khoa học não bộ và khoa học về tâm lý học và khoa học não bộ, neuroscience, thì chúng tôi tìm được cái tác phẩm này.
Một tác phẩm này có thể đây là một trong những tác phẩm kinh điển nhất về về mindfulness mà dựa trên cái nền tảng khoa học mà do một cái tác giả phương Tây họ họ chia sẻ. Trong thông thường thì khái niệm này thường là các tác giả của phương Đông. Thế thì ông cái cuốn sách này nó dựa trên một cái một cái chương trình trị liệu rất là nổi tiếng của chính chính tác giả John Kabat-Zinn. Đó là cái chương trình tận họ được được xem là gọi là mindfulness based stress reduction, tức là cái chương trình gọi là giảm căng thẳng dựa trên cái nền tảng của mindfulness, dựa trên mindfulness. Và ông ấy đã dùng cái mindfulness này để giúp cho con người ta giảm cái sự căng thẳng trong cái, tức là chủ yếu là phục vụ cho cái chữa lành cái sức khỏe tinh thần của mình, và chính xác là đi vào cái sức khỏe tinh thần và cái đời sống tinh thần của con người. Thì và trong đó ông đã phát hiện là mindfulness nó giúp ích rất là nhiều cho cái câu chuyện về sức khỏe tinh thần của con người. Có rất nhiều lời giới thiệu dành cho cuốn sách này. Trong đó có cả những cái người như là thiền sư Thích Nhất Hạnh và các cái nhà khoa học uy tín khác. Thì khi mà nói về cuốn sách này thì họ nói là cuốn sách này dành cho ai, thì họ nói một cách rất là ngắn gọn là cuốn sách này dành cho người già và người trẻ, cuốn sách này dành cho người ốm đau và dành cho người khỏe mạnh. Nói tóm lại là không phân biệt là già hay trẻ, không phân biệt là người khỏe mạnh hay người ốm đau, thì cuốn sách này đều có thể giúp ích cho cái sức khỏe tinh thần của mình. Nếu đã khỏe rồi khỏe hơn, chưa khỏe thì sẽ khỏe. Nhưng mà vậy thì mindfulness là gì? Thì thực sự mà nói nãy giờ thì xin phép quý anh chị là tôi cũng chưa có dám dịch cái từ này ra tiếng Việt, tại vì tôi cũng không biết dịch nó là cái như thế nào, tại vì tôi không thể tìm được một cái từ nào tương đương trong tiếng Việt. Mặc dù hiện nay trong một số cái ngôn ngữ, ví dụ như trong đạo Phật thì người ta dịch là chánh niệm, nhưng mà trong cái chuyên đề mà chúng tôi chia sẻ ngày hôm nay thì nó không gắn liền với cái khái niệm của Phật giáo, mà gắn liền với cái khái niệm chung trong cái về khoa học về não bộ và khoa học về tâm lý. Thì ở một góc nhìn khác về mindfulness thì chúng tôi thấy rằng là cuối cùng chúng tôi quyết định là không có dịch cái từ này, và chúng tôi nghĩ rằng là cái sử dụng riết thì người ta sẽ quen và coi như đó là một khái niệm phổ biến giống như rất là nhiều khái niệm khác mà tiếng Việt chúng ta nó dùng. Nhưng mà nếu như vậy thì chúng ta hiểu mindfulness như thế nào? Thì hiện nay có rất rất nhiều cách hiểu về mindfulness, rất nhiều khái niệm định nghĩa về mindfulness ở trong tất cả các nguồn tài liệu từ khắp nơi trên thế giới, từ tiếng Anh, tiếng Pháp cho đến tiếng tiếng Hoa, tiếng Nhật, thì cái khái niệm về mindfulness rất là nhiều. Nhưng mà nói thật lòng thì trong cái nhóm chúng tôi khi mà cùng nhau phát triển cái Mindful Leadership Việt Nam để cùng hòa chung với lại cái cộng đồng Mindful Leadership toàn cầu, thì chúng tôi cũng muốn dịch cái từ này ra tiếng Việt, được cái khái niệm xác làm rõ cái khái niệm này cho cái cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam và cho cái cộng đồng kinh doanh tại Việt Nam, để mà ứng dụng được làm sao để đưa cái mindfulness vào vào đời sống kinh doanh, vào đời sống quản trị và đời sống bình thường của mọi người trong xã hội. Thì cuối cùng chúng tôi lại cùng nhau tổng hợp lại và hiểu, cố gắng hiểu nó và đưa nó một cách diễn đạt nó rất là Việt Nam, và tôi hy vọng là nó cũng tương đối dễ hiểu đối với nhiều người. Thì chúng tôi khái niệm ở tại PMLV, tức là Pay Mindfulness Leadership Việt Nam, thì chúng tôi định nghĩa cái từ mindfulness là một cái sự ý thức về về thực tại, ý thức về thực tại với một cái tâm trí cởi mở và với một cái tấm lòng nhân ái. Tức là nó có ba cái khía cạnh liên quan đến cái khái niệm mindfulness này. Cái khía cạnh thứ nhất là cái ý thức về thực tại, tức là cái ý thức, tức là đầu tiên nhất là phải nói về ý thức, và cái ý thức này là về thực tại chứ không phải là ý thức về quá khứ hay tương lai, mà ngay tại thực tại, ngay cái giây phút chúng ta đang sống. Nhưng mà chúng ta ý thức về thực tại với một cái tâm thế nào, thì ý thức về thực tại với một cái tâm trí cởi mở, một cái tâm trí rộng mở và mới với một cái tấm lòng nhân ái.
Thì khi mà chúng ta ý thức về thực tại bằng hai cái cách đấy, bằng 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 hai phương cách đấy, với một cái tâm trí cởi mở, với một cái tấm lòng nhân ái, thì mọi vấn đề sẽ được, chúng ta sẽ chữa lành mọi vết thương trong con người của mình. Chúng ta sẽ không nói là chúng ta sẽ bao dung, nhưng mà chúng ta sẽ bao dung hơn. Chúng ta không nói là chúng ta sẽ hết đố kỵ, mà chúng ta sẽ nói chúng ta là bớt đố kỵ hơn. Chúng ta không nói là chúng ta hết nóng giận, mà chúng ta sẽ bớt nóng giận hơn. Chúng ta không nói là chúng ta không có hận thù, chúng ta sẽ bớt hận thù đi. Và chúng ta nó không nói rằng là chúng ta không có suy nghĩ tiêu cực, mà chúng ta nói là chúng ta suy nghĩ tích cực hơn rất nhiều nhờ cái ý thức về thực tại đó, và với một cái tâm trí cởi mở và với một cái tấm lòng nhân ái. Và cho dù là cái cuốn sách Bất Chấp Tai Ương, hay là cuốn sách Tâm Thức Lãnh Đạo, hay là cuốn sách Lãnh Đạo Tỉnh Thức, hay là cuốn sách Mindfulness Cho Người Bắt Đầu, thì đều dựa trên nền tảng của mindfulness cả, đều dựa trên nền tảng mindfulness cả. Nhưng mà nếu mà dựa trên nền tảng mindfulness thì chúng ta phải làm rõ cái gốc rễ của mindfulness là gì. Thì ở đây thì chúng ta nói một cách rất là ngắn, nhưng mà thực ra mà nói tôi không giấu gì của anh chị là chúng tôi mất một thời gian rất là dài, cũng khá là mất nhiều năm tháng để mà cuối cùng mà suy nghĩ là rốt cuộc mindfulness là cái gì. Tại vì ngay cả mình cái gì mình cũng nói về mindfulness cả, nhưng mà ngay cả cái khái niệm mindfulness mình cũng không rõ ràng, thì những gì mình dựa trên nó cũng rất là mơ hồ nha, rất là mơ hồ. Nên vậy thì mình nói thêm là tâm trí cởi mở thì rõ rồi, tức là một cái tâm trí mà không phải chúng ta có một cái, khi mà chúng ta học nhiều hay đọc nhiều, không phải là chúng ta có một cái đầu, cái đầu nó đầy, không phải là full mind, cũng không phải là empty mind, mà là open mind. Đó là một cái đầu rất là cởi mở, và để có thể lắng nghe được những cái góc nhìn đa chiều, và thấu hiểu hơn về bản thân mình, thấu hiểu hơn về con người, thấu hiểu hơn về xã hội. Chứ không phải là chúng ta để cho ai đó nhét một số kiến thức vào đầu mình, xong họ khóa cái đầu mình lại và xem những gì mà mình học được là chân lý, và sau đó mình độc quyền chân lý, thì cái đó chúng ta không có một cái tâm trí cởi mở. Và lúc đó thì, và cái hai nữa là một cái tấm lòng nhân ái đó, một cái tấm lòng mà nó có nhiều yêu thương, nhiều cái lòng tình, nhiều cái lòng trắc ẩn, nhiều cái tình yêu thương. Tại vì cái nhân ái nó bao hàm những cái tình yêu thương và cái lòng trắc ẩn. Thì khi mà có những cái đó trong con người mình gieo nó từ từ, rồi nó mọc lên mỗi ngày một tí, rồi nó đấu tranh với con người hiện tại của mình, và nó sẽ làm con người mình tốt hơn. Và tôi nghĩ rằng chúng tôi tin rằng ở đây, chúng tôi tin rằng là giáo dục đó, không phải là tham vọng để tạo ra những con người tốt. Tại vì đôi khi cái tham vọng đó không thực tế, mà chúng tôi chỉ có một cái tham vọng là giáo dục ở đây có nghĩa là dạy, tức là giúp cho người khác học đó. Và tức là chứ không phải là dạy dỗ người khác, tức là mình chỉ đơn giản là làm cái công việc là khi người ta học một mình thì có thể có những khó khăn nhất định, mình đồng hành với sự học của mọi người thì giúp người ta học tốt hơn. Và cho nên là trong cái trường hợp này cũng vậy, thì chúng ta sẽ làm sao đó để mà trong tất cả những gì mà con người học được thì có lẽ kiến thức bao nhiêu cũng không đủ, nhưng mà cái mà người ta học được, những cái thứ mà học được vĩ đại nhất vẫn là giúp con người ta có một cái tâm trí cởi mở và một cái tấm lòng nó nhân ái hơn, một cái tâm trí cởi mở hơn. Và khi cái ý thức về thực tại, ý thức từng giây từng phút, khi mình làm mọi thứ, mình sống mọi thứ, mình ăn, mình ngủ từng giây phút một với một cái tâm thức như vậy, thì chắc chắn là cuộc sống chúng ta sẽ tốt hơn, con người chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Giống như là năm ngoái khi mà tôi chia sẻ về cái chủ đề Mental Health in Crisis, tức là sức khỏe tinh thần trong cái thời khủng hoảng, trong thời đại dịch, thì tôi có nhắc đến một cái khái niệm về sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng một con người khỏe mạnh không chỉ đơn giản là một khỏe mạnh về thể chất, mà còn có sức khỏe về tinh thần và sức khỏe về xã hội. Chứ không phải chỉ đơn giản là một người có bệnh hay không có bệnh. Tức là có bệnh hay không có bệnh, đó là sức khỏe về mặt thể chất thôi,
chứ chưa phải là sức khỏe, chưa nói về sức khỏe tinh thần và sức khỏe về xã hội. Vậy thì một người có sức khỏe thể chất tốt là người như thế nào? Tức là nếu như một người muốn được xem là khỏe mạnh thì phải khỏe mạnh ở cả ba khía cạnh, tức là thân, tâm, trí, và khỏe mạnh cả bên trong và bên ngoài, đời sống tinh thần ở bên trong và sức khỏe xã hội bên ngoài, khỏe mạnh từ trong ra ngoài, từ thân thần đến thể chất, thì lúc đó chúng ta mới có một cái có cái nghĩa khỏe toàn diện. Và thậm chí nếu như cái thân chúng ta đang bị bệnh, mà nếu như mà chúng ta có cái trí, cái tâm, cái trí của chúng ta mà nó mà khỏe, và sức khỏe xã hội, sức khỏe tâm trí chúng ta tốt, thì sức khỏe thể chất cũng sẽ được cải thiện. Tại vì sức khỏe tinh thần, sức khỏe xã hội ảnh hưởng rất rất lớn đến sức khỏe về thể chất. Sức khỏe về thể chất thậm chí nhiều khi quyết định luôn, thậm chí quyết định luôn sức khỏe về thể chất. Vậy một người có sức khỏe thể chất như thế nào thì chắc là ai cũng dễ hiểu, tức là tất cả các cơ quan đoàn thể đều chạy tốt, cơ quan đoàn thể nào bị trục trặc cả thì cái đó gọi là sức khỏe thể chất tốt thôi. Cho nên là không có phải nằm viện rồi, không phải ấy. Rồi còn sức khỏe xã hội, từ sức khỏe về 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 tinh thần thì cái này là vấn đề rất lớn của mindfulness. Tất cả mọi cái cuốn sách về mindfulness đều gắn với cái khái niệm sức khỏe với tinh thần này, và làm cho người ta là lành mạnh hóa con người của mình, và lúc đó mình sẽ giúp mình lành mạnh hóa cái môi trường sống của mình, ở đó là gia đình của mình, đó là tổ chức của mình, đó là cái xã hội mình đang sống. Cái đó nó rất là quan trọng. Vậy thì sức khỏe về về tinh thần là sức khỏe gì? Thì nó có rất nhiều cách hiểu. Hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ cái khái niệm này ở với rất nhiều góc nhìn ở nhiều tác giả khác nhau, rất nhiều tác giả khác nhau, và nhiều ở những cuốn sách khác nhau, chứ không phải chỉ là tri thức của riêng cái nhóm diễn giả chúng tôi, mà là từ chúng tôi chia sẻ cái tri thức từ những cái bộ óc lớn, từ những nhà nghiên cứu và từ những cái công trình nghiên cứu lớn, và từ những cái tác giả lớn, thì chúng ta sẽ có cái sự mà thuyết phục hơn về những gì mà chúng ta chia sẻ. Còn ví dụ như đây sức khỏe tinh thần thì tôi chỉ nói về tạm thời, là một cái người có sức khỏe tinh thần là cái người mà có một cái tâm hồn bình an, có một cái tâm thế sống rất là tự tại. Nhưng mà để đạt điều đó không có dễ. Thứ hai nữa là có cái niềm tin vào vào cuộc sống, vào bản thân, vào con người. Nhưng mà nếu mà mình làm việc xấu hay làm việc ác thì tâm hồn sẽ không có bình an. Nhưng mà có những người thì ban ngày thì giấc người cướp của, nhưng mà tối người ngủ rất ngon, là tâm hồn vẫn rất bình an, là vì thiếu cái yếu tố thứ ba, tức là thiếu cái lương tri, thiếu cái nhân ái, thiếu cái nhân tính. Và bởi vì nếu như không có những thứ đó thì cho dù có làm việc xấu hay làm việc ác, tâm hồn vẫn rất bình an, ngủ vẫn rất ngon, không có vấn đề gì cả. Vậy thì sức khỏe tinh thần nó phải là hội tụ những yếu tố đó: bình an, có niềm tin vào cuộc sống, và có niềm tin vào con người, có niềm tin vào bản thân mình, đặc biệt là niềm tin vào bản thân mình. Nhưng mà nó phải dựa trên nền tảng của lương và tri. Lương là thiện, tri là sự hiểu biết, sự khai sáng, dựa trên cái nền tảng của nhân tính, của sự nhân ái, của cái lòng trắc ẩn. Thì nếu chúng ta có tận như thế thì sức khỏe tinh thần thật là có thật. Còn sức khỏe xã hội thì tức là thể hiện cái mối quan hệ giữa chúng ta với phần còn lại của thế giới xung quanh, giữa mình với con người. Ví dụ như là có một vài cái khía cạnh biểu hiện bên ngoài của sức khỏe xã hội. Một người có sức khỏe xã hội tốt là cái người mà không có hận thù. Tại vì hận thù là ung thư tâm hồn rồi. Nếu như hận thù là ung thư tâm hồn thì đố kỵ là ung thư tâm trí. Ung thư tâm trí. Đó. Cho nên là trong những cái bối cảnh mà chúng ta chia sẻ như vậy thì cái khái niệm về về cái sức khỏe, cho nên là cái mindfulness thì tôi nghĩ nó không phải là tiên dược hay thần dược, nhưng nó là một cái thứ tri thức, một cái thứ hiểu biết mà để chúng ta cảm nhận nó ở những góc độ này, góc độ khác,
một cách lành mạnh thì nó giúp chúng ta rất nhiều về về cái sức khỏe tinh thần, về cái đời sống tinh thần, về cái thế giới tinh thần của chúng ta. Khi chúng ta nhìn ra thế giới bên ngoài, chúng ta thấy đầy tai ương, đầy bất trắc, thì lúc đó chúng ta càng phải nhìn về cái thế giới bên trong của chúng ta, thế giới bên trong của chúng ta. Và khi thế giới bên ngoài càng biến động, thì thế giới bên trong càng phải tĩnh lặng, càng phải tĩnh tại, thì chúng ta sẽ bất chấp tai ương, chúng ta sẽ bất chấp tai ương, và chúng ta sống như là chính mình, sống như là con người tự do, sống như là con người tự do. Nhưng mà chúng ta cũng, tôi như tôi nói là cái quan điểm giáo dục của trường Bay là không phải nỗ lực giúp người ta trở thành người tốt, good people, good people, mà chúng tôi, cái mong muốn của chúng tôi là đồng hành với người học, để mà để cho họ tự giúp mình trở thành một cái người, một cái better person, một cái better me, một cái phiên bản tốt hơn của chính mình, chứ không phải là tốt. Tại vì trở thành người tốt thì nhiều khi nó khó quá, nó không có khả thi và người ta sẽ nản. Nhưng trở thành người tốt hơn thì ai cũng có thể làm được. Đó là một cái đích đến khả thi với bất cứ ai. Và người ta không thấy nó vô vọng, người ta không cảm thấy nó khó khăn. Cái hay nữa là trở thành người tốt thì có nghĩa là không cần phải cố gắng nữa, không cần phải học nữa. Nhưng nếu trở thành người tốt hơn thì phải cố gắng tiếp và phải học suốt đời. Và cái sự học và cái sự nỗ lực là không dừng lại. Cho nên là đích đến trong cái sự học của chúng ta cũng chỉ là trở thành người tốt hơn mỗi ngày mà thôi. Ví dụ như hồi trước mình nóng giận nhiều thì bây giờ mình nóng giận ít hơn một chút. Hồi xưa mình có hận thù thì bây giờ mình bớt hận thù, và nếu bớt hận thù rồi thì lâu dần thì mình sẽ hết hận thù. Hồi xưa mình đố kỵ nhiều quá, bây giờ mình sẽ bớt đố kỵ, rồi dần dần mình hết đố kỵ luôn, vân vân. Rồi và nó sẽ chữa lành, nó sẽ chữa lành rất nhiều cái vết thương lòng bên trong của chúng ta, nó chữa lành rất nhiều cái nỗi đau của chúng ta. Ví dụ như là cũng trong cái chủ đề về về mindfulness và sức khỏe tinh thần, thì tôi có chia sẻ rằng là muốn 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 cái có một số cái muốn cách tốt nhất để thoát khỏi cái nỗi đau, đó là phải biết buông bỏ. Và cách tốt nhất để thoát khỏi sự sợ hãi là phải tìm được lối ra. Và cách tốt nhất để thoát khỏi sự hoảng loạn là tìm sự sự vững vàng từ bên trong của con người của mình. Nhưng mà nguyên lý là như vậy. Nhưng mà điều gì giúp mình điều đó? Thì tôi nghĩ mindfulness vẫn là một trong những cái phương cách rất tốt để giúp mình hướng đến những đó, giúp mình biết cách buông bỏ thì mình sẽ thoát được nỗi đau, giúp mình tìm được cái lối ra, để mình không có sợ hãi, giúp mình vững vàng từ bên trong để cho mình không còn phải hoảng loạn. Và đó là cái nền tảng của cái bất chấp tai ương, bất chấp tai ương. Cho nên là trong một cái thế giới mà nó đầy cái bất trắc, đầy cái tai ương như thế này, thì cái vấn đề mà chúng ta đặt ra hôm nay là rất lớn. Cho nên là có lẽ là hình như tôi mở màn một vài cái ý như vậy, thì để cho chắc tiếp theo nhường lời lại cho các cái diễn giả khác, và chúng ta sẽ chia sẻ sâu hơn về trong cái nội dung của cuốn sách. Xin cảm ơn tất cả các anh chị, cảm ơn chị Thùy Dương, các vị diễn giả, và cảm ơn tất cả các quý anh chị đã lắng nghe. Dạ vâng ạ. Thì Dương xin rất là cảm ơn những chia sẻ rất là sâu sắc từ tiến sĩ Giảng Tư Trung. Thì có thể nói là hiện nay thì mindfulness cũng như là tinh thần bất chấp tai ương và đặc biệt là sức khỏe tinh thần có thể nói là rất là quan trọng, phải không ạ? Và quay trở lại với cuốn sách Bất chấp tai ương của chúng ta thì Thùy Dương nhận thấy là trong số các diễn giả ngày hôm nay có đến hai thành viên là tham gia biên dịch cho cuốn sách đặc biệt này, đó chính là ông Lê Nguyễn Trần Huỳnh và ông Trần Vĩnh Tân. Thì có lẽ là từ góc độ của người dịch và được tiếp cận với cuốn sách từ những ngày đầu tiên thì chắc hẳn là ông Trần Huỳnh và ông Vĩnh Tân sẽ có rất là nhiều điều muốn chia sẻ cùng với quý vị độc giả. Tôi xin được mời ông Trần Huỳnh trước nhé ạ. Xin mời ông chia sẻ ạ. Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Giảng Tư Trung cũng như là chị Thùy Dương. Thì về câu hỏi của chị thì tôi cũng may mắn là nằm trong nhóm biên dịch của cuốn sách này. Thì cuốn sách này nó cũng khá là dài,
cuốn sách mà tiếng Anh thì tôi nhớ đâu đó cũng khoảng, tôi không nhớ rõ, khoảng 500-600 trang. Mà dịch qua tiếng Việt thì các anh chị cũng biết rồi là tiếng Việt của chúng ta thì khi mà dịch ra thì lại lại dài hơn nữa. Thì dịch ra đâu đó khoảng 600-700 trang. Thì đó là cuốn rất là dài, cho nên là cần ba người phiên dịch, là bao gồm tôi, chuyên gia Trần Vĩnh Tân, và một anh nữa, một thầy nữa tên là thầy Hoàng Trọng Hải. Thì để mà hiểu về một cuốn sách ấy, thì có lẽ là chúng ta cần hiểu về tác giả của nó là ai và tại sao người ấy lại quyết định là viết cái cuốn sách này. Thì tác giả của cuốn sách này ấy, hồi nãy thì thầy giảng sư Trung cũng đã chia sẻ rồi. Ông tên là Jon Kabat-Zinn. Thì Jon Kabat-Zinn á là tiến sĩ y khoa của trung tâm y khoa thuộc trường đại học Mỹ, ở trường đại học Massachusetts ở Mỹ. Thì ông làm việc ở trong một cái phòng khám và ông thấy rằng là những cái người bệnh nhân của mình họ trải qua rất là nhiều những cái khó khăn, những cái căng thẳng, căng thẳng cả về mặt thể chất, họ trải qua rất là nhiều cái nỗi đau về mặt thể chất, cũng như là họ có rất là nhiều những cái căng thẳng về mặt tinh thần. Họ lo lắng, họ sợ hãi về cái tình hình bệnh của mình. Và không chỉ những người bệnh nhân mà những người mà chăm sóc cho bệnh nhân, cái đội ngũ y tế, bác sĩ, y tá vân vân, họ cũng rất là căng thẳng. Và chúng ta cũng thấy là cái sự căng thẳng đó nó thể hiện ngày hôm nay khi mà dịch bệnh COVID lan rộng rất là nhiều, và trong những cái bệnh viện lúc này thì rất là nhiều người căng thẳng. Và thậm chí chúng ta ngồi ở nhà lúc này, đôi lúc chúng ta nghĩ về tình hình dịch bệnh, chúng ta cũng rất là căng thẳng. Vậy thì tiến sĩ Jon Kabat-Zinn mới nhìn thấy những cái sự căng thẳng đó. Và đồng thời thì Jon Kabat-Zinn cũng có một cái nền tảng thực hành về mindfulness rất là dày ở trước đó. Jon Kabat-Zinn là học trò của thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng như là của nhiều người khác. Nhưng mà đồng thời thì Jon Kabat-Zinn, như tôi đã chia sẻ, thì ông cũng là tiến sĩ y khoa, nên ông cũng là một nhà khoa học. Và ông thấy rằng là những cái thực hành mindfulness mà ông đã học có thể giúp ứng dụng vào cái môi trường bệnh viện, giúp những cái người mà đội ngũ y tế cũng như là những cái người bệnh nhân họ có thể quản lý, giảm đi những cái căng thẳng, những cái khổ sở mà họ đang phải trải qua. Thì từ đó ông mới sáng lập ra một cái chương trình được gọi là chương trình, như thầy Trung đã chia sẻ, là chương trình Mindfulness Based Stress Reduction, tức là giảm stress dựa trên nền tảng của thực hành mindfulness. Và ông sáng lập cái chương trình này khoảng vào năm 1979. Và đây là một trong những cái chương trình về mindfulness sớm nhất và hiện nay vẫn đang phổ biến nhất ở trên thế giới. Và ông ứng dụng nó ở trong phòng khám mà mình làm việc, và sau đó rất là nhiều những cái bệnh viện ở nước Mỹ và ở nhiều nước khác bắt đầu là áp dụng cái chương trình Mindfulness Based Stress Reduction này vào bệnh viện của mình. Và cái chương trình lan tỏa rất là nhanh, cho nên là sau đó tiến sĩ Jon Kabat-Zinn đã quyết định viết ra một cái cuốn sách. Thì cái cuốn sách mà ngày hôm nay chúng ta trao đổi, được gọi là cuốn sách Full Catastrophe Living, bất chấp tai ương, chính là để viết về cái chương trình Mindfulness Based Stress Reduction này, cũng như là những cái ứng dụng của thực hành mindfulness vào trong những cái căng thẳng hàng ngày của chúng ta. Thì hồi nãy thầy giảng sư Trung nói một cái câu rất là hay, đó là cái cuốn sách này nó không chỉ dành cho nó dành cho cả người già và người trẻ, dành cho những người ốm đau lẫn những người khỏe mạnh. Tại vì sao? Tại vì tất cả chúng ta ở trong cuộc đời, lúc này hay lúc khác, sớm hay muộn, thì chúng ta cũng phải trải qua những cái sự căng thẳng trong cuộc đời mình. Căng thẳng về công việc, về gia đình, về nuôi dạy con cái, về và hiện nay là chúng ta rất nhiều người đang bị căng thẳng cùng lúc, là căng thẳng về tình hình dịch bệnh. Như vậy thì cuốn sách này nó dành cho tất cả mọi người, và nó giúp lan tỏa cái thực hành mindfulness cho tất cả mọi người. Vậy thì có một cái điều thú vị là có lẽ các anh chị cũng tự hỏi rằng là tại sao cuốn sách này nó lại tên là Full Catastrophe Living. Thì
Tiến sĩ John Kabat-Zinn cũng muốn tìm một cái tựa đề nào đó mà có thể mô tả cái tình trạng của con người giống như là tôi vừa chia sẻ. Một cái tình trạng mà chúng ta ai cũng phải, dù sớm hay muộn, cũng phải trải qua những cái căng thẳng ở trong cuộc đời mình. Thì trong cái lúc mà ngẫm nghĩ về cái tựa đề của cuốn sách này, thì John Kabat-Zinn liên tục nhớ về một cái đoạn ở trong cái bộ phim. Và cái bộ phim này được chuyển thể từ một cái cuốn sách, nó được gọi là cái cuốn sách Con Người Hoang Lạc của một cái tác giả, tôi không nhớ rõ quốc gia nào, có là ở Nga hay sao, tác giả tên là Nikos Kazantzakis. Cái cuốn sách tên là Con Người Hoang Lạc. Và trong cái cuốn sách đó thì có một cái phân đoạn là cái diễn viên chính, ông ta tên là Alexis Zorba, và ông ta đang đi trên một cái con thuyền, đang đi ra khơi, và có một cái người đi cùng với ông ta. Và cái cuốn sách này nó đã được chuyển thể thành phim, và John Kabat-Zinn luôn nhớ mãi cái phân đoạn của trong cái bộ phim đó. Thì trên cái con thuyền đó, cái người mà đồng hành cùng với nhân vật chính mới hỏi cái ông nhân vật chính tên là Zorba này, hỏi là: "Zorba, ông đã kết hôn chưa?" Thì ông Zorba này mới nói rằng là: "Tôi không phải là một người đàn ông hay sao? Tôi cũng đã kết hôn, cũng có gia đình, cũng sinh con, cũng có rất là nhiều. Nói chung là một cuộc sống full catastrophe living." Và trong cái đoạn đó thì John Kabat-Zinn cũng nói rằng là nếu như mình xem cái phân đoạn đó trong bộ phim á, mình sẽ thấy rằng là cái cách mà cái nhân vật đó nói về full catastrophe living không phải là một cái sự buông xuôi, không phải là một cái sự từ bỏ, mà là một cái sự chúng ta dám đối mặt với những cái thách thức, những cái căng thẳng, những cái khó khăn trong cuộc đời mình. Thì từ đó tiến sĩ John Kabat-Zinn mới quyết định là lấy cái tên cuốn sách là Full Catastrophe Living, và trường Pace đã dịch ra một cách tôi cho rằng là rất là chính xác là bất chấp tai ương. Như vậy thì tóm lại là cái cuốn sách này được viết bởi một nhà khoa học, bởi một tiến sĩ y khoa, và cái công dụng của nó là để giúp cho cái mindfulness nó được lan tỏa đến đến rất là nhiều người. Và nếu chúng ta, tôi xin nói một chút về cái phần nội dung của cuốn sách, sau đây có thể là dịch giả Trần Vĩnh Tân có thể chia sẻ thêm. Thì cái cuốn sách này nó bao gồm 5 phần. Phần 1 á, là nó đi sâu vào những cái thực hành về mindfulness. Các anh chị có thể tìm thấy những nhiều cái thực hành đây, như là mình quan sát hơi thở của mình để ý đến cơ thể của mình quan sát đến những cái cảm xúc bên trong mình, vân vân. Phần 2 thì nó đi về những cái nghiên cứu mới nhất ở trong những cái ngành như là y học, tâm lý học, khoa học não bộ, vân vân, để mà nó cho thấy rằng là cái thực hành mindfulness thực sự giúp ích trong việc nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta. Phần 3 thì nó giúp cho chúng ta hiểu về stress, tức là khi mà chúng ta stress thì nó ảnh hưởng đến não bộ và đến cơ thể của chúng ta như thế nào. Phần 4 thì nó nói về cái ứng dụng của thực hành mindfulness để mà chúng ta đối diện với những cái stress ở trong cuộc đời mình. Và nó giới thiệu rất là nhiều cái stress khác nhau: stress về công việc, về gia đình, về sức khỏe, stress về mất ngủ, stress về thế giới, vân vân. Dĩ nhiên là cái năm năm 2013 thì lúc đó chưa có dịch bệnh COVID. Tức là cuốn sách này là được viết đầu tiên vào năm 1990 và nó được tái bản vào năm 2013. Vậy cuốn sách mà Trường Bay biên dịch đó là cái phiên bản mới nhất của cuốn sách này. Thì đó là phần 4. Còn phần 5 là nó nói về cái để mà chúng ta có thể duy trì và xây dựng những cái thói quen mindfulness ở trong cuộc đời mình. Thật thì tôi xin đi về cái tổng quan của tác giả của cái nội dung của cuốn sách như vậy. Thì có lẽ là chuyên gia Trần Vĩnh Tân cũng muốn có một cái có những cái chia sẻ thêm. Thì xin trở lại với chị Dương. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông Trần Huỳnh. Thì chắc chúng ta sẽ cùng lắng nghe ông Trần Vĩnh Tân chia sẻ thêm. Thì cũng như là ông Trần Huỳnh vừa chia sẻ, cũng như là tôi có đọc được trong cái lời giới thiệu, lời tựa của cuốn sách có ghi là sử dụng trí tuệ của cơ thể và tâm trí để đương đầu với căng thẳng, khổ đau và bệnh tật. Thì có vẻ như là những thực hành mindfulness sẽ là một cái phương pháp rất là đáng chú ý cho chúng ta trong cái thời đại dịch này. Thì không biết là ông Trần Vĩnh Tân nghĩ sao ạ? Xin mời ông Trần Vĩnh Tân ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của chị Thùy Dương. Xin tiếp lời thầy Giảng Tư Trung và thầy Trần Huỳnh.
Xin trả lời ngay vào câu hỏi luôn là cái thực hành mindfulness chính xác là rất là cần trong mọi hoàn cảnh, và đặc biệt là cần trong cái hoàn cảnh này vì vài cái lý do cơ bản sau. Lý do cơ bản thứ nhất là cái việc chăm sóc cho tâm hồn của con người thì rõ ràng là lúc nào cũng cần, cho dù là có dịch bệnh hay là không có dịch bệnh thì nó cũng rất là quan trọng. Và cái thực hành mindfulness thì nó đã có một cái truyền thống, có một cái thời gian chứng minh được cái hiệu quả của nó, cho nên là cho dù có dịch bệnh hay không có dịch bệnh thì cái thực hành mindfulness nó cũng rất là quan trọng. Và trong cái hoàn cảnh mà có dịch bệnh như hiện nay thì rõ ràng nó càng quan trọng hơn, là bởi vì là cái nhu cầu chăm sóc cho tâm hồn nó rõ ràng hơn. Trước đây có thể mình bận rộn nhiều thứ, còn phải lo chuyện này lo chuyện kia, nhưng bây giờ thì muốn lo nhiều chuyện cũng không lo được, chỉ có cái quay vào tâm thì tự nhiên nó lại cho mình thấy là cái việc chăm sóc tâm nó trở nên rất là rõ ràng, rất là quan trọng. Cho nên là tôi xin trả lời ngay vào câu hỏi, cái thực hành mindfulness là lúc nào cũng rất là quan trọng, bởi vì nó giúp chăm sóc cho tâm hồn của mình và nó đặc biệt quan trọng trong cái giai đoạn này. Xin nói thêm về cái việc thực hành mindfulness như thế nào để chăm sóc cho tâm hồn qua góc nhìn của một cái người dịch thuật chung với các dịch giả khác cái quyển Bất Chấp Tai Ương. Vì cái quyển sách này như thầy Trần Huỳnh có chia sẻ nó khá là dài, nhưng mà nếu mà nói cho căn bản nó chỉ có bốn điều rất là căn bản, thì tôi sẽ nói rất là điều bốn cái điều căn bản, và nó dựa trên những cái sự thật đã được chứng minh và cộng với những cái công trình nghiên cứu khoa học đáng tin cậy. Thì cái sự thật thứ nhất là cuộc sống luôn luôn có những cái thay đổi, luôn luôn có những cái tai ương, cái này anh chị thấy là rõ ràng. Thì cho, trước đây bây giờ thì mình thấy rõ ràng hơn, chứ vốn dĩ là cuộc sống là luôn luôn có những thay đổi và luôn luôn có những tai ương. Ở đây thì tất cả chúng ta một ngày nào đó cũng đều bệnh, ai cũng đều phải già, ai cũng đều phải chết, ai trong cuộc đời cũng sẽ gặp những cái biến cố này biến cố kia. Nói như vậy không có nghĩa là mình nói tiêu cực, cuộc sống nó cũng có những cái mặt tích cực của nó cũng có những cái điều lạc quan. Ví dụ trong thời dịch này mình thấy có những người ra tay giúp đỡ nhau, rồi các cái chiến sĩ ở tuyến đầu rất là xung phong để mà giúp người bệnh, nó có những cái khía cạnh lạc quan của nó. Nhưng mà rõ ràng là cái khía cạnh thực tại như nãy thầy giảng sư Trung có nói, cái mindfulness ý thức về thực tại, là cái thực tại của nó là có những cái tai ương, và đây là sự thật thôi, chứ nó cũng chẳng phải là mình nó là một cái vấn đề về triết lý hay là gì. Đó là một sự thật thôi anh chị, có những cái điều tốt đẹp nhưng có những cái tai ương, và trong cái thời đại dịch này thì mình thấy cái tai ương nó rõ ràng hơn. Thì cái đó là cái điều đầu tiên, cho nên nếu mình nhìn từ góc nhìn này thì mình thấy là có khi đại dịch nó cũng có một cái ý nghĩa tích cực của nó, ý nghĩa tích ngoài những cái đau thương nó gây ra, nhưng mà cái ý nghĩa tích cực của nó nằm ở cái chỗ là nó dù muốn hay không mình buộc phải nhìn vào cái khía cạnh tai ương này của cuộc sống. Khi mà cuộc sống nó diễn ra tốt lành thì có khi mình sẽ không bao giờ mình nhìn, có khi mình sẽ chỉ nhìn vào cái khía cạnh lạc quan của nó thôi, nhưng mà khi cái tai ương diễn ra thì bắt buộc mình phải nhìn vào. Thì cái này thì theo tôi thì đây là một cái khía cạnh lạc quan của cái vấn đề đại dịch, là buộc mình phải nhìn vào cái sự thật thứ nhất của cuộc đời. Cuộc đời có những thay đổi, có những tai ương, có những cái khó khăn, cái đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là khi mà mình đã thấy được, mình chấp nhận được là cuộc sống có những cái tai ương như vậy, thì mình nhìn mình tìm hiểu xem cái tai ương nó là như thế nào, mình hiểu về cái sự thật của tai ương, hiểu về cái sự thật của đau khổ của bệnh tật. Thì thường mình ít khi mình hiểu về cái này, để nổi cái chuyện mà thừa nhận là nó có mình đã không không làm, mà bây giờ mình bắt buộc mình phải nhìn, và bây giờ mình nhìn thì mình hiểu sâu nó hơn. Thì trong quyển sách có một cái chương nói rất là hay về hai cái khái niệm mà tôi nói nhanh qua để các anh chị hình dung. Nó là một cái nó gọi là bệnh về thân, một cái là bệnh về tâm. Khi mình nhìn sâu vào những cái bệnh tật, những cái đau khổ, mình sẽ thấy là nó có hai cái khía cạnh đó. Khi bất cứ một người nào mà đang bị bệnh đó, thì luôn luôn là có hai cái bệnh đó. Một là thân và hai là tâm. Tôi nói ví dụ, nếu mà một ngày nào đó mà mình bị đau bụng, một người bình thường, hay là mình không may mình trở thành F0, thì rõ ràng là khi mình bị Covid thì mình sẽ có những cái bệnh về thân.
nhưng mà nó có một cái bệnh tâm đi kèm với bệnh thân, có nghĩa là mình đã bị bệnh về thân rồi nhưng mình ngồi mình lo lắng về cái bệnh đó. Các anh chị hình dung ạ, là mình lo lắng về cái bệnh đó. Thì cái cuốn Bất chấp tai ương này nó đưa ra một cái góc nhìn rất là hay, là cái bệnh về thân có thể mình không né được, không ai mình né được anh chị. Có khi mình sổ mũi, mình nhức đầu, ai không ai né được, nhưng cái bệnh về tâm mình có thể giảm bớt được. Nếu một người nếu mà đang bị COVID, bị những cái khó khăn do COVID gây ra thì không né được, nhưng cái khổ, cái lo lắng của mình về bệnh đó thì mình có thể giảm được. Khi mình hiểu sâu về cái bản chất của tai ương, bản chất của khổ đau thì mình sẽ có một cái cách nhìn rất là phù hợp. Cái thứ ba là khi mình đã biết cuộc đời có tai ương, mình hiểu về cái bản chất của tai ương, thì cái thứ ba là mình học cách đối diện với tai ương, học cách đối diện với nó, học cách hiểu nó. Như thầy giảng Tư Trung có nói là hiểu về thực tại với tâm thế cởi mở và lòng nhân ái. Mình hiểu về cái tai ương của mình và của cả xã hội với một cái tâm thế muốn tìm hiểu nó như thế nào và với cái lòng nhân ái. Lòng nhân ái ở đây nó không chỉ là lòng nhân ái cho người khác các anh chị, mà còn là lòng nhân ái cho chính bản thân. Nhất là mình đang trong cái giai đoạn mà chính mình là cái người phải mắc bệnh đó, thì cái lòng nhân ái cho bản thân là rất quan trọng các anh chị. Thì tôi có thời gian may mắn được chia sẻ mindfulness với các anh chị quản lý doanh nhân một thời gian. Thì tôi có phát ở Việt Nam cũng như là ở châu Âu, thì tôi có phát hiện ra là khi mà nói về lòng nhân ái thì thường mình hay nghĩ lòng nhân ái cho người khác, nhưng mà lòng nhân ái cho chính mình cũng là một trong những cái rất là quan trọng các anh chị, mà nhiều khi nó khó lắm anh chị, nhiều khi nó khó lắm anh chị. Thì tôi có kinh nghiệm là khi hướng dẫn về cái bài tập lòng nhân ái cho các anh chị quản lý doanh nhân, thì thấy là khi mình nói về lòng nhân ái cho người khác, nhất là cho con mình, là làm rất dễ các anh chị, nghĩ đến con là thấy tình thương nó rạo rực trong người, nhưng mà thương mình nó lại khó vô cùng các anh chị. Thì cái này cũng là một khía cạnh mình cần phải rèn luyện. Tôi thấy rất là vậy. Tôi nhớ tôi kể chị một câu chuyện ngắn. Có thời gian tôi chia sẻ mindfulness cho một cái doanh nghiệp ở Hà Lan, ở trong đó cho một anh chủ tịch và một nhóm quản lý cấp cao. Thì trong cái giờ giải lao thì anh chủ tịch anh có tới gặp tôi, anh có hỏi về một số chuyện liên quan đến thực hành riêng cho cá nhân anh. Thì anh có nói là vì cái công việc của mình á, cho nên là mình phải làm việc rất là nhiều mà không có thời gian cho con cái. Cho nên là nhiều khi anh cảm giác cũng tự trách mình rất là nhiều vì không có thời gian dành cho con. Thì lúc đó anh hỏi là làm như thế nào, và tôi nhớ là lúc đó mình trả lời, nói thật là lúc đó trả lời cũng không có được hay ho gì lắm, nhưng mà sau khi nhìn lại đó thì tôi nhìn lại câu chuyện đó thì tôi mới nghĩ ra, ngẫm ra một điều rất là như thế này, là tất cả chúng ta đều cần cái lòng tình thương, nhất tình thương cho chính mình. Mà tôi thấy là đặc biệt là trong vai trò quản lý lãnh đạo rất cần cái này các anh chị, bởi vì bình thường thì ai cũng cần rồi, nhưng mà trong vai trò quản lý lãnh đạo nhiều khi mình đã đứng trước nhân viên, mình đứng trước mọi người, lúc nào mình cũng phải mạnh mẽ, và đôi khi cái mạnh mẽ đó nhiều khi nó là một cái trở ngại trong cái việc mình yêu thương được chính bản thân mình. Tôi nhấn mạnh thêm cái chỗ này về cái lòng nhân ái cho người khác, không cho cả chính bản thân mình. Thì đó là ba cái: đối diện, thay đổi, tai ương là một phần của cuộc sống, hiểu về tai ương, đối diện với nó với lòng nhân ái, với sự hiểu biết. Và cái cuối cùng đó là đối diện như thế nào, hiểu biết như thế nào. Thì đây là cái điểm rất đặc biệt của cái chương trình này, của cái cuốn sách này, đó là qua thực hành mindfulness. Tại sao nó lại khác biệt anh chị? Nó khác biệt ở cái chỗ là thông thường khi mình nghĩ đến một cái giải pháp thì thường mình hay nghĩ đến những cái về mặt tư duy, về mặt hiểu biết. Nhưng mà cái mindfulness nó không chỉ về mặt tư duy mà nó còn đưa cho mình những cái thực hành rất là cụ thể, thực hành rất cụ thể thông qua cái chương cuối cùng thì tác giả có nói về con đường tỉnh thức. Thì đây chính là cái lời giải cho những cái tay mình đang có. Chỉ có thực hành hàng ngày thông qua những thực hành ông gọi là chính thức và phi chính thức thì mình mới rèn luyện được khả năng này các anh chị. Cái thực hành ông nhấn rất mạnh là vai trò của nó là cực kỳ quan trọng, bởi vì trong cái khái niệm mà Jun Kabat-Zinn đưa ra thì ông có nói là
cái khái niệm của ông là cái khái niệm ông dùng cái từ là operational definition, tức là khái niệm để giúp cho mình thực hành. Nó rất là khác với những cái khái niệm mà bình thường, thường thường là mình cái khái niệm mình đưa ra để mình hiểu nó là gì, nhưng khái niệm của ông là đưa ra để giúp cho mình thực hành. Bởi vì ông cho rằng để mà hiểu được mindfulness thì không chỉ dừng ở mức tư duy rất quan trọng, phải hiểu rõ nhưng mà phải thực hành. Bởi vì không thực hành nó, mình không bao giờ có thể hiểu được nó, không bao giờ có thể cảm được nó. Cho nên là cái ông rất là nhấn mạnh cái vai trò của cái việc thực hành trong cái việc giải quyết cái tai ương mình đang gặp trong cuộc sống. Xin cảm ơn, Dạ vâng ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Trần Vĩnh Tân với những cái chia sẻ rất là đầy tính đồng cảm, cũng như là chia sẻ đến quý vị những cái phương pháp thực hành rất là hữu ích. Thì có thể là những anh chị đang trong nghịch cảnh có thể ứng dụng ngay để cuộc sống của mình về sức khỏe tinh thần có thể tốt hơn. Thì thưa quý vị, thì Bất Chấp Tai Ương như chúng ta đã biết là một trong những cuốn sách thuộc bộ sách Mindfulness do Baybook chọn lọc, biên dịch và xuất bản. Thì trong bộ sách Mindfulness này thì còn có rất là nhiều cuốn sách đặc biệt khác về Mindfulness, mà tiêu biểu thì có thể kể đến cuốn Tâm Thức Lãnh Đạo và Lãnh Đạo Tỉnh Thức mà ông Hoàng Mạnh Hải, một trong những diễn giả của chúng ta ngày hôm nay, tham gia biên dịch. Thưa ông Hoàng Mạnh Hải ạ, ông có thể chia sẻ thêm về tinh thần và ý nghĩa của bộ sách Mindfulness này không ạ? Vì sao những cuốn sách về mindfulness lại trở thành xu hướng thời nay? Và xin mời ông ạ. Cảm ơn Thùy Dương. Kính thưa thầy Giảng Tư Trung, thưa tất cả các vị diễn giả, thưa tất cả các anh chị em có mặt trong cái buổi tọa đàm hôm nay. Thì nói về hai cuốn sách này đó, thì chúng ta có thể nói rằng là đây là những cái bước đột phá quan trọng trong trong kho tàng kiến thức về leadership, về lãnh đạo. Nhưng mà tại sao tôi nói là quan trọng? Như câu hỏi của Thùy Dương đó, nếu nói tới tinh thần và ý nghĩa của nó thì tôi có thể nói rất là nhiều, nhưng mà tôi muốn gói gọn lại trong ba cái ý sau đây. Thứ nhất, đó là nó nâng cái cốt lõi của lãnh đạo lên một bậc rất là cao. Bởi vì cốt lõi của lãnh đạo là gì? Cốt lõi của lãnh đạo tức là mình làm sao cho nguyên cả một cộng đồng, nguyên cả một tổ chức, nguyên cả một con tàu đi đúng hướng. Và thứ hai là mình làm sao cho tất cả các thành viên trong đó, trong cộng đồng đó, trong công ty đó, trên con tàu đó là luôn luôn giữ được một cái tinh thần làm việc rất cao. Vậy thì từ trước tới giờ chúng ta có rất là nhiều cách lãnh đạo, chỉ đó chính là cái cốt lõi. Nhưng mà cái cốt lõi này hồi xưa tới giờ chúng ta cố gắng nâng nó lên bằng những cái kỹ năng, bằng những kiến thức. Thì lần này với những cái cuốn sách này là các tác giả đã giúp cho mình biết nâng những cái đó lên, không phải là từ những cái kỹ năng bên ngoài mà từ bên trong ra. Tức là chúng ta lãnh đạo những người khác, mà nếu lãnh đạo bằng lãnh đạo có tính mindfulness hoặc là lãnh đạo có cái tính là đi từ bên trong ra, thì mình làm cho họ đi về phía mục tiêu được nhanh hơn và bền vững hơn. Đó, như vậy là cái ý nghĩa đầu tiên của nó là nó nâng những cái cuốn sách như thế này là nó nâng cái cốt lõi của cái sự lãnh đạo lên một bậc. Cái thứ hai đó là nó xuất hiện vào cái thời điểm mà thế giới đang chìm trong một cái môi trường người ta gọi là VUCA. VUCA tức là các anh chị có thể nghe rất là nhiều lần rồi. Đó là những cái biến động ở xung quanh mình không có lường trước được. Khi mọi việc nó diễn ra một cách gọi là không ổn định, rồi thì mọi việc mình làm nó ở một cái mức độ phức tạp cao hơn ngày xưa rất là nhiều. Và cuối cùng là cái tầm nhìn của mình nó không còn được rõ ràng như ngày xưa nữa đâu. Tình trạng nó mơ hồ hơn ngày xưa rất nhiều. Ngày xưa chúng ta làm lãnh đạo, chúng ta có thể là có một cái tầm nhìn 10 năm, 20 năm. Nhưng mà lần này đó thì chúng ta làm lãnh đạo cũng với trí óc này, nhưng mà chúng ta chỉ có thể có một cái tầm nhìn ngắn hơn ngày xưa rất là nhiều. Không những ngắn hơn mà chưa chắc đã rõ bằng nữa. Như vậy là với cái môi trường VUCA như vậy thì cái nghiên cứu về mindfulness nó diễn ra rất là kịp thời. Hay nói cách khác đó, nếu mà các bạn lên trên mạng các bạn tra cứu đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là từ 2005 trở về trước, tổng số các nghiên cứu khoa học về mindfulness là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà trong 15 năm gần đây thì tổng số các nghiên cứu đó nó lên tới hàng ngàn cái nghiên cứu. Và những cuốn sách mà đã được viết ra ở đây là được
những tác giả mà được xem là nổi bật trên cái diễn đàn đó, và họ có một cái văn tài, họ có một cái khả năng viết sách, họ viết lại được. Và khi họ viết là họ không chỉ viết với tư cách là người người nghiên cứu về mindfulness, mà họ còn là viết với tư cách là một cái người hiểu về khoa học và người hiểu về tâm lý. Như vậy là nếu mà nói về ý nghĩa, cái tinh thần của những cái này là cái ý nghĩa thứ hai, nó là như vậy, nó xuất hiện kịp thời để giúp cho giới lãnh đạo trong cái môi trường hiện nay có thể nâng cao cái trình độ lãnh đạo của mình mà vượt qua được cái gọi là VUCA. Như vậy là cái tình trạng COVID hiện nay đó cũng là phản ánh lên cái tình hình VUCA thôi, mà ngoài COVID ra chúng ta sẽ còn gặp nhiều thứ nữa chứ không chỉ riêng COVID. Cái ý nghĩa thứ ba đó là nó giúp cho người lãnh đạo đạt đến những cái kết quả khác thường so với ngày xưa. Nó khác hơn ở chỗ nào? Nó mang lại hạnh phúc chứ không chỉ mang lại thành quả. Nó mang lại giá trị chứ không chỉ mang lại thành công. Nó mang lại cái nền văn minh chứ không chỉ mang lại sự phát triển theo kiểu vật chất bình thường. Cho nên loài người từ ngày xưa đó, mình hiểu nhầm cái sự phát triển với là văn minh. Cái nhà 30 tầng rồi đó phát triển hơn cái nhà 15 tầng. Cái nhà 80 tầng nó phát triển hơn là cái nhà 69 tầng. Nhưng mà văn minh thì chưa chắc. Văn minh tức là tất cả những cái thành phần, những cái thành viên trong cái cộng đồng đó được hạnh phúc mới gọi là văn minh. Vậy thì với những cái cuốn sách này, nó giúp cho mình lãnh đạo một tổ chức, một công ty không chỉ mang lại thành quả P&L hay là một cái business result của công ty, mà nó còn mang lại hạnh phúc cho từng cá nhân, từng thành viên trong công ty của mình. Cho nên nếu mà để nói hết tất cả những cái ý nghĩa và tinh thần như là chị Thiều Dương hỏi đó, thì mình phải nói một ngày mới hết. Nhưng mà chị ngắn gọn trong vòng vài phút như thế này đó, thì tôi muốn nhắc lại nè. Một, nó nâng cái cốt lõi của sự lãnh đạo lên. Hai, nó giúp cho tất cả các doanh nghiệp cũng như là các cộng đồng vượt qua được cái giai đoạn VUCA hiện nay. Và thứ ba, kết quả nó mang lại khác biệt so với ngày xưa. Nó mang lại hạnh phúc chứ không chỉ là thành quả. Nó mang lại giá trị chứ không chỉ là thành công. Và nó mang lại nền văn minh chứ không chỉ là sự phát triển vật chất bình thường. Đó là những gì tôi muốn tóm lại, nói ngắn gọn để trả lời câu hỏi của Thùy Dương. Cảm ơn Thùy Dương, cảm ơn tất cả các bạn. Dạ vâng, tôi xin được tiếp lời ông Hoàng Mạnh Hải bằng một cái đoạn trích trong cuốn sách Lãnh đạo tỉnh thức. Mức độ lãnh đạo hiệu quả của bạn phụ thuộc vào khả năng tự nhận thức. Bạn càng tự nhận thức được, bạn càng có nhiều sức mạnh, trí khôn và lòng tốt để truyền được nhiều cảm hứng cho người bạn dẫn dắt. Mindfulness chính là chìa khóa mở ra sự tự nhận thức, cho phép bạn đạt được toàn bộ tiềm năng của mình và dẫn dắt đội ngũ, tổ chức đến tầm cao mới. Trong thời đại của những thay đổi gốc rễ và sự phức tạp đáng kinh ngạc, lãnh đạo tỉnh thức đem lại cho bạn sự sáng suốt để đưa ra các quyết định thông minh hơn, để trao sức mạnh và truyền cảm hứng cho người khác và tạo ra một sự khác biệt thật sự tích cực cho thế giới. Vâng, trích đoạn này cũng sẽ dẫn dắt chúng ta sang một cái khía cạnh sâu sắc hơn của mindfulness, đó chính là chúng ta dùng mindfulness để phát triển khả năng lãnh đạo. Có hàng trăm ngàn các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới đã luyện tập khả năng lãnh đạo tỉnh thức để nâng cao và tìm thấy sự tuyệt vời trong công việc lãnh đạo của mình. Và để khám phá sâu hơn nữa về trường phái lãnh đạo mới này, thì Thùy Dương xin phép được mời tiến sĩ Giảng Tư Trung, hiệu trưởng của trường Bay, chia sẻ thêm. Vì tôi được biết là chính trường Bay chính là nơi đã nỗ lực khởi xướng và đang cổ vũ mạnh mẽ cho trường phái lãnh đạo tỉnh thức tại Việt Nam. Vâng, xin mời tiến sĩ Giảng Tư Trung ạ. Không biết anh chị nghe được chưa? Xin cảm ơn chị Thùy Dương. Thì nãy giờ thì chúng ta đã được lắng nghe được các cái diễn giả như là thầy Hoàng Mạnh Hải hay là chuyên gia Trần Huỳnh hay là chuyên gia Trần Vĩnh Tân về cái chủ đề là về cái nói sâu hơn về mindfulness cũng như là cái cuốn sách Bất Chấp Tây Ương hay là cái về cái bộ sách về mindfulness. Nhưng mà tổng chung lại thì chúng ta cũng nói về là cái vai trò của mindfulness đối với khổ đau, đối với bệnh tật, đối với sức khỏe, đối với cái tinh thần của chúng ta. Và ngày nay thì người ta lại còn biết ứng dụng cả cái mindfulness này vào trong cái
đời sống lãnh đạo và đời sống kinh doanh và đời sống công việc. Tức là chính xác là người ta đưa mindfulness không 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 chỉ là từ 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 một cái khái niệm cao siêu vào 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 cuộc sống hàng ngày của con người, mà người ta còn đưa vào mindfulness vào cả cái cuộc sống công việc và cuộc sống kinh doanh nữa. Tại vì kinh doanh cũng là cuộc sống thôi, lãnh đạo cũng là cuộc sống thôi. Giống như chúng ta hay nói với nhau là tu chùa cũng là tu và tu chợ cũng là tu. Đó. Nhưng mà thực ra kinh doanh chính là nói một cái nôm na nói vui là giống như là chợ đó, thì tôi nghĩ tu chợ khó lắm đó. Và làm sao để đưa được cái mindfulness này vào cái cuộc sống lãnh đạo, đưa vào cuộc sống kinh doanh, thì tôi nghĩ rằng đó là một cái vấn đề mà nếu như giả sử như là cái khi mà chúng ta trong cái thời tai ương này, nếu như thầy và trong cái thời VUCA như hồi nãy thầy mày hỏi mình hãy có nhắc đó, thì chúng ta cũng cần cái mindfulness. Mà trong cái bối cảnh này thì lãnh đạo, công việc lãnh đạo, công việc kinh doanh có cần mindfulness không, thì tôi nghĩ rằng nó cần hơn bao giờ hết. À, và cho nên tôi cho rằng là cái mindful leadership mà chúng ta tạm dịch nó là lãnh đạo tỉnh thức á, thì tôi cũng chưa hài lòng với cái từ này đâu, nhưng mà tại vì dùng riết thì nó quen. Nhưng mà trong cái từ tiếng Anh nó là mindful leadership, thì tôi cho rằng nó không phải là một cái giải pháp tình thế cho lãnh đạo hiện nay trong thời tai ương, mà tôi cho rằng đó là xu thế. Đó. Tức là có nhiều người nói rằng nó chỉ là cái giải pháp tình thế thôi, tức là trong cái lúc dịch bệnh rồi thiên tai địch họa rồi dịch bệnh thế này ta cần cái đó, chứ còn bình thường thì chắc không đến nỗi. Nhưng mà tôi tin rằng là cái xu hướng này là cái xu hướng nó là xu thế chứ không phải là tình thế. Tại sao tôi nói như vậy là bởi vì hiện nay thì thực ra mà nói bản thân Trường Bay thì cũng đã chia sẻ rất nhiều cái trường phái lãnh đạo khác nhau với cộng đồng doanh nghiệp trong suốt hơn 20 năm qua. Ví dụ như là có những trường phái lãnh đạo rất nổi bật, lãnh đạo đích thực, authentic leadership, hay là ví dụ như là lãnh đạo đích thực của giáo sư Bill Jobs của trường kinh doanh Harvard, hay là lãnh đạo theo nguyên tắc của Stephen Covey, hay là lãnh đạo chuyển hóa, hay là lãnh đạo theo giá trị, hay là lãnh đạo vẹn toàn của Watson, vân vân. Tức là rất là nhiều cái trường phái lãnh đạo, hay là lãnh đạo tầm vóc, hay lãnh đạo hiệu quả, lãnh đạo dựa trên giá trị, value based leadership, hay là principle based leadership, hay là transformational leadership, hay là creative leadership, thì lãnh đạo sáng tạo, lãnh đạo chuyển hóa. Rất là nhiều cái trường phái lãnh đạo khác nhau, rất nhiều mô hình lãnh đạo khác nhau. Nhưng mà tôi vẫn cho rằng là cái mindful leadership này là một cái thứ lãnh đạo mà nó chạm đến một cái gì đó rất là sâu thẳm trong con người của lãnh đạo. Và như tôi nói, khi mà thế giới bên ngoài càng bất trắc, càng tai ương, thì chúng ta càng phải quay về với cái thế bên trong của mình. Và cái thứ lãnh đạo này nó chạm đến một cái gì đó rất là sâu thẳm ở bên trong con người của lãnh đạo, và khi đó thì nó làm cho con người lãnh đạo nó khác đi một cách nó rất là sâu sâu thẳm, rất là sâu sắc, và từ đó nó cũng tác động đến những người xung quanh. Từ đó nó tác động xung quanh. Ví dụ như là có rất nhiều cái điều mà có lẽ giống như là tôi cũng đồng ý với lại những giả Trường Huỳnh với lại những giả Trình Vĩnh Tân lúc nãy nói rằng là cái có lẽ là cái đại dịch này bên cạnh những cái tai ương thì nó còn có rất nhiều cái có những cái nguy, nhưng mà có những cái cơ. Tức là một trong những cơ mà tôi nhìn thấy đó là nó giúp cho con người ta có một cái khoảng lặng để nhìn nhận lại chính mình, nhìn nhận lại thế giới này, nhìn nhận lại những vấn đề về về nhân sinh. Thế nên là một cái khoảng lặng đó làm cho mình suy nghĩ nhiều. Và chính xác là nói là mindful leadership, chứ thực ra nó cũng là một cái mindful people thôi. Tức là khi mà con người mà mình thực hành được cái mindfulness thì mình sẽ trở thành cái mindful people, một cái con người mà tỉnh thức, một con người tự tại, một con người tự tại, một con người mà nó có cởi mở, có cái tâm trí cởi mở và có tấm lòng nhân ái. Và nếu một nhà lãnh đạo mà họ họ thực hành cái mindfulness thì họ cũng sẽ có cái tâm trí cởi mở và có cái tâm lòng nhân ái, và lúc đó họ sẽ lãnh đạo với một cái tâm trí cởi mở và lãnh đạo với một cái tấm lòng nhân ái. Cho nên thực ra thì
Chúng tôi mất khá nhiều thời gian này, chúng tôi bản thân trường bay không có tham vọng đưa ra cái định nghĩa về mindfulness mới, chúng tôi không có tham vọng đó, nhưng mà chúng tôi muốn đưa ra một cái cách hiểu của trường bay để diễn đạt cái khái niệm này với mọi người, với công chúng, với cộng đồng doanh nghiệp. Thì đó là một cách hiểu chứ không phải là một khái niệm. Chúng tôi không có tập trung vào cái nỗ lực vào cái chuyện là mindfulness là gì, mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi hiểu rằng hiểu theo cách hiểu góc nhìn chúng tôi hiểu mindfulness theo cái cách này, và chúng ta bàn bạc mọi vấn đề về mindfulness dựa trên cách hiểu này. Thì rõ ràng và với mỗi một với nếu như mà chúng ta lãnh đạo với một cái tâm trí cởi mở và với một cái tấm lòng nhân ái như thế, thì rõ ràng là chúng ta sẽ lãnh đạo rất khác, chúng ta sẽ kinh doanh rất khác. Và trong cái bối cảnh về 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 về, về dịch bệnh như thế này, chúng tôi cũng thấy rằng là có rất nhiều cái điều tốt đẹp xảy ra mà bình thường người ta chả bao giờ nghĩ đến hay là không bao giờ làm. Và bây giờ mình nghĩ đến và mình làm. Ví dụ như những gì mà tôi cũng không thể tưởng tượng được là hiện nay trong cái diễn đàn của chúng ta đây, là tôi thấy là hiện nay chúng ta có hơn hơn 600 mấy cái account, là gần cả ngàn người tham gia cái tọa đàm của chúng ta, và có thể rất là hàng ngàn người còn tham gia thêm chia sẻ thông qua cái livestream của Facebook. Mà trong khi đó thì tất cả các diễn giả và ban tổ chức đều ngồi ở nhà cả. Bản thân tôi cũng đang ngồi ở nhà riêng của mình, và các diễn giả cũng đang ngồi ở nhà của mình. Và tôi nghĩ đó cũng là bất chấp tai ương, và đó cũng là một cái cách chúng ta sống đối đầu với cái thực tế. Trước đây không bao giờ nghĩ rằng là không ai có thể nghĩ rằng là mình có thể làm tọa đàm theo cái kiểu lạ lùng như thế này. Mà nếu có làm tọa đàm trực tuyến thì năm ngoái chúng tôi cũng làm trực tuyến, nhưng mà cũng làm theo cái kiểu là lên văn phòng rồi làm trực tuyến, chứ không 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 ai ngồi nghĩ là mình ngồi ở nhà của mình rồi mình nói về cái chủ đề này. Nó đại khái như vậy. Cho nên là, và quay lại cái thứ lãnh đạo này là giúp chúng ta nó vừa sống bất chấp tai ương, lãnh đạo bất chấp tai ương, là kinh doanh bất chấp tai ương luôn, và sẽ làm được những điều mà nó rất là kỳ diệu, kể cả trong một cái bối cảnh là lạ lùng như thế này. Và tức là ví dụ như là tôi nói là cái trường phái lãnh đạo này, nó tại sao nó tôi tin rằng nó thành một cái xu thế, mà tôi cũng là người, mà bản thân chúng tôi cũng là người rất là cổ vũ cho cái xu thế này. Ở chỗ là cụ thể là ví dụ như là đối với lại cái cuốn Tâm thức lãnh đạo của tác giả, của hai tác giả là tôi nhớ không nhầm là của cái có tên là cái tên tên của hai cái tác giả của cuốn Tâm thức lãnh đạo là hình như là Rasmus Hogarth và Jacqueline Castor. Thì hai cái tác giả này có xác định một cái mô hình lãnh đạo tỉnh thức mà tôi nghĩ cũng rất là tâm đắc. Đó là mô hình NSC, tức là Mindfulness, Selflessness và Compassion. Có nghĩa là chúng ta hình thành một cái con người, một cái nhà lãnh đạo NSC, một cái nhà lãnh đạo tỉnh thức, một nhà lãnh đạo mà vượt lên trên cái tôi của bản thân, vượt lên trên bản thân, và selflessness là vượt lên bản thân, mindfulness là cái mà chúng ta đã nói nãy giờ rồi, còn cái compassion là lãnh đạo với lòng trắc ẩn. Thế thì đây là một cái đây là một cái công trình nghiên cứu mà đã được công bố trên cái tạp chí Harvard Business Review, một cái diễn đàn của các tư tưởng gia quản trị hàng đầu thế giới, và đã đúc kết cái công trình nghiên cứu này với 3.500 cái dân nhà lãnh đạo để mà đúc kết thành cái mô hình này. Thì tôi cho rằng là đây là một cái mô không không mô hình lãnh đạo, và cũng là cái xu hướng lãnh đạo, và tất cả đều dựa trên một cái cột là mindfulness. Nhưng mà hồi nãy giờ thì các diễn giả của chúng ta đã nói nhiều về cái thực hành mindfulness, nhưng mà tôi muốn làm rõ hơn cái khái niệm thực hành mindfulness ở đây. Là thực hành mindfulness nó có hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là mindful meditation. Cái khía cạnh thứ hai là mindful living. Tức là một cái là thiền tỉnh thức, một cái là sống tỉnh thức. Tức là tôi thì không không phải là cái người mà tập trung nhiều về thiền,
nhưng mà tôi rất tâm đắc với khái niệm là cái mindful living. À, tức là thiền là một cái khía cạnh để chúng ta thực hành mindfulness một cách, nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta có một cái, chúng ta sống sống hàng ngày theo kiểu mindfulness, chứ không không chỉ là chỉ có thiền khi liền chúng ta mới mindfulness. À, cho nên là chúng ta sẽ có một cái mindful living và thực hành nó nhiều. À, thì khi bất cứ khi nào mà chúng ta thực hành cái chuyện mà ý thức về thực tại với một cái tâm trí cởi mở và với một cái tấm lòng nhân ái, thì đó chính là lúc đó chúng ta đang mindful. À, chúng ta đang mindful. Yeah. Và cái đó là diễn ra từng 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 giây phút, từng giây phút. Tức là chúng ta sẽ sống một cái sống một cái chúng ta sống theo kiểu là giống như có nhiều người hay chia sẻ với tôi là khi mà nói về mindfulness thì chúng ta sẽ hiểu cái khái niệm một cách sâu sắc hơn. Ví dụ như là trong cái chương trình quản trị cuộc đời thì có rất nhiều anh chị vẫn hỏi tôi là làm thế nào để mà cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Thì câu trả lời của tôi là tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Vì đối với tôi thì công việc chính là cuộc sống. Và tôi không tách biệt giữa công việc và cuộc sống. Tại cuộc sống của tôi có nhiều phần và công việc là một trong số đó. Tức là chúng ta không thể sống theo kiểu là cả ngày làm, tối về mới sống. Hay cả tuần làm rồi cuối tuần mới sống, rồi cả năm làm rồi Tết mới sống. Thì tôi nghĩ rằng sống như thế hơi ít. Chúng ta nên sống theo kiểu 24 trên 7. Đó. Tức là cả ngày, tức là mỗi 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 ngày chúng ta bước ra khỏi nhà đi làm thì chúng ta đi sống một chỗ khác, rồi chiều chúng ta rời văn phòng về nhà thì là chúng ta sống một chỗ khác. Và có hai nơi mà chúng ta sống nhiều nhất, đó là chỗ ở và chỗ làm đó. Và bên ngoài xã hội nữa là ba. Thì cả ba nơi đó đều được hạnh phúc thì về cơ bản là cuộc sống chúng ta đang hạnh phúc. Nhưng nếu mà chỉ có một trong hai chỗ, hoặc chỗ ở hoặc chỗ làm mà chúng ta chưa hạnh phúc thì việc có nghĩa là chúng ta chưa thực sự có một cái hạnh phúc trọn vẹn. Cho nên là chúng ta thay vì nói rằng là chúng ta cân bằng giữa công việc và cuộc sống thì chúng ta hãy cân bằng giữa, tức là đừng có trả lời cái câu, cố gắng trả lời câu hỏi là how to balance between work and life, tức là giữa công việc và cuộc sống, mà chúng ta how to balance between work and family, tức là chúng ta cân bằng giữa công việc và gia đình, sức khỏe. Ví dụ như trong cái tác phẩm Lãnh đạo vẹn toàn này, cái trường phái đó thì cũng rất có một cái rất là tương đồng với lại cái lãnh trường phái lãnh đạo mindful leadership này. À, rồi cái total leadership, còn cái này là mindful leadership, thì trong lãnh đạo vẹn toàn đưa ra khái niệm rất hay, tức là một cái lãnh đạo vẹn toàn là phải tự, anh phải cân bằng được cả bốn yếu tố. À, thứ nhất là công việc anh cũng phải tốt, thành công công việc, nghề nghiệp, sự nghiệp của anh phải tốt, rồi gia đình anh cũng phải tốt, xã hội anh cũng phải có cống hiến, và bản thân anh cũng phải hạnh phúc, tự do và hạnh phúc. Tức là cả bốn phần anh không được hy sinh cái nào cả. Giống như cái khái niệm là, cho nên là bản thân mình, gia đình mình, còn công việc của mình và cái cống hiến xã hội của mình là hài hòa với nhau và phải vẹn toàn, không được hy sinh cái gì hết. Chỉ cần hy sinh một cái thì chúng ta sẽ không có trọn vẹn, và lúc đó thì sẽ thiếu cái giảm cái hạnh phúc của mình. Thì bản thân cái này khi nó lại chạm vào cái chỗ mà cái bản thân đó là nhiều nhất, cái mindful leadership này, nhưng không có nghĩa là ích kỷ, không nghĩa là bản thân ở đây là tư lợi, mà là một cái bản bản thân ở đây theo cái nghĩa rất là một cái tôi cao quý, chứ không phải là một cái tôi xấu xí đó. Mà cái tôi cao quý ở đây có nghĩa là ví dụ như là mình vượt lên trên bản thân mình, tức là mình không có khó không 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 có cái hành xử nó xấu xí. Ví dụ như là đối với lại cái người mà có cái tôi mà cái ego á, là cái người mà tôi là trên hết, là tôi là duy nhất, tự cao tự đại, thì nó khác với lại một cái tôi cao quý, cái selflessness. À, là một cái, là ở đây chúng tôi tạm dịch nó là vượt lên trên bản thân, có nghĩa là cái người vượt lên trên bản thân mới là người thực sự bản trưởng thành. Còn cái chuyện mà mình vẫn vẫn không vượt ra khỏi bản thân mình thì mình chưa có trưởng thành, mặc dù mình vẫn rất là chính mình. À, vẫn rất chính mình. À, thì đấy là cái và nó chạm được những cái rất là sâu, và đặc biệt là cái thứ ba là cái compassion. À, cái compassion là cái tiếp lòng trắc ẩn. Thì cái chỗ là làm sao đó để mà mình hình thành được cái lòng trắc ẩn trong cái con người của mình. À, thì cái này nó chạm rất sâu, tại vì khi có lòng trắc ẩn thì mình sẽ có yêu bản thân, mình sẽ có lòng nhân ái với chính mình, và mình có nhân ái với người khác. À,
Và tất nhiên để hiểu lòng trắc ẩn này thì chúng ta có một cái mô hình mà nó có ba tầng. Cái tầng thứ nhất là chúng ta luôn luôn biết cách thông cảm với người khác, tức là chúng ta biết cách sympathy, sympathy tức là chúng ta biết cách thông cảm với người khác. Tức là thông cảm với người khác có nghĩa là gì? Chúng ta hiểu được cái những gì mà người khác đang trải qua và chúng hiểu chung, và tại sao người đó lại như vậy, tại sao người đó lại hành xử như vậy. Thì cái đó là cái đồng cảm, cái thông cảm của chúng ta. Còn chúng ta có một cái mức cao hơn một bậc, đó là cái empathy, tức là sự đồng cảm. Đồng cảm thì nó khác với thông cảm ở chỗ nào? Đồng cảm có nghĩa là chúng ta không chỉ hiểu cái nỗi đau của người khác, chúng ta không chỉ hiểu cái vì sao họ lại hành xử như vậy, mà chúng ta còn đặt mình vào vị trí của họ và có cảm nhận được cái nỗi đau giống như họ đang đang cảm nhận, và giống như những gì họ đang người khác đang trải qua. Và lúc đó chúng ta có một cái sự đồng cảm nó sâu sắc hơn hẳn, sâu sắc hơn hẳn. Và nhưng mà ở một cái mức độ cao hơn cả cái sự thông cảm và cái sự đồng cảm, cao hơn cái sympathy là cái empathy, và cao hơn cái empathy là cái compassion, là cái sự trắc, là gọi là cái lòng trắc ẩn. Cái lòng trắc ẩn thì không chỉ đơn giản là thông cảm hay đồng cảm với người khác, với nỗi đau hay là bất hạnh của người khác, hay là cái nỗi niềm của người khác, mà chúng ta còn làm được một cái việc sâu hơn nhiều, cao hơn nhiều, khó hơn nhiều và cũng ý nghĩa hơn nhiều. Đó là chúng ta còn có cái ý nghĩ là chúng ta hành động, chúng ta nghĩ là có cái mong muốn làm một cái điều gì đó để góp phần làm vơi đi cái nỗi đau và cái sự bất hạnh của người khác. Thì đấy chính là cái lòng trắc ẩn, là cái compassion. Cũng giống như là cách đây khoảng một tháng gì đó, bên trường chúng tôi cũng có một cái họp trực tuyến toàn cơ quan với nhau. Thì chúng tôi nói trong cái dịch bệnh này thì chúng tôi tự nhắc nhở nhau là có lẽ trong bối cảnh này, nếu mà giả sử như mình có cái gì vui hay là có ăn cái gì ngon, chắc cũng không không dám share với mọi người đâu, không nên share với mọi người. Bởi vì sao? Bởi vì tôi cứ nhớ mãi cái câu chuyện mà có một cái trích đoạn ngắn ở trong cái phim Chuyện Tử Tế của đạo diễn Trần Văn Thủy. Ông ấy có một cái trích một cái câu nói rất là thấm thía của các Marx là chỉ có con thú mới có thể quay lưng lại với cái nỗi đau của đồng loại để chăm sóc cho cái bộ da của mình. Nói chung là trong một cái bối cảnh mà nó nhiều cái tang thương, nhiều cái tai ương, mà với những con người có lòng trắc ẩn thì chúng ta không thể vui theo cái cách mà nó không phù hợp được. Không phù hợp được. Bởi vì chúng ta phải, chỉ cần chúng ta thông cảm một chút thôi, chưa nói là đồng cảm hay trắc ẩn, mà hiện nay có bao nhiêu người đang cần cái ăn, nhất là những người lao động tự do, hay là bao nhiêu người công nhân chưa có tiền nhà, hay là bao nhiêu doanh nhân đang vật lộn cho cái sự sinh tồn của doanh nghiệp. Không biết rồi doanh nghiệp mình có tiếp tục hoạt động được không, rồi có phục hồi sau đại dịch được không. Thì chỉ cần nghĩ như vậy thôi thì chúng ta biết sẽ làm gì. Nó thôi thúc trong cái sâu thẳm bên trong, và trong cái phạm vi của mình, trong cái vai trò của mình, trong cái điều kiện của mình có thể làm gì, chúng ta sẽ làm được. Và nghĩ ra gì, rất có rất nhiều việc để làm. Chứ không phải là chúng tôi nói là tai ương như thế này, bất trắc cái này, không biết làm gì hết trơn. Nhưng mà ngược lại, chỉ cần có cái lòng trắc ẩn, có rất nhiều việc phải làm. Ví dụ như là hiện nay hồi nãy tôi có đọc một cái bài báo nói rằng là hình như trên cái báo Người Đô Thị hay báo gì đó tôi không nhớ, nó là có những cái nhóm thiện nguyện là sharing, và họ họ quy tụ được cả hàng chục tỷ để mua được bao nhiêu máy thở, rồi lo được bao nhiêu bữa ăn cho những người tuyến đầu, rồi là cái nhóm Be Stronger gì cũng giúp đỡ được rất là nhiều người. Hay là trong lĩnh vực giáo dục thì có cái dự án Help a Teacher của hai bạn Văn Đinh Hồng Vũ và bạn Nguyễn Thúy Yên Phương, cũng đang giúp cho các thầy cô giáo mầm non
Tức là rõ ràng chỉ cần có cái lòng trắc ẩn mình sẽ làm được cái điều gì đó. Hay là trong tất cả mọi công việc hàng ngày cũng vậy. Tức là mình không có làm được những điều to tát, nhưng mà mình làm được những việc nhỏ nhặt nhưng mà với một cái tấm lòng lớn ở cho những người xung quanh mình. Thì cho nên là cái này chúng ta không nói về con người, tại vì lãnh đạo cũng là con người thôi, doanh nhân cũng là con người thôi. Nhưng mà khi mà lãnh đạo và hay doanh nhân mà có được cái chạm được đến cái lãnh đạo mà chạm được đến những cái này thì họ sẽ làm được những điều rất là lớn lao, và họ tạo ra những cái sản phẩm cũng rất là kỳ diệu. Hay là ví dụ như có cái anh gì mà làm chịu khó làm khóa đấy, hồi trước thì anh làm ATM gạo, thì bây giờ anh không làm ATM gạo nữa, tại vì nhiều người cho gạo thì anh làm ATM oxy. Tức là anh luôn luôn, tức là nhiều người nói rằng là anh này anh làm PR, anh làm marketing, như nó tôi nghĩ rằng là nếu mà làm PR marketing mà làm được như vậy thì ước gì mọi doanh nghiệp đều mà làm PR đều làm marketing như vậy thì sẽ phúc phận cho xã hội biết bao nhiêu. À, cho nên là chúng ta phải thừa nhận rằng là cái thông cảm rồi cái đồng cảm rồi cái trắc ẩn nó sẽ làm cho cái người mình nó mạnh hơn nhiều và cái đầu mình nó sáng ra nhiều và mình nghĩ ra được rất nhiều điều hay ho để làm và làm cho cuộc sống nó ý nghĩa hơn. Tôi chỉ dùng cái từ hơn thôi chứ tôi không dám nói là nó ý nghĩa hay là nó tốt. Tức là nếu ai tốt rồi thì tốt hơn, ai chưa tốt thì sẽ tốt hơn một chút. À, ai 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 mà. Cho nên là bất cứ ai cũng có thể chạm được tới đó, và cũng không nhất thiết là phải đi thiền hay là đi yoga thì mới thực hành được cái mindfulness. Bởi vì tôi vẫn nhấn mạnh là chúng ta còn có một cái cách rất là phổ biến, đó là mindful living, tức là sống, chúng ta sống cởi mở, chúng ta sống nhân ái, thì bản thân cái đó chính là mindfulness, và khi chúng ta ý thức về thực tại trong từng giây phút về điều đó. Đó. Và giống như quay lại khái niệm là không phải chúng ta cân bằng với công việc về cuộc sống mà là cân bằng với công việc gia đình, bản thân và xã hội, chứ không phải cân bằng giữa giữa công việc cuộc sống, bởi công việc chính là cuộc sống. Là chúng ta sống 24 trên 7, chúng ta sống từng giây phút một. À, chúng ta sống cả ngày ở ở ở công ty, rồi tối về chúng ta sống cả ngày ở nhà mình. À, rồi chúng ta sống trong chúng ta tận hưởng từng cái bữa cơm. Và nếu lãnh đạo làm được điều đó thì họ sẽ giúp cho những người xung quanh họ cũng cũng hướng về điều đó. Họ sẽ giúp cho những người thân trong gia đình họ cũng hướng về điều đó. Và nó lan tỏa, và lúc đó thì từ một cái phong cách lãnh đạo, từ một cái mô hình lãnh đạo, nó thành một cái lối sống mà xung quanh cái người lãnh đạo đó, ở trong cái công ty, trong cái tổ chức đó hay là trong cái gia đình đó. Đó. Bản thân tôi thì không 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 giỏi về 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 thiền và không có tập trung nhiều về thiền, nhưng mà tôi tập trung nhiều về cái mindful living bên cạnh cái, nhưng mà cho nên rõ ràng là đó là cái và trong tất cả các cái trường phái lãnh đạo hiện nay thì trường phái nào cũng mang lại cho doanh nghiệp, cho xã hội những cái thành công, những cái điều tốt đẹp, nhưng mà riêng cái trường phái này thì tôi thấy đây là một cái trường phái lãnh đạo mà nó chạm được vào rất sâu bên trong con người, chạm rất sâu, mà chỉ khi nó chạm rất sâu rồi thì khi mà nó chạm được mà nó chạm tới thì nó thay đổi con người cũng rất căn bản, rất căn cơ, chứ không phải thay đổi một cách rất là nhất thời, không phải thay đổi một cách rất nhất thời. À, cho nên là khi mà chúng tôi không, khi mà thành lập cái một cái thành viên mới của trường Bay là Mindful Leadership Việt Nam á, thì chúng tôi không chỉ có cái mong muốn là mình hòa hòa nhập với lại cái cộng đồng Mindful Leadership toàn cầu, mà chúng tôi có một cái mong muốn là đưa cái mindfulness vào 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 cuộc sống cho các cá nhân và tổ chức. Và nếu như đưa cái mindfulness vào này vào cộng đồng lãnh đạo, cộng đồng doanh giới đó, thì chính là mindful leadership. Còn nếu mà đưa vào cái đội ngũ của nhân viên thì cái này chính là mindful people đó, mindful living, tức là chúng ta cổ vũ cho cái lối sống này, một cái lối sống mà tôi cho rằng nó rất là lành mạnh. À, nó làm cho mình sống khỏe hơn, làm việc hiệu quả hơn và các mối quan hệ cũng được cải thiện hơn. À, và cái tâm trạng của mình cũng tốt hơn. Thì lý do gì chúng ta lại không cổ vũ cái lối sống đó? Lý do gì chúng ta lại không cổ vũ cái xu hướng lãnh đạo đó? À,
Cho nên là rõ ràng là có những cái mà chúng ta nói thực hành về thiền, nhưng mà có những cái chúng ta chỉ thực hành à, ví dụ chúng ta khi mình làm một cái gì đó mà mình cứ nghĩ rằng à, cái đó mình có làm hại cái sản phẩm dịch vụ này hay là mình cái cách làm này mình có làm hại người khác không, cái tự nhiên mình cũng rụt lại à, cái compassion, cái lòng trắc ẩn là như vậy. Cái lòng trắc ẩn là cái rất sâu rất xa và nó một cái nền tảng đó, và cùng có phần hình thành cái hồi nãy chị Thùy Dương có trích dẫn một phần trong cái đoạn cuốn sách của Mai Mai lãnh đạo tỉnh thức thì có cái chữ là tự nhận thức, cái self-awareness cũng là một cái cốt lõi trong cái lãnh đạo tỉnh thức và trong cái mindfulness. Tại vì kể cả trong cái mô hình của NFC hay là cái mô hình của search inside yourself và lãnh đạo từ bên trong thì mindfulness vẫn là cái nền, vẫn là cái nền tảng. Ví dụ như là tôi nói rằng là trong cái mô hình của search inside yourself thì cái trường phái lãnh đạo, cái mô hình lãnh đạo này được được ra đời từ từ một nhóm nghiên cứu ở Google và sau đó họ triển khai cho cái nhân viên của Google và trở thành cái khóa học được ưa chuộng nhất của tất cả cái đội ngũ của Google. Nhưng mà sau đó cái nhóm nghiên cứu của cái chương trình lãnh đạo từ bên trong sau này mới thấy rằng là nếu như mà cái này chỉ phục vụ cho nhân viên Google thì hơi uổng, thì họ mới xin lãnh ban lãnh đạo của Google là tách ra độc lập với Google để phục vụ cho mọi doanh nghiệp có nhu cầu, thì nó thành ra một cái tổ chức riêng, tức là Mindful Leadership, mà tức là Search Inside Yourself Leadership Institute, tức là học viện lãnh đạo Search Inside Yourself. Thì trong cái mô hình lãnh đạo này họ nói rất rõ, tức là họ cho rằng là muốn phát triển cái năng lực lãnh đạo thì họ có một niềm tin rõ rằng muốn phát triển năng lực lãnh đạo thì phải phát triển cái trí tuệ cảm xúc. Tại vì khi phát triển trí tuệ cảm xúc thì đây là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất và bền vững nhất để phát triển năng lực lãnh đạo. Thì đấy là cái niềm tin của họ. Nhưng mà cái cách tốt nhất, để một trong những cách tốt nhất để phát triển cái trí tuệ cảm xúc đó là dựa trên nền tảng của mindfulness. À, tức là mindfulness sẽ phát triển cái trí tuệ cảm xúc và trí tuệ cảm xúc sẽ phát triển năng lực lãnh đạo. Và lý giải cho cả ba cái quá trình này thì đó chính là khoa học não bộ, tức là neuroscience. Tức là neuroscience, tức là khoa học não bộ sẽ lý giải vì sao là mindfulness lại phát triển trí tuệ cảm xúc, tức là emotional intelligence. Và thứ hai nữa là vì sao trí tuệ cảm xúc lại phát triển năng lực lãnh đạo. Đó. Cho nên người ta hay nói là, cho nên có một cái công thức chung, cái mô hình của search inside yourself, lãnh đạo từ bên trong, nó là gì? Lãnh đạo từ search inside yourself là bằng mindfulness cộng trí tuệ cảm xúc, đúng không? Và cộng với khoa học não bộ. Nhưng mà thực ra thì cái logic của nó là như vậy. Thì cuối cùng thì vẫn cái khoa học não bộ chỉ là cái cách thức để mình lý giải cho cái chuyện là vì sao mindfulness nó phát triển trí tuệ cảm xúc thôi. Còn khi mà trí tuệ cảm xúc phát triển thì đương nhiên năng lực lãnh đạo phát triển. Và cái cách chúng ta là lãnh đạo như hồi nãy tôi nói, nó có nhiều trắc ẩn hơn, có khả năng tự nhận thức hơn. À, và chỉ có con người mới hay đưa ra những trong giống như cái bề sau của cái cuốn đúng việc. À, một cách góc nhìn về câu chuyện khai minh mà tôi có chia sẻ là con người thì khác gì với muôn thú, cỏ cây và máy móc. Và chỉ có con người mới có những cái khả năng tự nhận thức về mình và thế giới xung quanh như vậy. Tức là định nghĩa mình là mình khác gì với muôn thú, mình khác gì với cỏ cây, mình khác gì với máy móc, khác gì với robot, và mình khác gì với đồng loại của mình, rồi mình khác gì với đồng bào của mình, và rốt cuộc là mình là ai, và liệu là mình giống đồng loại ở chỗ nào, ở chỗ là mình có nhân tính không, rồi mình giống cái đồng bào của mình ở chỗ nào, tức là mình có quốc tính không, và mình khác với đồng bào đồng loại ở chỗ nào, mình vậy thì mình có cá tính không. Thì cái này đều là những cái khái nội hàm mà trong lãnh đạo đời tỉnh thức chúng ta đều có thể bàn đến. À, và lúc đó thì chúng ta sẽ có trở thành một con người là có nhân tính à, như đồng loại của chúng ta, và có quốc tính như đồng bào của chúng ta, và có cá tính như là con người chúng ta là duy nhất, là riêng biệt. Và cá tính này được phát triển trên nền tảng của nhân tính và được bồi đắp bởi quốc tính. Và cái mô hình này tôi gọi là mô hình tam tính, tức là nhân tính, quốc tính và cả nhân tính, quốc tính và cá tính là đặc tính của con người tự do, và con người tự do là đích đến của giáo dục khai phóng. Cho nên là giữa cái lãnh đạo tỉnh thức và là giáo dục khai phóng
cũng có một cái mối liên hệ rất là hài hòa với nhau, rất là có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Tại vì mục đích của giáo dục khai phóng cũng là gì? Là khai mở, khai phóng có hai cách hiểu. Cách hiểu thứ nhất là khai minh và giải phóng. Khai là mở, minh là sáng. Khai minh tức là mở ra con người tâm tối và đưa ánh sáng vào làm cho con người mình sáng ra. Và khi con người mình sáng ra rồi thì sẽ giải phóng mình ra khỏi vô minh, ra khỏi giáo điều, ra khỏi ấu trĩ, ra khỏi sự tâm tối. Đó. Đại khái vậy. Thế còn cách hiểu khác của giáo dục khai phóng là gì? Giáo dục khai phóng là khai mở tâm trí và giải phóng tiềm năng. Tức là chúng ta phải khai mở cái tâm trí của mình và giải phóng tất cả những tiềm năng mà mình có. Thì vậy thì rõ ràng cái khái niệm về giáo dục khai phóng với giáo dục mindfulness của chúng ta, tức là ý thức về thực tại với tâm trí cởi mở với tấm lòng nhân ái, cuối cùng là có cái sự hài hòa rất lớn ở giữa cái giáo dục khai phóng. Đích đến với giáo dục khai phóng là con người tâm tính, là nhân tính, quốc tính và cá tính. Một con người mà rất là dân tộc, rất là nhân loại, nhưng mà cũng rất là chính mình. Cho nên là có rất nhiều trường phái lãnh đạo, mà trường phái lãnh đạo nào tôi cho rằng cũng mang lại những giá trị tốt đẹp cho doanh nghiệp thì nó mới tồn tại, nó mới toàn cầu, nó mới phát triển rộng khắp được. Nhưng mà với tôi thì tôi cho rằng là đây là mindful leadership, là một cái hướng, một cái trường phái lãnh đạo mà nó chạm đến rất sâu trong cái con người lãnh đạo, trong con người doanh nhân. Và nó ví dụ một người thay đổi thì họ chỉ thay đổi một người, nhưng mà nếu một người lãnh đạo thay đổi thì họ sẽ thay đổi cả cái tổ chức của họ. Bản thân người lãnh đạo mindful thì cũng sẽ giúp rất nhiều người mindful, và một cái người lãnh đạo có lòng trắc ẩn, có cái compassion thì họ cũng sẽ giúp cho rất nhiều người có điều đó và mang lại giá trị cho rất là cái rất nhiều người khác. Cho nên nếu mà nói mình cái ngắn gọn hơn nữa, tức là giữa cái mô hình của cái lãnh đạo từ bên trong cũng như là lãnh đạo tỉnh thức hay là tâm thức lãnh đạo vân vân, cả ba cái mô hình đã cộng lại như hồi nãy giờ tôi trình bày ở ba cuốn sách á, thì tôi vẫn đúc kết lại một điều là cái lãnh đạo tỉnh thức hay gọn gọi là một cái lãnh đạo mà nó mang tính khai mở, một cái lãnh đạo tâm trí, một cái lãnh đạo có tính khai mở tâm trí này là không phải là một cái giải pháp tình thế của lãnh đạo trong bối cảnh tai ương này, mà là một cái xu thế lâu dài của con người, của lãnh đạo, của quản trị và của kinh doanh. Và nó là một phần không thể thiếu trong các cái tri thức lãnh đạo mà cái doanh nhân và doanh nghiệp nên có và cần có. Đó là trong góc nhìn cá nhân của tôi. Xin cảm ơn các anh chị. Xin cảm ơn thầy Trung ạ. Như thầy vừa chia sẻ thì thầy có đề cập đến một số các chương trình về lãnh đạo tỉnh thức đã có mặt tại Việt Nam. Trong đó thì chúng ta có thể thấy là chương trình lãnh đạo từ bên trong, Search Inside Yourself, cũng như là những cái chương trình lãnh đạo tỉnh thức. Thì chắc hẳn là các khán giả của chúng ta cũng đang rất là muốn nghe, quan tâm về các chương trình này. Thì tôi xin được hỏi thêm ông Trần Huỳnh, là một giảng viên đã được chứng nhận giảng dạy chương trình từ Học viện Lãnh đạo Search Inside Yourself toàn cầu. Thì ông có thể chia sẻ rõ hơn vì sao chương trình lãnh đạo từ bên trong Search Inside Yourself lại nhận được rất là nhiều sự quan tâm của rất là nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn thế giới không ạ? Bởi vì tôi được biết là chương trình này đã được triển khai tại rất là nhiều các tập đoàn hàng đầu trên thế giới trong suốt những năm vừa qua. Xin mời ông ạ. Xin cảm ơn chị Thị Dương. Thì thật ra tôi thấy là những cái chia sẻ nãy giờ của tiến sĩ Giảng Tư Trung về chương trình Search Inside Yourself cũng rất là đầy đủ rồi. Thì chương trình này nó bắt nguồn từ Google. Và như các anh chị biết là tại Google thì họ có một cái chính sách cũng rất là hay. Đó là họ cho cái đội ngũ nhân viên của họ mỗi người có 20% thời gian để mà thực hiện một cái dự án gì đó mà có ý nghĩa cho bản thân mình, mà cũng phục vụ được cho Google và phục vụ được cho xã hội. Thì từ cái chính sách đó mà ở trong Google có một cái anh kỹ sư, và cái anh kỹ sư này tên là Jack Mentan. Nếu mà các anh chị đọc cái cuốn sách Search Inside Yourself, các anh chị cũng biết câu chuyện này. Thì cái anh kỹ sư này, anh ấy cũng có những cái thực hành về những cái kinh nghiệm thực hành về mindfulness và về trí tuệ cảm xúc. Và do đó cho nên là ảnh mong muốn ảnh tạo ra một cái khóa học nào đó, cái chương trình nội bộ dành cho những cái người đồng nghiệp Google của ảnh. Bởi vì ảnh thấy rằng là những cái người đồng nghiệp Google của ảnh cũng trải qua những căng thẳng ở trong công việc. Thì cái cách mà ảnh làm là ảnh mới mời những cái chuyên gia hàng đầu
hàng đầu trên thế giới về những lĩnh vực về mindfulness, về trí tuệ cảm xúc, về lãnh đạo, về khoa học não bộ. Và những cái chuyên gia đó họ ngồi lại với nhau thành một nhóm và họ tạo ra một cái chương trình mà họ gọi là Search Inside Yourself dành cho nhân viên của Google. Thì cái tên chương trình các anh chị cũng biết là Google là một cái công cụ tìm kiếm, cho nên là trước giờ chúng ta tìm kiếm rất là nhiều thứ, tìm kiếm thông tin trên Google rất nhiều. Và cái tên chương trình này nó có liên quan, tức là thay vì chúng ta tìm kiếm ở bên ngoài thì bây giờ chúng ta tìm kiếm ở bên trong mình. Thì đó là câu chuyện background của chương trình này. Và như tiến sĩ Diễn Tư Trung có chia sẻ thì cái chương trình này đã phát triển rất là nhanh ở Google. Và sau đó thì Google họ thấy rằng là mình là một công ty công nghệ chứ không phải là một công ty đào tạo. Mà cái nhóm này họ muốn lan tỏa chương trình Search Inside Yourself không chỉ trong Google mà còn trên rất là nhiều trong rất là nhiều những cái tổ chức khác, và có rất là nhiều cái nhu cầu từ những tổ chức khác muốn học cái chương trình này. Thì từ đó mà cái nhóm này họ đã tách ra thành một cái tổ chức riêng, một cái tổ chức phi lợi nhuận được tên là Search Inside Yourself Leadership Institute, là học viện lãnh đạo Search Inside Yourself. Thế cái chương trình này nó bắt nguồn từ khoảng năm 2007, tức là hơn 10 năm trước. Và cái tổ chức SILI, Search Inside Yourself Leadership Institute, thì được tách ra vào khoảng năm 2012. Thì từ đó cho đến nay thì có khoảng hơn 100.000 người ở trên hơn 50 quốc gia trên thế giới đã tham gia chương trình Search Inside Yourself này. Thì chị Thùy Dương có hỏi là cái lý do tại sao mà các doanh nghiệp họ lại rất là mong muốn học cái chương trình này. Thì tôi cho rằng là cái lý do là giống thầy Giảng Thư Trung thật ra đã chia sẻ rồi, đó là cái chương trình này nó dựa trên một cái mô hình rất là vững chắc, tức là nó cái nền tảng của nó là thực hành mindfulness. Và thực hành mindfulness ở đây không chỉ là thực hành thiền mà còn thực hành mindfulness ở trong cái công việc hàng ngày của mình. Cái cách mà mình chẳng hạn như mình ra một cái quyết định, cái cách mà mình gửi đi một cái email, cái cách mà mình tổ chức một cuộc họp hay là thực hiện cái bài thuyết trình, vân vân, thì mình có thể làm những cái điều đó một cách tỉnh thức, một cách mindful như thế nào. Thì từ cái mindfulness đó mà những học viên họ sẽ học được cái cách để mà phát triển cái khả năng trí tuệ cảm xúc của họ. Thì nãy thầy Trung cũng đã chia sẻ về trí tuệ cảm xúc này rồi. Thì trong cái chương trình này, cái trí tuệ cảm xúc nó được chia ra thành nhiều cái cấu phần khác nhau, như là self-aware, tức là mình nhận thức được bản thân mình, mình nhận thức được những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc ở bên trong mình, và mình học cách mình quản lý nó một cách hiệu quả. Mình học cách mình có cái động lực ở trong công việc, mình kết nối lại với những cái giá trị của mình, kết nối lại với những cái ý nghĩa trong công việc của mình. Và mình học cái cách để mà phát triển cái khả năng gọi là resilience, cái khả năng vững vàng để mà vượt khó. Chẳng hạn như là trong cái thời đại này chúng ta rất là cần cái khả năng đó. Và sau đó thì những cái người học viên họ được học về cái khả năng đồng cảm, khả năng thông cảm, khả năng đồng cảm, khả năng trắc ẩn. Như là hồi nãy thầy Trung có chia sẻ về ba cái thành phần này. Thì tôi cho rằng đó là cái lý do, đó là cái mô hình của nó rất là vững và nó được dựa trên cái nền tảng của khoa học não bộ, của khoa học tâm lý chứ không phải là của tôn giáo. Cho nên là rất là nhiều người đón nhận nó. Và cái chương trình nó cũng được tổ chức rất là bài bản, tức là học viên họ sẽ được trải qua 2 ngày học trực tiếp hoặc là học live online, và sau đó họ trải qua một cái khoảng thời gian được gọi là 28 ngày thực hành để mà họ có thể học cái cách xây dựng cái thói quen mindfulness và ứng dụng cái thói quen này ở trong công việc hàng ngày của mình. Thì đó là cái góc nhìn của tôi. Thì có thể chị Dương Giang có thể muốn hỏi thêm thầy Trịnh Vĩnh Tân, thầy Trần Vĩnh Tân, tại vì thầy cũng là một giảng viên của chương trình này. Cảm ơn chị Thùy Dương. Xin cảm ơn Trần Huỳnh. Không biết thầy Trần Vĩnh Tân có muốn chia sẻ gì thêm về chương trình Search Inside Yourself, lãnh đạo từ bên trong, với quý vị khán giả không ạ? Xin mời thầy Trần Vĩnh Tân ạ. Cảm ơn câu hỏi, cảm ơn phần chia sẻ của thầy Huỳnh. Tôi xin tiếp lời thầy Huỳnh chia sẻ từ góc nhìn của một giảng viên dạy chương trình Search Inside Yourself cho các anh chị quản lý doanh nhân được một thời gian. Thì theo tôi thì nó có nhiều lý do để một anh chị nào đó muốn quan tâm và muốn tham gia cái chương trình này. Theo tôi thì có vài lý do cơ bản như sau.
Cái thứ nhất là nó đụng vào một số cái lĩnh vực mà tôi nghĩ là quan trọng, học cả đời cũng không hết anh chị. Sáu cái lĩnh vực rất là căn bản. Cái thứ nhất là mindfulness, lại như thầy giảng Trung có chia sẻ là thực hành sống tỉnh thức. Thực hành sống tỉnh thức thì như các anh chị cũng biết là nó là nền cho một cái con người tỉnh thức, là nền cho rất là nhiều cái trường phái lãnh đạo. Chỉ nội đụng vào cái lĩnh vực đó thôi là nó quá quan trọng. Rồi đến lĩnh vực thứ hai là học cách self-aware, tức là hiểu mình, biết mình. Cái đề tài quá sức là quan trọng mà bao nhiêu là triết gia đã nói từ thời từ cổ chí kim rồi. Socrates cũng đã nói là con người phải học cách để hiểu mình. Hiểu mình là cái căn bản, là hiểu mình. Cái thứ ba là quản trị được mình, quản trị được bản thân mình. Thì ở trường Vay cũng có một cái trường rất là hay, quản trị cuộc đời. Thì và cũng nhiều người cũng nói về cái việc quản trị về bản thân mình, và nhất là quản trị về cảm xúc. Và tôi nghĩ là một đề tài rất là thực tế trong vai trò của một người quản lý và chủ doanh nghiệp. Cái thứ ba, cái thứ tư nữa đó, làm nói về cái đề tài là motivation, cái động lực mà nó rất là sâu. Nó không chỉ là những cái động lực từ bên ngoài, mà từ cái động lực từ bên trong. Làm sao xác định được cho mình những cái giá trị, những cái điều mà mình xác tín, những cái tương lai mà mình tin tưởng, và cái cách mình nhìn những cái khó khăn như thế nào để mình có thể có một cái tâm thế tốt nhất. Tôi nghĩ cái đề tài này rất là phù hợp trong cái giai đoạn đại dịch như hiện nay. Chúng ta cần cái động lực từ bên trong rất nhiều khi mà những cái hỗ trợ từ bên ngoài không có nhiều nữa. Cái thứ tư nữa và cái thứ năm là lãnh đạo với lòng trắc ẩn và với sự hiểu biết. Thì các anh chị cũng thấy là tôi nghĩ là một nhà lãnh đạo thì cần rất là nhiều khả năng. Nhưng mà nếu nói hai khả năng căn bản thì tôi nghĩ đó là hai cái điều đó. Một là hiểu biết, hai là lòng trắc ẩn. Và trường Pay thì hiểu biết thay dùng cái từ là minh định, khả năng nhìn rõ, hiểu rõ và mình biết được điều gì đang diễn ra. Thì tôi nghĩ đó là cái lý do rất là căn bản, là bởi vì cái chương trình này đụng vào sáu cái lĩnh vực cực kỳ trọng yếu trong một con người, và nhất là trong một cái nhà lãnh đạo. Thì rõ ràng là khi mà tham gia cái chương trình này, các anh chị sẽ có cái bước đầu nắm được những cái căn bản để mình bước đi trên cái hành trình này. Thật ra thì cũng đã có nhiều tác giả, nhiều người nói về những cái đề tài này ở chỗ này chỗ kia, nhưng cái hay của cái chương trình này thì tôi nghĩ là nằm ở chỗ là cái tính kiểm chứng và cái tính khoa học rất là cao của nó. Ví dụ như mình nói về đề tài hiểu bản thân thì mình có thể đã nghe đâu đó trong triết học, rồi trong các truyền thống tâm linh. Nhưng mà cái cách nói về cái hiểu bản thân trong Search Inside Yourself nó dựa trên những cái nền tảng khoa học rất là căn bản và rất là chắc chắn. Cho nên là mình có một cái nền rất là vững để mình bắt đầu mình đi trên cái hành trình khám phá này. Thì sau cái chương trình đó thì còn là cả một cái hành trình rất là dài để mình rèn luyện, để nó trở thành một cái đời sống tỉnh thức. Nhưng mà rõ ràng thì tôi nghĩ hai cái lý do đó cũng là quá đủ để mình tham gia vào một cái chương trình quan trọng như vậy. Và nhân đây thì tôi cũng chia sẻ thêm ba cái ý rất là quan trọng trong cái việc là mình học những chương trình như Search Inside Yourself hay là Bất Chấp Tây Ương. Cái này nó thuộc về cái phương pháp luận của cái việc học và thực hành mindfulness. Thì nó có ba ý rất là căn bản khi mình thực hành mindfulness. Cái thứ nhất là mình nắm những cái kiến thức rất là căn bản và rất là bài bản thông qua những cái quyển sách hay như là Bất Chấp Tây Ương, những cái quyển sách như là Lãnh Đạo Tỉnh Thức, hay là những chương trình hay như là Search Inside Yourself, Lãnh Đạo Tỉnh Thức. Khi mình nắm những cái căn bản đó rồi thì mình cần có một cái bước thứ hai nữa là mình suy ngẫm để mình vận dụng nó vào trong cái cuộc đời của mình. Thì khi mà tôi có cơ hội để chia sẻ với các anh chị quản lý doanh nhân thì tôi cũng hay nói như vậy. Tôi hay nói là tôi có nói như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn là kiến thức của tôi, nó chưa phải là kiến thức của các anh chị. Khi nào các anh chị suy ngẫm và vận dụng nó vào trong chính cái đời sống cá nhân và trong doanh nghiệp của mình thì khi đó nó mới thành kiến thức của các anh chị. Và cái thứ ba nữa tôi nhấn mạnh lại là rất là quan trọng, đó là mình phải thực hành được nó các anh chị, mình phải rèn luyện được nó. Và ba cái này nó bổ sung cho nhau, mình liên tục học, liên tục suy ngẫm, là liên tục thực hành. Khi thực hành có gì chưa hiểu lại quay về đọc và lại suy ngẫm và lại thực hành. Ba cái này là phương pháp luận rất căn bản của thực hành mindfulness. Nếu mình không nắm vững cái này thì mình sẽ không tiến lên được trên cái hành trình tiến thức. Và tôi xin nói thêm là tôi rất là đồng quan điểm với thầy giảng Quy Trung là cái thực hành này nó không phải chỉ là thiền các anh chị, mà nó là một cái đời sống tỉnh thức.
Và trong cái cuốn sách Bất Chấp Tây Ương thì ông John Kabat-Zinn nói rất là rõ là cái đời sống tỉnh thức nó được xây dựng trên hai cái dạng thực hành cơ bản. Một là thực hành chính thức và thực hành phi chính thức. Thì những cái nãy giờ chúng tôi chia sẻ thì nó liên quan nhiều đến những cái thực hành phi chính thức. Ví dụ các anh chị tham gia cái webinar này, các anh chị có mặt, các anh chị tập trung thì là các anh chị đang thực hành. Các anh chị ăn cơm, các anh chị ý thức với cái sự rõ ràng, với sự cởi mở và lấy lòng nhân ái là các anh chị đang thực hành. Tuy nhiên là theo cái kinh nghiệm của tôi cho thấy đó, thì cái rèn luyện hàng ngày nó sẽ được bổ trợ rất nhiều nếu các anh chị có một chút thời gian hàng ngày để thực hành chính thức, giống như là 5-10 phút thôi. Tôi thôi hay lấy một cái hình ảnh rất là đơn sơ là mỗi ngày chúng ta đều ăn 3 buổi, buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Thì cái đó nó là rất là căn bản, không ai hỏi là ăn để làm gì, cái đó là mình ăn thôi, tại cái đó nó chăm sóc sức khỏe rất là căn bản. Thì tinh thần cũng vậy các anh chị, tinh thần mình cũng cần 3 buổi, thì có thể là mình không có nhiều thời gian thì ít nhất một buổi sáng hoặc một buổi tối, không có nhiều thời gian thì 5 phút 10 phút. Thì một chút như vậy thì nó sẽ tạo một cái nền cho nguyên một ngày mình thực hành và mình sống tỉnh thức. Thì tôi xin bổ sung vậy như vậy. Cảm ơn anh chị. Dạ vâng, xin cảm ơn triết gia Trần Vĩnh Tân ạ. Thưa quý vị, thì bên cạnh Sạch Insight Yourself đã rất là nổi tiếng trên toàn thế giới rồi, thì tại Việt Nam của chúng ta cũng không hề kém cạnh đâu ạ. Cụ thể là tại Trường Bay thì chúng ta cũng đã phát triển và thiết kế nên một cái chương trình đào tạo mang tên là Lãnh đạo Tỉnh Thức Mindful Leadership Program FLP, nhằm phục vụ cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận hơn với xu hướng lãnh đạo mới này. Tôi xin được hỏi ông Hoàng Mạnh Hải ạ. Là một giảng viên của chương trình Mindful Leadership Việt Nam, thì ông có thể chia sẻ thêm về một vài mục tiêu và nội dung chính của chương trình này hay không? Và ông đặc biệt là ông đánh giá như thế nào về cái độ phù hợp của cái xu hướng Mindful Leadership này khi áp dụng vào cái cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam ạ? Xin mời ông ạ. Cảm ơn thầy Dương. Thì tôi nghĩ là chương trình Mindful Leadership mà mình hiện nay mình đang có đó, thì cũng qua nhiều lớp, thực ra nó đã diễn ra khá nhiều lớp rồi. Thì tôi thấy là cái kết quả của nó mang lại, mà thông qua những gì tôi nghe được từ những học viên thì hết sức là đáng khích lệ. Và nguyên nhân của nó thì cũng không ngoài những cái mà nãy giờ chúng ta đã được nghe. Nhưng mà nếu có chăng thì tôi chỉ nói thêm một vài điều nó nằm hơi nghiêng về phía thực hành. Đó là từ trước tới giờ chúng ta làm lãnh đạo, người hôm nay đề tài của mình mindfulness, nhưng mà mình cũng nói về những cái chương trình leadership này, leadership kia, có nghĩa là lãnh đạo, và những người ngồi đây cũng là những người đang làm lãnh đạo. Thì chất lượng của lãnh đạo chính là chất lượng của mỗi quyết định mình ra trong ngày. Mỗi ngày mình làm từ sáng tới chiều, mình phải quyết định rất là nhiều thứ. Làm cấp càng cao thì quyết định càng nhiều. Và trong những lần quyết định đó, thì nghiên cứu người ta đã cho thấy rằng là mình quyết định rất nhiều bằng EQ chứ không phải là bằng IQ. 90% là mình quyết định nhờ cái EQ của mình. Vậy thì từ trước tới giờ mình nâng EQ bằng cách nào? Hồi trước tới giờ mình học toán, lý, hóa, nó chỉ nâng IQ thôi. Vậy thì nếu mà mình muốn nâng EQ của mình thì có nhiều cách, nhưng mà một trong những cách đó là mình phải rèn cái mindfulness. Bởi vì từ cái mindfulness nó mới giúp cho mình có cái gọi là self-awareness. Self-awareness có nghĩa là biết được bản thân. Mà khi mình hiểu được bản thân, mình biết mình đang vui hay đang buồn, mình biết mình đang thuận lợi hay không thuận lợi trong một cái môi trường, mình biết mình đang nóng giận hay là mình đang vui vẻ, mình hiểu được, mình quản lý được cảm xúc của mình, thì quyết định mình ra mới đúng. Chứ không có quyết định nào mà chỉ cần đối chiếu vào bảng 2+2=4 cái là quyết định là đúng đâu, không có. Trong những lần mình ra quyết định trong ngày, đa số là mình quyết định trong những tình huống mình không có sẵn 100% các data hay là information hay là những cái thông tin để cho mình có thể biết được rằng là đúng hay sai. Vậy thì chất lượng của lãnh đạo là bằng tổng chất lượng của mỗi quyết định ra trong ngày, mà quyết định ra trong ngày toàn là bằng EQ. Mà nâng EQ thì mình không biết cách nâng, mình chỉ có tới đâu xài tới đó, thì rốt cuộc lại cái mindfulness này nè mà giúp cho mình quyết định đúng rồi. Nhưng mà tôi nói khi cạnh thực hành có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình có hai cách để thực hành mindfulness. Một là thực hành một cách chính thức, và hai là thực hành trong đời sống, tranh thủ trong mỗi công việc mình làm. Nhưng mà tiếc thay đó là những gì các bạn thực hành trong đời sống
là mình chỉ dừng lại ở cái mức là tôi biết tôi đang chuẩn bị làm gì đó, nhưng không có ai rèn cho mình để biết được rằng là vậy thì bây giờ mình phải ra quyết định như thế nào bằng cái tâm của mình. Cho nên mình buộc phải học thêm một vài cái gọi là thiền không chính thức bên cạnh cái thiền chính thức. Nghĩa là mỗi ngày, giống hồi nãy diễn giả Trần Viễn Tân có nói đó, mỗi ngày phải để dành ra 5 phút buổi sáng hoặc là 5 phút buổi tối mà thực sự ngồi thẳng thớm dậy, xong rồi cái để cho tất cả các cái gì khác nó bay vô rồi nó bay ra, còn giữ lại cái tâm trí của mình, giữ lại với cái hơi thở thôi. 5 phút đó nó chính là tạo một cái nền tảng cho mình khi mình ra mình làm việc, mình chuẩn bị ra một cái quyết định trong lúc đầu đang nóng giận, thì nhờ cái buổi sáng buổi tối đó đó, nó làm cho mình biết rằng là à, mình đang nóng giận, kéo về lại với hơi thở. Mà khi mình kéo về lại với hơi thở rồi thì mình không kết quyết định là cho người này này nghĩ, cho người kia nghĩ như ý định ban đầu được. Cho nên có thể nói rằng là việc khi cần thực hành là tôi muốn nhắc lại một chỗ đó. Nhưng trong cái 2 ngày mà học về cái mindful leadership á, 2 ngày đó mình làm nhiều thứ hơn chỉ là những cái giới thiệu về cách thực hành như vậy, mà tôi có thể nói sơ qua cho các bạn biết, để nếu các bạn có muốn gọi là sắp xếp thời gian để học đó, thì biết là mình sẽ đi qua những điểm gì. Mình sẽ đi qua những điểm như thế này nè. Đi sâu vào trong lãnh đạo thì mình có là lãnh đạo bản thân, lãnh đạo đội ngũ, lãnh đạo tổ chức. Vậy thì đi từ trong ra ngoài là mình phải xuất phát từ chỗ lãnh đạo bản thân trước. Mình phải có cái ứng xử đúng trước, mình phải có cái bình tĩnh, mình có một cái cân bằng trước. Vậy thì trong cái lãnh đạo bản thân đó, đó là trong đó người ta nói nhiều cho mình đó, có một không phải là nhiều nhưng mà phải ít nhất là khoảng 1 tiếng đồng hồ nói về cái quản lý cái tôi. Cái tôi của mình là nó gây rối, nó làm cho mình không có nhận được cái chân lý, nó không giúp cho mình hiểu được cái đúng cái sai. Mà cái tôi của mình đó, là nó chỉ làm cho mình đúng, người khác sai. Cho nên quản lý được cái tôi là nó tách mình ra khỏi, không làm cho mình bị ngăn cản, và rút cuộc lại là nó giúp cho mình nhận ra được cái gì đúng, cái gì sai. Thì trong cái chương trình đó nó có một đoạn như vậy. Cái thứ hai á, là nó giữ cho mình được cái tâm trí luôn ở trong trạng thái là tâm trí của người mới bắt đầu. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà mình càng ngày càng giỏi là mình trở thành chuyên gia. Mà trong cuốn sách này người ta đã nói rất là kỹ, khi mà mình trở thành chuyên gia thì cái đầu óc của mình nó sâu nhưng mà nó hẹp lại. Và đây chính là cái mặt trái của cái tâm trí của người chuyên gia, là anh chỉ nhìn hẹp lại thôi chứ anh không chịu nhìn rộng ra. Cho nên mình cần phải giữ lại cái tâm trí của người mới bắt đầu. Xong rồi á, nó có chương một phần thứ ba nữa là nó giúp cho mình kết nối cái giá trị của công ty, giá trị của bản thân trong một cái bối cảnh gọi là giá trị tỉnh thức. Tức là nó không làm cho giá trị của bản thân đi lệch ra khỏi giá trị của công ty, nó không làm cho giá trị của công ty đi lệch ra khỏi giá trị của nhân loại. Như vậy là mình luôn luôn tỉnh thức trong chuyện đó, thì mình giữ cho công ty luôn luôn đi về hướng đúng, đi về phía chính trực chứ không là đi về phía tà. Và cuối cùng là nó giúp cho mình tạo ra một cái môi trường làm việc hạnh phúc. Không chỉ tạo ra một công ty phát triển, giàu có, mà nó làm cho công ty, mà trong đó nhân viên của mình hạnh phúc. Điểm đó là điểm lớn nhất. Đó. Thì những cái mà nó diễn ra trong 2 ngày đó, thì có một sự kết hợp những kiến thức ở trong những cuốn sách này, và đồng thời có những phần riêng của trường Pace, và nó kết hợp lại, nó tạo ra một chương trình dài 2 ngày. Bởi vì không thể nào dưới 2 ngày được. Search Inside Yourself là quốc tế, người ta phải tốn 2 ngày để người ta truyền đạt, thì mình cũng không giỏi hơn họ mà làm ngắn hơn được, mình cũng phải làm 2 ngày. Thứ hai là bên kia cần 28 ngày để thực hành, thì mình cũng vậy, mình cũng không thể nào mà giúp cho người khác học thiền nhanh hơn được, mình cũng cần 28 ngày. Chỉ có điều là mỗi ngày là mình cần các bạn bỏ ra 5 phút 7 phút thôi, chứ không cần phải bỏ ra nửa tiếng hay 1 tiếng để tập cho cái não của mình nó biết kéo sự suy nghĩ trở về với thực tại. Thì chương trình đại khái nó là như vậy. Nếu mà bạn nào sắp xếp được đó, thì các bạn sẽ học được cái cơ bản, có một cái sự nhận thức, và từ nhận thức nó chuyển qua thực hành, và từ thực hành nó có thể giúp mình là đạt được cái level cao nhất. Cái tinh thần của cái chương trình này thì tôi muốn giới thiệu qua cho các bạn như vậy. Cảm ơn Thùy Dương và cảm ơn tất cả các anh chị. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông Hoàng Mạnh Hải và những chia sẻ rất là chân thành vừa rồi. Và xin cảm ơn tất cả các diễn giả. Hiện nay thì Thùy Dương nhận thấy có rất là nhiều câu hỏi mà quý khán giả inbox
cũng như là gửi trên Zoom cũng như là kênh Facebook. Thì không đợi quý vị đợi lâu nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần hỏi đáp và giao lưu cùng các diễn giả của chương trình. Các anh chị có câu hỏi thì vui lòng có thể comment ở trên Facebook, cũng như là các anh chị tham gia Zoom thì có thể đặt câu hỏi trên khung chat, cũng như là muốn trò chuyện trực tiếp luôn cùng với các diễn giả của chúng ta thì các anh chị có thể nhấn raise hands để ban kỹ thuật có thể kết nối với anh chị cùng với tọa đàm. Nhưng mà các anh chị có thể đặt câu hỏi. Và trong thời gian đó thì Thùy Dương cũng nhận được một câu hỏi được inbox từ chị Hoàng Thu Hiền. Chị là quản lý nhân sự của tập đoàn công nghệ C-Tech. Chị muốn hỏi đến thầy Giảng Tư Trung là, thưa thầy, thì khái niệm mindfulness và các chương trình lãnh đạo tỉnh thức mà PACE đang triển khai có liên quan gì đến yếu tố tâm linh hay không? Và khi nghĩ đến mindfulness thì có rất là nhiều người đang hiểu rằng nó có nghĩa là buông xuôi, không cần cố gắng nữa, không cần phải dấn thân nữa, thì sống chỉ cần vừa đủ, tà tà an nhàn là được rồi. Thì liệu cách hiểu này có chính xác không? Mong thầy giải thích thêm. Vâng, xin mời tiến sĩ Giảng Tư Trung có thể giải đáp câu hỏi của chị Hoàng Thu Huyền ạ. À rồi, mở rồi. Cảm ơn chị câu hỏi của chị Thu Hiền đúng không ạ? Dạ, Thu Hiền. Tức là cái câu hỏi của chị Thu Hiền gồm có hai, như có hai ý. Ý thứ nhất là các cái cuốn sách và các cái chương trình mà các cuốn sách mà về mindfulness mà Pay xuất bản với lại các cái chương trình về mindfulness mà Pay triển khai thì có yếu tố tâm linh hay không, thì có lẽ tôi sẽ trả lời ngay là luôn là không. Tại vì cái chủ trương của trường Pay từ ngày thành lập cho đến bây giờ vẫn là một cái ngôi trường mà nó có dựa trên nền tảng của giáo dục và của những cái khoa học về quản trị và về lãnh đạo. Tức là nó không liên quan đến tâm linh và không có liên quan đến cái yếu tố chính trị hay là tôn giáo, mà chỉ là một cái ngôi trường về một học viện quản lý. Như theo một cái cách hiểu chung trên thế giới thôi. Ví dụ như bản thân tôi thì tôi rất là luôn 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 nghĩ rằng là những cái người mà tôi không có may mắn là được gia đình có tôn giáo như là Phật giáo hay là Thiên Chúa giáo vân vân, như nhiều cái gia đình khác. Và tôi vẫn cho rằng là những người mà được sinh ra trong những gia đình mà có tôn giáo thì đó là một cái may mắn. Và đặc biệt là những cái hiện nay trên thế giới có rất nhiều cái tôn giáo, trong đó có nhiều nhiều tôn giáo là chính giáo, nhưng mà cũng có một số tôn giáo mà mang hơi có tính tà giáo. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu như mà chúng ta được sinh ra mà có một cái tôn giáo nào đó mà cái tôn giáo đó là chính giáo, thì tôi cho rằng là đó là một cái may mắn, một cái may mắn. Ví dụ như bản thân tôi thì không có tôn giáo về Phật giáo hay là Thiên Chúa giáo vân vân, nhưng mà tôi cũng là cái người rất là kính ngưỡng đối với Đức Phật hay là đối với lại Thiên Chúa. Tại vì tôi học được tôi nghĩ rằng là Thiên Chúa hay Đức Phật là những người thầy vĩ đại, những cái người thầy muôn đời để mình có thể học hỏi. Chứ nhưng nên là trong cái nhưng mà hai đó là hai cái vấn đề khác nhau, với vấn đề khác nhau. Thì tôi chúng tôi cho rằng là nhà trường thì thường là độc lập với lại chính trị và tôn giáo, thì đi dựa trên cái nền tảng của nói chung là lương giáo, tức là khoa giáo, tức là dựa vào khoa học và giáo dục. Thì cái mindfulness cũng vậy, thì tôi cho rằng là nếu chúng ta tìm hiểu cái khái niệm mindfulness dựa trên cái dưới góc nhìn của tôn giáo, tôi nghĩ cũng rất là tốt và nó sẽ giúp chúng ta hiểu sâu hơn. Và như ngược lại, nếu chúng ta nhìn mindfulness dưới góc nhìn của khoa học cũng rất tốt. Tức là chúng ta nói tóm lại là nếu chúng ta có một cái tâm trí cởi mở và với một cái tấm lòng nhân ái, thì chúng ta nhìn một vấn đề dưới góc nhìn rất nhiều góc nhìn thì chúng ta sẽ giúp chúng ta hiểu sâu hơn về nó thôi. Nhưng mà riêng cái chỗ các cái chương trình của trường Pay thì không liên quan gì đến tâm linh, thuần túy là về khoa học thôi, không có yếu tố tâm linh nào trong các cái chương trình đào tạo này, cũng không có một cái yếu tố tâm linh nào trong các cái cuốn sách mà chúng tôi xuất bản. Thì đó là không phải là vì chúng tôi không tin vào tâm linh, mà vì chúng tôi, tại vì công việc của nhà trường là nó phải dựa trên một cái tôn chỉ hoạt động chung của trường, là tôn chỉ giáo dục của nhà trường là dựa trên cái nền tảng của khoa học và giáo dục.
đó. Cho nên là đó là cái câu hỏi thứ nhất, à, cái cạnh thứ nhất của chị Huyền. Câu hỏi thứ hai là gì nhá, tức là tôi quên mất, tức là Dạ. cái ý thứ hai là Cái ý thứ hai là mọi người muốn hỏi là đây, nếu mà mọi người hiểu nó là buông xuôi, không cần cố gắng. à, tôi hiểu rồi, nhớ rồi, không không cái này cũng là một cái cách hiểu mà tôi nghĩ cũng khá là tai hại đối với cái khái niệm về mindfulness, tức là ý nói là mà đến với mindfulness rồi là thôi không có làm gì hết rồi, thôi nói chung là làm gì cho cố rồi tiền nhiều để làm cái gì rồi ăn cho lắm rồi cũng cũng chết thôi rồi, tức là khái là cực khổ làm gì. Hay là ví dụ như hiện nay có một số quốc gia châu Á, ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn, là có cái chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa nằm ngửa đó, tức là cái chủ nghĩa nằm ngửa là một cái chủ nghĩa là nói chung là không không muốn làm gì, cũng không muốn cố gắng, cũng không muốn phấn đấu, rồi cũng không quan tâm đến 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 nói chung là không không, không quan tâm gì hết, nói chung là rơi tự do, là sống lờ đờ cho qua ngày đoạn bữa, sống chờ ngày đi thôi, mà khổ cái là chờ rất lâu cũng không đi, cứ vật vờ sống chứ qua ngày đoạn bữa, sống như bèo dạt mây trôi. Thế thì cái này gọi vậy thì cái cách sống đó có phải mindfulness không, là xin thưa là nó hoàn toàn trái ngược với tinh thần của mindfulness. Mindfulness không có nghĩa là lờ đờ, mindfulness không có nghĩa là không có dấn thân, mindfulness không có nghĩa là buông xuôi, mindfulness không nghĩa là buông bỏ, là không làm gì cả, này không phải. Thì cái chủ nghĩa nằm ngửa đó theo tôi nó phản ảnh một cái sự bất lực đối với cuộc sống chứ không phải là bất chấp tai ương. Đó, cho nên là đừng có nhầm lẫn giữa bất lực với bất chấp. Đó, cho nên là giống như chúng ta không nhầm lẫn giữa tự do và hoang dã, đừng có nhầm lẫn giữa đức tin và mê tín. Đó, nó rất khác nhau. Cho nên một cái thái độ mà thể hiện sự bất lực đối với cuộc sống mà lại bảo là em rất là tự tại thì đến chào thua. Đó, tức là rõ ràng là tự tại cái gì mà người thấy người ta ăn ngon cũng như chảy nước miếng thì làm sao mà tự tại được, thấy người ta phải là xách một cái túi đẹp rồi ước gì mình cũng có cái túi như thế thì làm sao mà tự tại được. Đó, cho nên là không có cố gắng, không có phấn đấu, không có nghiên cứu mà muốn đạt tới cái cảnh giới đó thì rõ ràng là thể hiện cái sự bất lực, nhưng mà lại lại biện minh bằng cái sự gọi là biện minh bằng cái sự gọi là gì, là sống rất là vô tư hồn nhiên và không quan tâm gì cả. Thì tôi cho rằng là giống như người nhiều người hay nhân danh mindfulness như thế này, nhân danh mindfulness cái thậm chí còn nhiều người hay nói rằng là sống là biết đủ, nhưng mà thực ra thì cái chỗ đủ thiếu này vẫn trong trong cái khái niệm về mindfulness nó không có quan trọng lắm. Quan trọng là sống tỉnh thức, mà sống với một cái tâm trí cởi mở, sống với một cái tấm lòng nhân ái, và sống với cái lòng trắc ẩn, và sống với cái tình yêu yêu bản thân. Mà yêu bản thân ở đây nghĩa là gì? Yêu bản thân ở đây có nghĩa là hãy đừng có hành hạ bản thân mình, hãy chữa lành những cái vết thương của trong vết thương lòng của mình. Yêu bản thân có nghĩa là yêu cái danh dự của mình, yêu cái phẩm giá của mình. Đó. Và một cái người yêu bản thân thì luôn luôn có cái tự trọng. Tự trọng tức là coi trọng cái phẩm giá của mình, coi trọng cái uy tín của mình, thì cái đó là yêu bản thân, và chữa lành mình và không làm khổ mình, không hành hạ mình, không dày vò mình, thì cái đó là yêu bản thân. À, thì cái đó đâu phải là buông bỏ, cái đó đâu phải là buông xuôi. À, thế nên là và cái đó không, và đâu, và thứ hai nữa là cái người mindfulness này là người ta có lòng trắc ẩn thì người ta luôn luôn hướng đến một cuộc sống có ý nghĩa. Mà để hướng đến cuộc sống có ý nghĩa thì không bao giờ người ta buông xuôi, không bao giờ mà ngồi đó không làm gì hết, ngồi đó thở gọi là chủ nghĩa nằm ngửa kia, là không phải. Không phải. Cho nên cái người mà có cái mindfulness thực sự là họ sống rất dấn thân, nhưng mà hỏi họ tại sao mà kiếm tiền gì hay là dấn thân cho những cái việc, nhiều người bảo sao ngu quá, sao gì gì phải khổ dữ vậy, họ không nói gì hết, thì họ đâu có thấy khổ đâu, họ thấy họ đang hạnh phúc mà, họ đang hạnh phúc theo cái cách của họ mà, à, bởi vì họ được thôi thúc ở bên trong họ để làm điều gì đó, họ đang được thôi thúc bởi một cái ý nghĩa cuộc sống của họ, bởi những lý tưởng họ theo đuổi, bởi những cái việc ý nghĩa mà họ muốn làm, bởi vì những cái người mà họ muốn thương yêu, và đặc biệt là họ muốn yêu bản thân họ. Và nếu yêu ta, ví dụ như mình một cái người yêu bản thân đi, mình vô một công ty mà ở đó mọi người chăm chỉ, mình cũng làm việc chăm chỉ, nhưng mà nếu mà vô một công ty mà ở đó mọi người làm biếng mà mình cũng làm biếng thì rõ ràng mình đâu có yêu bản thân,
Tại vì sao? Vì mình có đâu có bản thân đâu mà yêu. Giống như mình hãy là chính mình, nhưng mà tại vì chúng ta phải xem là bản thân thì có hai phần, là thân thể và bản thể. À, yêu bản thân tức là mình không chỉ yêu cái thân thể của mình, à, tự hào về cái thân thể của mình va vòng hay sáu múi gì đó, mà còn phải yêu cái bản thể của mình, yêu cái the self của mình, à, yêu cái phẩm giá của mình, yêu cái những cái cá tính và những cái cốt cách của mình, à, yêu cái cách sống mà mình đã chọn. Chứ đâu phải là vậy thì nó đâu có, mà những người như thế họ sống, đó là những người mà những người thực sự mà mindfulness đúng nghĩa nha, mindful people đúng nghĩa nha, mà những con người tỉnh thức thực sự là họ tràn đầy sức sống, chứ không phải là một người lờ đờ, không phải là lờ, một những con người lờ đờ, tức là tràn đầy sức sống cả bên trong lẫn bên ngoài. Giống như bây giờ giới trẻ hay nói là gì, quan trọng là thần thái. Nhưng mà thần thái là cái gì? Thần là thần và thái, thái là hình, thần là cái bên trong, tức là cái sinh khí, là cái sức sống. Nhưng mà muốn có sức sống, muốn có sự sống, muốn có sức sống, muốn có sinh khí thì phải có sự sống. Mà sự khác biệt giữa lớn nhất giữa tồn tại và sự và sống và tồn tại đó chính là tình yêu. Đó là tình yêu. Yêu ở đây đừng hiểu là tình yêu theo nghĩa hẹp, tức là không chỉ tình yêu nam nữ mà còn tình yêu yêu đôi lứa, rồi tình yêu yêu thương con người, yêu thương, rồi yêu tổ quốc, yêu đồng bào, ví dụ vậy, rồi yêu công ty, yêu công việc, và trên hết là đặc biệt là yêu bản thân, yêu bản thân, và gồm có yêu thân thể và yêu bản thể. Thế thì cái đó là một cái người yêu bản thân mãnh liệt như thế, yêu cái danh dự của mình, yêu cái uy tín của mình, yêu cái cách sống của mình như thế, thì làm sao mà buông xuôi được, làm sao mà, và một người có cái lòng trắc ẩn như vậy, có cái sự thông cảm, có cái sự đồng cảm như vậy, ai liệu có ai có thể buông xuôi được không? Không thể. Cho nên là không được ngộ nhận giữa bất lực với cuộc sống và bất chấp, bất lực trước tai ương và bất chấp tai ương. Một cái người không thể phân biệt giữa đầu hàng số phận và sống một cách tự tại, bất chấp tai ương. À, cho nên là, và cái hành trình này là một cái hành trình dài, và mỗi ngày mà tôi những cho tin rằng là không bao giờ chúng ta đạt đến cái đó cả, mà chúng ta cứ hướng đến về đó thì chúng ta sẽ tốt hơn mỗi ngày. Giống như là better me là một cái phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày, và đó là mình cảm thấy mỗi ngày mình thấy mình tốt hơn một chút. À, mỗi ngày mình tốt hơn một chút. À, vì trước đây mình nổi điên nhiều hơn, thì vì mình nổi điên ít hơn một chút thì mình cảm thấy rõ ràng là mình đã cải thiện được bản thân mình rồi, mình đã yêu thương bản thân mình hơn một chút rồi. À, thì hồi nãy như thầy Hoàng Mạnh Hải có chia sẻ cái mô hình hành trình, thì ở trường bay, ví dụ như nếu mà theo cái mô hình này thì chúng tôi có bốn cái level để mà định hình của mình, không chỉ áp dụng trong mindfulness, áp dụng trong mọi cái chương trình giáo dục của Pay, trong mọi giáo dục của Pay. Tức là bước một là knowing, là học để biết, learning to know. Tức là cái bước hai á, là doing. À, tức là mình đưa cái knowing vào cái cuộc sống của mình và cái công việc của mình. Tức là knowing nhưng mà phải doing. Thì bước ba mới đến là cái becoming, tức là mình better, tốt hơn một chút. Và cái bước 4 mới là being, tức là định hình cái con người của mình. Và con người mình vốn dĩ là như vậy, và mình sẽ sống đúng như con người của mình. Lúc đó mới hãy là, mới là lúc đạt cái being thì mới gọi là hãy là chính mình. À, hãy là chính mình. Còn bây giờ là nhiều khi hỏi làm như thế là đánh mất chính mình, có chính mình đâu mà mất. À, thì tức là trong một cái hành trình là knowing, doing, becoming and being. Thì đấy chính là cái hành trình 4, một cái chu trình giáo dục để mà phát triển bản thân, để áp dụng cho mọi chương trình đào tạo ở Pay, chứ không riêng chương trình Mindful Leadership hay là chương trình Inside Yourself. Mọi chương trình đào tạo ở Pay đều áp dụng theo cái mô hình đấy. À, cho dù học tài chính, học kế toán, hay học nhân sự, hay học marketing, hay là học giám đốc điều hành, hay là học cái chương trình nào ở Pay, thì cũng cố gắng là để mà đưa cái cách học này, đưa cái hành trình phát triển bản thân này vào. À, ví dụ như học marketing thì làm sao để trở thành một cái marketer mà mình mong muốn. À,
Thì đấy đấy, ví dụ như học nhân sự thì làm sao để trở thành một cái HR professional, tức là một cái chuyên gia nhân sự mà mình mong muốn, thì cũng phải knowing về nhân sự, rồi cũng phải doing về nhân sự, rồi cũng phải becoming về nhân sự, rồi mới being cái trở thành một cái chuyên gia nhân sự mà nó là mình hành xử như một con người tự nhiên của mình ở ở cái năng lực về nhân quản trị nhân sự như thế. Cho nên là rõ ràng là đây một hành trình trưởng thành và hành trình phát triển bản thân, chúng tôi gọi là self development model, một cái hành trình phát triển bản thân một cách liên tục và không ngừng nghỉ, và cả đời này cứ knowing, doing, becoming and being. Đó. Thì không chỉ là cái không chỉ là cái mindfulness. Cho nên thực ra rất là cảm ơn cái câu hỏi mà tôi của chị, mà tôi nghĩ là cái nghe câu hỏi thì giản dị nhưng tôi nghĩ là câu hỏi cũng lớn lắm chứ không phải dở, không phải nhỏ đâu. Đó, mà tôi nghĩ có lẽ là hai câu hỏi này là sẽ gây cái nhộn nhận cũng không ít người, ví dụ như là rất là dễ đánh đồng cái mindfulness với cái khái niệm về tâm linh. Đó, thì tôi nghĩ tôi không phải là cái người mà phản đối tâm linh, là tôi là ngưỡng người rất là ngưỡng mộ những cái tôn giáo mà tôi có chút hiểu biết, rất kính ngưỡng những cái kính ngưỡng Đức Phật, và rất kính ngưỡng về 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 Thiên Chúa. Tôi chỉ tiếc là tôi không có, gia đình tôi thì không có cái này ngay từ nhỏ. Đó. Cho nên tôi tìm hiểu về tôn giáo như một tri thức văn hóa. Đó. Để mà hiểu thêm. Thì trong trường hợp này về mindfulness này không có tâm linh, và đừng có nhầm lẫn giữa cái sự bất lực với cuộc sống với lại một cái tư tâm, một cái tâm lối tâm thế sống tự tại và bất chấp tai ương. Xin cảm ơn câu hỏi rất rất là hay và rất là, tôi nghĩ cũng rất là sâu sắc của chị. Cảm ơn các anh chị. Dạ, xin cảm ơn phần trả lời của thầy giảng Thư Trung ạ. Thì Dương xin đọc câu hỏi tiếp theo đến từ anh Vương Quốc Quyền là giám đốc của công ty Liên Khánh, thì anh Quyền muốn gửi câu hỏi cho thầy Hoàng Mạnh Hải ạ. Câu hỏi của anh là nếu mà tôi muốn bắt đầu về mindfulness thì thầy khuyên là nên bắt đầu từ đâu, và thầy có thể chia sẻ kinh nghiệm của cá nhân thầy về mindfulness khi mà ứng dụng cho mọi người cùng tìm hiểu và chia sẻ được không ạ? Xin mời thầy Hoàng Mạnh Hải ạ. Vâng, trước hết là cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Thì trong này là có hai phần, một là bắt đầu mindfulness như thế nào cho nó có hiệu quả, và hai là phần chia sẻ kinh nghiệm cá nhân. Có thể là cái phần đầu nó các bạn nghe nó thấy dễ làm hơn là phần hai, bởi vì phần hai kinh nghiệm cá nhân thì tôi nói chuyện cá nhân của tôi thôi, cho nên chưa chắc các bạn là thích làm theo. Vậy thì cái phần đầu đó, lúc nào mình phải đi từ cái chỗ học để hiểu trước, rồi mới tới thực hành, rồi mới tới là giỏi với nó. Vậy thì học để hiểu trước đó, các bạn có thể bắt đầu từ đọc sách, hay là nghe giảng, hay là nói chuyện, hay là lên mạng, tùy, cách nào cũng được hết. Nhưng mà phải nhớ rằng đề tài về thiền, đề tài về mindfulness, đề tài về triết, đề tài về những cái khía cạnh mà không phải là khoa học tự nhiên là một đề tài khó chứ không phải dễ. Cho nên nếu mà mình đã quyết định đọc, học, lên mạng thì phải đi với một cái tâm thế là phải luôn luôn tỉnh thức rằng có những điều có thể mình đọc mà mình không hiểu. Mà khi gặp điều không hiểu thì tốt nhất là hỏi. Đừng có đọc không hiểu xong rồi tự suy diễn ra. Các bạn biết là các bạn mà sai về mặt chiến lược cùng lắm năm đó các bạn không đạt chỉ tiêu. Nhưng mà các bạn đọc sách triết, sách thiền mà các bạn không hiểu, các bạn tự diễn ra là đi luôn á. Là người ta nhìn không ra luôn đó. Cho nên bắt đầu bằng đọc sách. Vậy thì đọc sách nào? Đấy, có mấy cuốn sách mà đang này giờ được giới thiệu đó. Những cuốn sách này là những sách nói về lãnh đạo nhưng đồng thời cũng nói về cái hiểu biết về mindfulness. Nhưng mà đọc sách này không chưa đủ đâu. Các bạn cũng phải là tìm hiểu thêm hai cái chữ thiền nó như thế nào. Cái chữ thiền này đó là nãy giờ mình nói rằng là nó không nằm trong, không phải là cái phần mình lấy từ trong tôn giáo ra, nhưng về bản chất là cái thiền này đã được bên phía Phật giáo, bên Ấn Độ giáo, Kỳ Na giáo là đã thực hành nó cả 2.000 mấy trăm năm rồi.
Cho nên nếu mà các bạn đọc sách mà đọc qua những chỗ đó thì những cái lời diễn giải ở bên đó đôi khi khá dễ hiểu hơn. Tại vì người ta diễn giải cho những người thực hành nó, có thể là những người không phải học cao, mà người ta vẫn có thể có những cái từ để diễn giải được. Thì như vậy là đầu tiên nếu nói về đọc, các bạn có thể là đọc những cuốn sách mà các bạn đã được giới thiệu. Thứ hai là có thể tìm hiểu thêm những cuốn sách khác, có thể là từ trong tôn giáo Phật giáo ra cũng được nữa. Nhưng mà nhớ rằng là mình đọc để mình tìm hiểu cái chữ mindfulness thôi, chứ không phải là mình tìm hiểu cái giáo lý của họ. Giáo lý của họ các bạn nếu mà bây giờ mới bắt đầu á thì vài năm sau chưa có tới đâu đâu, cho nên không có nên tập trung vào đó mà có thể bị sai. Rồi, cách thứ hai ngoài cái đọc sách á là nghe. Nghe thì các bạn có thể là tới lớp nghe. Chẳng hạn như lớp này các bạn tới thì các bạn tha hồ hỏi để nghe. Cho nên cách thứ hai là nghe. Để thứ ba mới là lên trên mạng để tra cứu. Nhưng mà tôi chỉ dặn là lên trên mạng tra cứu thì phải có một cái bề dày khá thì mới có thể là đọc mà phân biệt được đúng sai. Còn nếu không á, là lên đọc là các bạn bấm cái từ khóa vô, các bạn gặp trúng một bài nào đó mà vô tình cái bài đó là người ta viết không đúng thì là sẽ không tốt cho mình. Cho nên phải nhớ câu của Khổng Tử đó. Khổng Tử dạy khi mà người khác muốn tự học đó là phải nhớ rằng là học nhi bất tư tắc võng, tư nhi bất học tắc đãi. Nghĩa là học mà không suy nghĩ thì vô ích, nhưng mà suy nghĩ mà không học từ người khác, không nghe giảng, không nghe giải thích thì nguy hiểm. Vậy bây giờ mình muốn vô ích hay là mình muốn nguy hiểm, hay là mình muốn tránh cả hai? Tốt nhất là mình nên tránh cả hai. Bằng cách nào? Bằng cách là học phải có suy nghĩ và có hỏi. Gặp chỗ nào mình không hiểu, hỏi người giỏi hơn mình, hỏi người biết trước mình, hỏi người biết nhiều hơn mình, rồi cùng chia sẻ thì cuối cùng mình lên thôi. Đó là cái phần trả lời là nếu muốn tìm hiểu về mindfulness là như thế nào. Cái thứ hai là muốn chia sẻ cái cá nhân, phải không? Ok. Khi mà tôi lần đầu tiên tôi biết về cái chữ mindfulness là lúc đó là tôi biết chữ mindfulness nó liên quan tới hai chữ chánh niệm. Và lúc đó những cái kiến thức của tôi nó đang rất là hỗn tạp nhiều thứ khác nhau. Trong đó có cả tứ diệu đế, có cả bát chánh đạo, có đủ thứ hết. Cho nên nếu mà giới thiệu các bạn là kinh nghiệm cá nhân thì tôi dùng là đẩy hết tất cả những cái hiểu biết riêng của mình lui về phía sau. Khi đọc những cuốn mà người ta nói về mindfulness thì những cái gì mình biết mình để lui sau hết, rồi mình chỉ chú tâm mình đọc nó thì coi người ta nói cái gì. Thì khi đó mới thấy là người ta nói, tác giả của các cuốn sách này cũng nói là cái mindfulness trong này không hoàn toàn là cái mindfulness mà các bạn đã có thể nghe ở trong tôn giáo, nhưng mà khi nói về phương pháp thực hành thì chính nó, cái phương pháp thực hành lại là chính nó. Nghĩa là trong này không nói về cái liên quan tới Phật giáo, nhưng mà về phương pháp thực hành thì cũng chính nó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình cũng phải ngồi, mình cũng phải quan sát hơi thở, mình cũng phải quan sát cơ thể, rồi cũng phải tập trung, thì tất cả những cái đó lại là chính nó. Tức là nói về phương cách chứ không phải là nói về mục đích, mà là phương cách thì là chính nó. Cho nên nếu mà các bạn hỏi là kinh nghiệm cá nhân thì tôi đã học, đọc thì tôi đẩy hết cả những cái gì đã biết sẵn trước lui về phía sau. Còn hành thì tôi biết nó là chính nó, cho nên rồi các bạn nghe để tham khảo ha. Còn bản thân mình như thế nào thì mình cứ đi theo đường đó. Mình đã có mấy chục năm sống trên đời này và nó làm cho cơ thể của mình đang được học theo một cái lối khác rồi, thì bây giờ nghe cái này mà tham khảo đó, rồi các bạn sẽ tiến bộ. Một ngày nào đó các bạn sẽ tiến bộ nhanh hơn những người xung quanh mình nhiều lắm. Rồi, cảm ơn. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn ông Hoàng Mạnh Hải ạ. À, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo đến từ anh Võ Tiến Huy. Anh là giám đốc của công ty cổ phần bệnh viện thẩm mỹ Gang Nam, anh đến từ Hà Nội. Thì câu hỏi của anh như sau: cho tôi hỏi là hai chương trình Search Inside Yourself và lãnh đạo tỉnh thức MLP khác nhau và giống nhau như thế nào để tôi có thể quyết định học cái lớp phù hợp nhất cho mình. À, thì chắc câu hỏi này thì Dương xin nhờ chuyên gia Trần Huỳnh có thể trả lời câu hỏi này không ạ?
À, xin cảm ơn câu hỏi của anh. Thì hai chương trình này, thứ nhất là về cái điểm giống nhau á, là nó đều đến từ cái nền tảng của thực hành mindfulness, và nó đến từ cái nền tảng của khoa học não bộ. Cả hai chương trình này thì đều không phải là, giống như hồi nãy thầy giảng Thư Trung có nói là không, mindfulness không phải xem nó là tôn giáo mà là xem nó là một cái khoa học. Thì còn cái điểm khác nhau thì cái tên chương trình nó cũng đã nói lên khá nhiều về cái điểm khác nhau rồi. Set Inside Yourself á, thì cái tên đầy đủ của nó là Mindfulness Based Emotional Intelligence for Leaders, tức là phát triển cái trí tuệ cảm xúc dựa trên nền tảng của thực hành mindfulness. Và trí tuệ cảm xúc ở đây thì nó bao gồm có những cái phần như là nãy tôi và thầy Tân đã chia sẻ, nó bao gồm nó tập trung nhiều hơn vào cái việc là chúng ta nhận biết được cảm xúc bên trong mình, quản lý được cảm xúc bên trong mình, nhận biết được cái cảm xúc ở bên trong người khác, và làm thế nào để mà hỗ trợ, để mà giúp cho họ phát triển, để mà giúp cho họ giải tỏa cái cảm xúc của họ. Thì cái chương trình mà Set Inside Yourself nó nhấn mạnh khá là nhiều đến trí tuệ cảm xúc và mindfulness. Còn về chương trình Mindful Leadership ấy, thì cái tên nó cũng đã nói, đó là nó nhấn mạnh nhiều hơn vào cái khía cạnh mình phát triển cái khả năng leadership dựa trên cái nền tảng của mindfulness. Và cái chương trình Mindful Leadership thì nó được dựa trên những cái cuốn sách mà hàng đầu thế giới, nổi tiếng nhất thế giới về lĩnh vực mindful leadership. Thì giống như hồi nãy thầy Trung và thầy Hải cũng đã chia sẻ về những cái cấu phần ở trong chương trình này rồi. Tức là chương trình này nó được dựa trên một cái nghiên cứu của Harvard Business Review. Thì khoảng năm 2017-2018 thì Harvard Business Review họ mới đề ra, họ mới thực hiện cái nghiên cứu để, và họ đặt cái câu hỏi nghiên cứu là cái nhà lãnh đạo ở trong thế kỷ 21 thì cần phải có những cái phẩm chất nào. Thì họ tìm ra ba cái phẩm chất mà hồi nãy thầy giảng Tư Trung đã chia sẻ, đó là MSC, đó là Mindfulness, Selflessness và Compassion. Thì cái chương trình này, cái chương trình mà Mindful Leadership nó dựa trên cái đó, nó dựa trên ba cái phẩm chất mà một nhà lãnh đạo cần trong thế kỷ này, đó là Mindfulness, Selflessness và Compassion. Và đồng thời nó cũng có thêm những cái công việc hàng ngày mà một người lãnh đạo họ làm hàng ngày. Chẳng hạn như là một người lãnh đạo thì họ cần quan tâm đến những vấn đề về tầm nhìn, về giá trị của đội nhóm mình, về văn hóa của đội nhóm mình. Do đó là cái chương trình Mindful Leadership nó được chia ra làm 5 cái thực hành của một cái người Mindful Leader. Thì cái thực hành đầu tiên nó là, nó vẫn là Mindfulness, và đây là cái điểm mà hai chương trình nó giao nhau, vẫn là Mindfulness. Nhưng mà cái áp dụng hai chương trình nó rẽ ra, một cái thì giúp mình phát triển mạnh hơn về cái trí tuệ cảm xúc, một cái thì giúp mình phát triển nhiều hơn về khía cạnh lãnh đạo. Thì cái thực hành thứ hai của chương trình Mindful Leadership á, là thực hành là mình học cách quản lý cái tôi của mình. Bởi vì là có một cái nghiên cứu họ cho thấy rằng là những cái người mà họ làm quản lý lãnh đạo, họ lên chức càng cao thì cái tôi của họ càng cao. Và nếu như mà các anh chị có thể tìm hiểu một cái cụm từ được gọi là CEO bubble, tức là bong bóng CEO, tức là những cái người mà đặc biệt những người lên tầm CEO thì cái tôi của họ có khuynh hướng lại càng cao. Cho nên là cái thực hành thứ hai của chương trình này nó hướng đến điều đó. Thực hành thứ ba thì nó hướng đến cái công việc của nhà lãnh đạo, đó là những công việc về tầm nhìn và giá trị, và nó nhấn mạnh nhiều về cái tầm, làm sao để mà mình xây dựng được cái tầm nhìn và giá trị tỉnh thức ở trong đội ngũ hoặc là ở trong tổ chức của mình. Cái thứ thực hành thứ tư thì nó liên quan đến cái compassion mà nãy giờ chúng ta đã nói rất là nhiều. Và cái compassion này là một trong ba cái khía cạnh mà một nhà lãnh đạo cần ở trong cái thế kỷ 21 dựa trên cái nghiên cứu của Harvard Business Review. Và cái thực hành số 5 đó là thực hành về kiến tạo văn hóa, tức là một người lãnh đạo thì họ cần giúp cho, họ cần xây dựng cái văn hóa của đội ngũ hoặc là của tổ chức của mình. Và cái văn hóa mà cái chương trình Mindful Leadership nhắm tới, hướng đến, đó gọi là cái văn hóa hạnh phúc trong công việc. Chúng ta gọi là happiness at work culture. Thì tôi xin nói một cách tổng thể như vậy để mà các anh chị hiểu rõ về cái sự khác biệt. Ở đây thì Thùy Dương đang nhận được rất là nhiều những câu hỏi các anh chị chat gửi về. Xin được
Lưu ý các anh chị mà đang chúng ta đang tham gia qua Zoom á, thì các anh chị đừng quên chúng ta có nút raise hand. Thì ngoài việc test thì các anh chị có thể nhấn raise hand để có thể kết nối và trò chuyện trực tiếp cùng với các diễn giả của chúng ta luôn hơn ạ. Thì cái tính tương tác nó sẽ cao hơn. Trong lúc chờ đợi các anh chị nhấn raise hand thì Thùy Dương xin đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này được gửi cho chuyên gia Trần Vĩnh Tân ạ. Câu hỏi này thì nói về của chị Thủy đến từ công ty Toàn Năng. Để thực hiện mindfulness trong tổ chức thì và biến văn hóa của tổ chức thì có những cái hạn chế và khó khăn rào cản nào trong việc thực hành không ạ? Thì ở đây chị cũng có chia sẻ rất là dài về câu chuyện tổ chức của chị cũng đang áp dụng mindfulness nhưng mà cũng chưa có đạt được những cái hiệu quả như mong đợi, gặp một số cái rào cản về sự ngại ngùng, cường độ duy trì của nhân viên cũng như là về độ tuổi thực hành của nhân viên trong công ty của chị. Thì không biết là thầy Trần Vĩnh Tân có thể chia sẻ thêm về những cái bí quyết trong việc mà áp dụng việc thực hành mindfulness vào tổ chức không ạ? Xin mời thầy Trần Vĩnh Tân. Cảm ơn câu hỏi của chị. Tôi xin xin phép chia sẻ cái phần trả lời ở trên góc nhìn của một cái dịch giả của chương trình Bất Chấp Tây Ương cũng như là giảng viên của Sở Inside Yourself và có dịp được giảng dạy và chia sẻ mindfulness với các anh chị em quản lý doanh nhân mà cũng có biết một số các doanh nghiệp và cố gắng đưa cái thực hành mindfulness vào trong cái tổ chức của mình. Thì tôi có vài ý như thế này. Cái thứ nhất là nói về khó khăn thì chắc chắn là khó khăn. Thì mình xác định trong đầu chắc chắn là khó khăn. Là khó khăn cả về mặt chính bản thân mình thực hành mình cũng thấy khó khăn. Thì nó đưa vào tổ chức thì nó bao nhiêu là con người thì nó còn khó khăn đến như thế nào nữa. Thì cho nên là nếu mà mình có muốn đưa mindfulness vào trong tổ chức mà thấy khó khăn thì đầu tiên nhất là thấy đó là chuyện rất là bình thường. Đó rất rất là bình thường. Thì nếu mà nói về việc đưa mindfulness vào trong các tổ chức thì nó là một cái trào lưu mới thôi. So với nhiều cái trường phái lãnh đạo trên thế giới thì hiện tại chị có thể tham khảo thêm một số các cái doanh nghiệp có thể nói là tiên phong trên thế giới để đưa cái này vào trong các cái doanh nghiệp của mình. Ví dụ như tôi có biết tập đoàn SAP, một tập đoàn của Đức, thì họ rất là quyết tâm trong cái việc đưa cái SIY cũng như là đưa mindfulness vào trong tổ chức của mình. Và họ có rất là nhiều những cái case study rất là hay. Họ làm rất là nhiều những cái việc mà nó mang tính chất đặc thù của một cái doanh nghiệp để đưa cái thực hành mindfulness vào trong doanh nghiệp của mình. Nó có những nét rất là đặc thù của một doanh nghiệp. Cá nhân thì mình có thể tham gia hoặc không tham gia, nhưng mà khi nó thành một tổ chức thì nó có những cái đặc thù riêng của tổ chức. Ví dụ như là trong một cái những cái câu hỏi nãy giờ các anh chị đặt ra đó, thì khi mình đưa vào tổ chức thì nó cũng gặp phải y chang như vậy. Ví dụ người ta có thể đặt những câu hỏi như là: ủa, như tôi là người Công giáo hay tôi là người Tin lành, tôi không có quan tâm đến đạo Phật, thì làm sao tôi thực hành đây? Những câu hỏi đó rất là thực tế khi các anh chị đưa mindfulness vào trong doanh nghiệp. Hay là những hiểu lầm rất là căn bản khi người ta thực hành mindfulness, giống như hồi nãy một số câu các anh chị có đưa ra, các thầy có trả lời. Ví dụ như thực hành mindfulness xong cái mình lờ đờ, cái mình hết sức sống, không muốn làm cái gì. Cái đó là những hiểu lầm rất là sai lầm, rất là căn bản các anh chị. Cho nên là khi mình đưa vào trong một doanh nghiệp, người ta cũng y chang như vậy. Các anh chị đưa vào cho đội ngũ quản lý, nhân viên, mình cũng gặp những vấn đề y chang như vậy. Thì các anh chị ý thức về những cái khó khăn, các anh chị tìm hiểu về những cái case study. Người ta cũng đang trên quá trình để mà biến một doanh nghiệp thành doanh nghiệp tỉnh thức thôi. Chứ mà nếu mà nói mà đưa ra một ví dụ một doanh nghiệp nào mà hoàn toàn tỉnh thức trên thế giới thì theo cái biết của tôi là chưa có. Chỉ có là mình hướng tới cái đó thôi. Chỉ có mình hướng tới cái đó, mình cố gắng là thêm được nhiều người hiểu về nó, thực hành về nó được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Và nhất là các anh chị có một cái nhóm mà những cái người có ảnh hưởng trong tổ chức, ít nhất là cái nhóm đó phải là cái nhóm cùng ý kiến với các anh chị, rất là quan trọng. Có thể là một doanh nghiệp vài trăm vài ngàn người, có thể là không phải ai cũng đồng ý và ai cũng thực hành, nhưng ít nhất là cái nhóm nòng cốt thì họ đồng ý và họ cố gắng và rèn luyện trên cái hành trình thực hành cái này. Đó, thì tôi nói lại là thứ nhất là khó khăn là chắc chắn có. Thứ hai
thì chị tìm hiểu thêm một số cái case study, ví dụ như SAP, tôi nghĩ là một trường hợp rất là tiên phong, rất là thành công, và họ đang tiếp tục đưa cái này vào trong cái doanh nghiệp của mình. Rồi cái thứ ba nữa đó, trong cái việc mà đưa cái mindfulness vào trong cái doanh nghiệp đó, thì chị quay lại cái mình hiểu cái nguyên lý nền tảng của cái thực hành mindfulness, và nó có ba cái thôi. Mình nãy tôi nói có ba cái thôi. Một là về lý thuyết, hai là việc suy ngẫm, và ba là việc thực hành. Thì bây giờ lý thuyết là tương đối căn bản và tương đối dễ lan tỏa nhất. Thì cách dễ nhất là chị lan tỏa những cái cuốn sách hay. Sách hay thì ở đây anh chị được giới thiệu rất nhiều sách hay rồi. Và những chương trình tốt, mang tính phổ quát, không có bị cái rào cản về tâm linh, thì cái mình lan tỏa cái hiểu, cái biết trước này, thì cái đó là cái căn bản, mà cái đó là ít nhất là phải làm được. Rồi sau đó anh chị tổ chức những cái buổi suy ngẫm, những cái buổi đọc sách để hiểu hơn về sách này kia như thế nào. Còn cái thực hành á, thì mình làm được chút nào hay chút đó các anh chị, tại vì vượt qua những cái thuộc về thì mình suy ngẫm không đủ, phải có thời gian, và mình chấp nhận là bản thân mình như nãy thầy Hải chia sẻ, tôi thấy rất là chân thật, rất đúng. Bản thân tôi cũng vậy anh chị, tôi cũng có một cái thời gian thực hành, nhưng mà mình thấy mình chỉ tốt hơn thôi, giống như triết lý của trình bày tôi thấy rất đúng, mình chỉ tốt hơn thôi, chứ mình không thể dám nói mình là người tốt được. Mình chỉ thực hành được chút nào hay chút đó, thì chị cứ theo ba cái chỉ dẫn này chị làm sao để mình lan tỏa, nhiều người biết kiến thức trong cái tổ chức của mình, làm sao để mọi người hiểu về nó, suy ngẫm về nó, và làm sao để mình thực hành được nó thêm chút nào hay chút đó. Mình bắt đầu nhẹ nhàng thôi. Và tôi cũng nói một ý vậy, là trong cái việc mà mình triển khai cho doanh nghiệp đó, thì mình hạn chế cái việc là áp đặt, bởi vì áp đặt nó hay bị cái hiệu ứng ngược, thì nó vừa là cái mang tính quy định, nhưng mà một cách rất khéo léo anh chị, tại những cái này mà áp đặt á, là nó không vô. Ví dụ như anh chị thực hành xong, anh chị thấy hay quá, về bắt nhân viên thực hành, nhưng mà người ta không thực hành được anh chị, cái này nó mang tính tự nguyện. Anh chị bắt nhân viên ngồi xong trong bụng chửi không à, chứ không thực hành được đâu. Là mình muốn nhân viên thực hành á, các anh chị kiên nhẫn dựa trên ba cái nền tảng này, lan tỏa sách hay, tổ chức, và mình tạo cái điều kiện để nhân viên thực hành. Tôi thấy cái từ rất hay, nếu mà nói trong mindful leadership, cái từ rất hay khi mà cái lan tỏa này trong tổ chức, là cái từ gọi là tạo môi trường và tạo điều kiện, chứ mình không ép, mình tạo điều kiện. Và có những cái khóa học như vậy đó, có những cuốn sách hay như vậy, có những hội thảo như vậy đó, có những chương trình này đó, và mình khuyến khích nhân viên của mình tham gia, mình khuyến khích theo kiểu là nó tốt cho họ, mà cái này nó tốt cho họ thật, chứ không phải là mình nói vậy là để tốt cho mình. Nó tốt cho họ thật thì bao nhiêu nghiên cứu nó chỉ ra người nào thực hành thì nó cũng tốt cho người đó hết. Thì mình kiên nhẫn như vậy, mình làm như vậy, và cái hồi nãy tôi nhắc lại một lần nữa là cái tầm quan trọng của một cái nhóm đồng tốt. Anh chị cố gắng có thể thành lập những cái ban dự án, những cái người mà rất là đồng quan điểm với các anh chị và việc là đưa cái mindfulness này vào trong tổ chức, thì họ từ từ một cách rất là khéo léo truyền thông thuyết phục, để từ từ doanh nghiệp của mình nó càng lúc nó càng tốt hơn, nó càng tỉnh thức hơn đó. Thì đó là vài ý góc nhìn của tôi. Cảm ơn câu hỏi rất là hay của anh chị. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn ông Trần Vĩnh Tân. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi của anh Vinh đến từ công ty Đất Xanh Miền Nam chi nhánh Long An. Anh nhờ thầy giảng tư trung có thể chia sẻ thêm về trong các chọn lựa về phương pháp quản trị và các trường phái lãnh đạo mà thầy vừa chia sẻ, thì có phải tối ưu nhất là nên bắt đầu từ con người hay không? Vì hiện tại với áp lực cạnh tranh thì các yếu tố khác như giá hay công nghệ hay mô hình thì đang ảnh hưởng rất nhiều ạ. Xin mời thầy giảng tư trung ạ. Dạ thì được, chắc là cảm ơn câu hỏi của anh Vinh phải không ạ? Dạ vâng ạ, anh Vinh ạ. Dạ. Anh Vinh thì tôi nghĩ rằng là cái chắc chắn là như vậy rồi. Tại vì hiện nay thì nói về cái các doanh nghiệp thì doanh nghiệp nào cũng nghĩ về cái lợi thế cạnh tranh của mình, cái competitive advantage của mình. Thì cái lợi thế cạnh tranh thì có nhiều thứ, có lợi thế cạnh tranh về giá, có lợi thế cạnh tranh về chất lượng sản phẩm, có lợi thế cạnh tranh về dịch vụ, vân vân. Nhưng mà tất cả những cái thứ đó, tất cả những cái thứ lợi thế cạnh tranh mà chúng ta thường biết đó, lợi thế cạnh tranh về giá, về dịch vụ hay là về sản phẩm, nó thì cũng do con người tạo ra thôi.
Cho nên nếu mà nói về lợi thế cạnh tranh thì thường người ta không có yếu tố con người trong đó. Ví dụ như người ta nói chỉ cạnh tranh về giá này, cạnh tranh về chất lượng này, cạnh tranh về về dịch vụ này. Nhưng mà có một cái lợi thế cạnh tranh là tạo ra ba cái lợi thế cạnh tranh cốt lõi đó, đó chính là con người. Tại vì chỉ có con người thì mới tạo ra cái giá tốt, tạo ra cái sản phẩm tốt và tạo ra cái dịch vụ tốt thôi. Đó. Cho nên là rõ ràng là cái đó là cái gần như hiển nhiên, nhưng mà tất nhiên là hiểu thì có thể nhiều người hiểu được điều đó. Nhưng mà làm thì không phải là công ty nào, doanh nghiệp nào cũng làm được, tại vì đó là điều mà rất là khó, rất là khó. Vậy thì bây giờ chúng ta phải tổ chức một cái phát triển một cái đội ngũ nhân viên hay đội ngũ con người như thế nào để mà nó không chỉ là tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp rồi mang về doanh thu lợi nhuận cho doanh nghiệp, mà còn làm cho nhân viên cũng cảm thấy hạnh phúc với cái công việc đấy, thì cái đó mới là cái cạnh tranh, mới là cái thứ mà nó làm cho người lãnh đạo sẽ phải đau đầu. Một mặt mình phải có một cái lợi thế cạnh tranh về giá, về sản phẩm, về chất lượng sản phẩm, về giá cả, về dịch vụ để mà chiến thắng trên thương trường. Nhưng một mặt thì mình lại phải làm sao để nhân viên cảm thấy thoải mái hay là vui vẻ với cái công việc đó, thì thực sự từ đó mà nó đó là một cái việc vô cùng khó khăn. Có doanh nghiệp thì làm tốt, có những người làm việc cũng khá, có những việc chưa tốt lắm. Và có thể làm tốt với người này mà chưa làm tốt với người kia, có thể làm tốt với bộ phận này chưa làm tốt với bộ phận kia. Nhưng mà nói chung đó là một cái sự một công việc rất là khó khăn. Nhưng mà thì nếu mà doanh nhân hay lãnh đạo thì đó là công việc vốn cốt lõi của họ thôi. Cốt lõi của họ thôi. Cho nên là tôi nối tiếp lại ý kiến của các cái diễn giả mà chúng ta chia sẻ trong diễn đàn này, cũng như là của thầy Hạnh Văn Hải hay là thầy Trần Vĩnh Tân hay là thầy Trần Huỳnh, thì tôi thấy rằng là có một cái điều mà chúng ta cũng thống nhất cao trong cái việc chia sẻ về cái chủ đề hôm nay để nối kết với lại cái con người ấy, xây dựng cái phát triển con người ấy, đó chính là đầu tiên nhất là phải có những cái con người, tức là có giống như học trường ở học sinh ấy, chúng ta hay nói là những đứa trẻ, những học sinh hạnh phúc. Thì khi đi làm thì chúng ta làm sao để có những cái nhân viên hạnh phúc đó. Thì là cho nên tôi thấy rằng là nếu mà giả sử như mà cái doanh nghiệp hiểu rằng là mindfulness là một cái cách thức để mà giúp cho công ty để xây dựng mindfulness, hay là ví dụ như là các cái chương trình mà ví dụ như là cái chương trình Sun Saya Self, hay là chương trình mà lãnh đạo tỉnh thức, hay là lãnh đạo từ bên trong mà trường bay đang triển khai đi, thì cái mục đích hướng đến của cái chương trình đó là gì? Vẫn là giúp cho cái người lãnh đạo, giúp cho các nhà lãnh đạo có thêm cái phương pháp luận để mà xây dựng một cái happiness at work culture, xây dựng một cái văn hóa hạnh phúc cho tổ chức của mình. Và khi đó thì mình sẽ có những cái cá nhân hạnh phúc, rồi lúc đó mình sẽ có cái văn hóa hạnh phúc, và lúc đó có những doanh nghiệp hạnh phúc, và lúc đó, khi mà người ta vui vẻ thì người ta sẽ tạo ra rất nhiều giá trị, người ta sẽ tạo ra rất nhiều giá trị và tạo ra rất nhiều quả. Lúc đó doanh thu lợi nhuận sẽ đến, hiệu quả sẽ đến. Lúc đó thì giá cả hay chất lượng hay là dịch vụ sẽ đến, doanh thu của lợi nhuận cũng sẽ đến như một cái hệ quả, như một cái hệ quả. Thì cho nên rõ ràng là có nhiều người nói là bây giờ mục đích của doanh nghiệp là gì? Là doanh thu, là lợi nhuận, là thương hiệu. Nhưng mà doanh thu lợi nhuận thương hiệu từ đâu? Từ lợi thế cạnh tranh. Vì thì lợi thế cạnh tranh nó đến từ đâu? Đến từ con người. Mà con người như thế nào? Con người vui vẻ, con người hạnh phúc, con người hiệu quả, con người đáng tin. Cho nên chúng tôi cũng triển khai những cái giải pháp mà làm sao để mà giúp cho doanh nghiệp để phát triển cái con người chính trực, con người hiệu quả, hay là con người hạnh phúc. Thì khi mà tổ chức có những con người như vậy thì chắc chắn là nó sẽ tạo ra được cái thứ mà doanh nghiệp muốn, đó là thương hiệu tốt, lợi nhuận nhiều cao, doanh thu nhiều. Thì cho nên là vậy, thì chúng ta chỉ quay lại cái vấn đề là mục đích và hệ quả. Thì nếu chúng ta xem lợi nhuận và thương hiệu là mục đích thì nhiều khi mình không đạt được. Nhưng nếu mình xem cái đội ngũ hạnh phúc, đội ngũ hiệu quả, đội ngũ chính trực,
là mục đích thì lợi nhuận và thương hiệu sẽ đạt được nó như một cái hệ quả tất yếu và bền vững, tức là lợi nhuận bền vững chứ không phải chỉ có lợi nhuận không, và lợi nhuận lớn chứ không phải lợi nhuận nhỏ. Cho nên đôi khi chúng ta hay học hay tư duy theo cái hướng là nếu mà mình có hai cái trường phái mà chúng ta vẫn hay nói, tức là thật thà thẳng thắn thì thường thua thiệt, nhưng mà cũng có một cái trường phái khác mà ít người, không phải ai cũng quan tâm, đó là thật thà thẳng thắn thường thắng to. Cho nên là rõ ràng là cái khi mà con người ta hạnh phúc, khi con người ta hiệu quả, con người ta chính trực thì sẽ thắng to, chứ không phải là thắng mà là thắng to, chứ không phải là thua thiệt và thua thiệt lớn. Cho nên thua thiệt lớn hay thắng to nó nằm ở cái đức tin của mình, nó nằm ở cái sâu thẳm bên trong mà mình, cái cảm nhận của mình về 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 cái con đường kinh doanh cũng như là cái con đường, cái cách sống mà mình chọn. Thì tôi nghĩ như vậy. Cho nên là rõ ràng là nếu mà quay lại cái câu hỏi cơ bản của anh là cái con người với lại các cái lợi thế cạnh tranh, thì rõ ràng là nếu như nói con người là lợi thế cạnh tranh của các lợi thế cạnh tranh, và lãnh đạo chính là người tạo ra cái lợi thế cạnh tranh đó, có vai trò quan trọng trong cái vấn đề tạo ra lợi thế cạnh tranh đó. Rồi, cảm ơn câu hỏi của anh. Dạ. Dạ vâng. Xin cảm ơn phần trả lời của thầy giảng Tư Trung ạ. Ở đây thì thầy Dương đang thấy có một chị đang raise hand mong muốn kết nối cùng với các diễn giả. Thì xin mời bộ phận kỹ thuật có thể hỗ trợ kết nối với chị Lê Thị Đoan Chính. Chị đến từ công ty cổ phần thiết bị kỹ thuật VT, chị đang là giám đốc nhân sự chiến lược ạ. Xin mời bộ phận kỹ thuật có thể giúp thầy Dương kết nối cùng với chị Chính ạ. Xin chào chị ạ. Dạ xin chào chào bạn. Dạ con xin chào các thầy. Em chào thầy Tân và em chào thầy Quỳnh. Em đến từ lớp CEO 20 giây của trường Spay, và em cũng là học viên của thầy Hoàng Mạnh Hải trong cái chương trình MLB. Lúc nãy thì em giơ tay là bởi vì tại thời điểm đó thì thầy Tiến đang chia sẻ một cái điều mà thực sự là bản thân tụi em cũng đang áp dụng cho cái doanh nghiệp của mình. Có nghĩa là bạn muốn dẫn dắt đội ngũ của bạn đi như thế nào thì tập thể lãnh đạo phải thống nhất và phải thực hành trước. Trong cái việc mà thực hành này, chúng ta đều hiểu được rằng giá trị của nó là rất lớn. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta không có làm gương, chúng ta không làm trước, chúng ta không cho thấy rằng là cái sự chuyển hóa của lãnh đạo thì các bạn sẽ không đi theo. Tại vì từ khi mà tụi em đi học cái chương trình của thầy giảng Tư Trung về cái chương trình CEO thì tụi em thấy rằng là gì ạ? Cái gì nó cũng bắt đầu từ mình. Khi mà mình không có năng lực thay đổi, mình muốn các bạn thay đổi, đó là một cái sự khủng bố. Vì vậy á, là mọi thứ nó đến từ mình mà mình phải thay đổi. Thì bằng cái cách đó thì tụi em nâng cấp mình lên. Và như thầy Hải đã chia sẻ, thầy Hải đã giảng dạy cho tụi em trong cái lớp MLB là gì ạ? Bắt đầu từ cái đội ngũ nòng cốt. Cho nên khi thầy Tiến nói thì em thấy đó là cái con đường. Và doanh nghiệp nào mà muốn dẫn dắt đội ngũ thì cũng phải là gì ạ? Thuận theo tự nhiên. Nó bắt đầu từ mình, rồi nó sẽ thu hút và lan tỏa đến những con người mà họ sẽ ghép với mình trước. Và cứ như thế là chúng ta nhân rộng lên. Thì bắt đầu từ tụi em, từ chỉ có hai người thôi, rồi bằng những cách này hay cách khác, thì bởi vì tất cả những cái gì mà trường bay dạy là đều là để ứng dụng cả. Mà nếu bạn không ứng dụng thì rất là lãng phí, tại vì học để chơi thì không làm được gì cả. Nhưng mà những cái triết lý nó vô cùng sâu sắc. Thật sự là có rất nhiều trường thậm chí dạy về thạc sĩ, tiến sĩ. Nhưng mà cái mà để ứng dụng thì em thấy trường của thầy Trung, trường Spay đã dẫn dắt cho tụi em rất nhiều điều mà có thể ứng dụng vào thực tế. Và chỉ có khi chúng ta bắt tay vào làm thì chúng ta mới hiểu hết giá trị của chương trình. Em thì học thầy Hải và em cảm thấy tiếc là tại sao cái điều này nó lại không được nhiều doanh nghiệp chú ý. Tại vì bắt đầu từ cái việc mà chúng ta thực hành nó thôi, nó rất là đơn giản, chỉ là thở thôi mà. Và đặc biệt trong cái giai đoạn hiện nay, bạn nào không thở là có vấn đề. Thì muốn tạo ra giá trị, muốn giàu có, muốn gì cũng vậy, phải có sức khỏe. Và rõ ràng là cái việc ra quyết định đúng, nó sẽ khiến cho cuộc đời của chúng ta đi đúng hướng. Thì bằng cái cách mà mình gợi mở những câu như vậy, thì tụi em cứ nhẹ nhàng, tụi em bước tiếp và tụi em dẫn dắt đội nhóm của mình. Thì
cái kết quả thì chắc là cũng phải có cái thời gian, nhưng mà cái sự đồng thuận thì em đã thấy là nó rất là hiệu quả. Và với 2 ngày học cùng với 28 ngày thực hành thì tụi em không dừng lại ở đó, và từ khi kết thúc cái lớp thực hành đó tụi em vẫn tiếp tục. Và bây giờ thì tụi em có thêm thêm 10 bạn nữa là đi theo tụi em trong cái lực lượng đó. Em nghĩ bắt đầu từ một cái nhóm nhỏ như vậy thì ở đây em chỉ muốn gửi lời biết ơn đến tất cả các thầy cô, những người mà đã đem những cái chương trình rất là hay về cho doanh nghiệp, và đặc biệt những cái chương trình về mindfulness của thầy Hải. Trong cái giai đoạn hiện nay, doanh nghiệp nào mà thiếu cái phần đó thì sẽ rất là lao đao, rất là chông chênh, rất là nhiều nỗi sợ hãi. Thì em bật mic lên cũng chỉ để nói là vô cùng biết ơn các thầy và vô cùng biết ơn cái chương trình ngày hôm nay. Giữa những cái dòng bão ở ngoài kia mà các thầy vẫn cho tụi em những cái giây phút ở đây để thêm những cái vitamin để mà tiếp sức cho doanh nghiệp của tụi em. Thì tụi em vô cùng biết ơn. Và em cũng mong muốn rằng là nếu như có thể thì những cái chương trình này nên được duy trì hàng tháng, để mà cái sự lan tỏa của chương trình được đến nhiều doanh nghiệp hơn, để mà cái sức mạnh của các doanh nghiệp về sức khỏe, về mặt tài chính, để phát triển hoặc xây dựng đội ngũ thì nó được lớn mạnh hơn. Và đó là cái điều tuyệt vời mà tụi em nhận được từ trường bay. Và cho dù người ta có nói rằng là học phí của trường này có cao hay không cao, nhưng mà em nghĩ là gì ạ? Học một hoặc hai chương trình thôi, hai môn học thôi, thì em đã thấy nó đã quá lời rồi. Tại vì những cái điều đó nó khiến cho tụi em mang lại rất nhiều lợi ích. Và quan trọng nhất hồi nãy em nghe thầy Tiến nói cái là gì? Sự bền vững. Một doanh nghiệp mà muốn phát triển bền vững thì không có đi nhanh theo cái kiểu là tận dụng cơ hội để chớp lấy thời cơ nhanh chóng được, mà phải xây dựng rất là nền tảng. Thì ở đâu có cái sự nền tảng đó? Chính là ở trong cái triết lý của từng cái môn học của trường Space. Và em là một cái học viên và đã được ứng dụng cái việc này vào ở trong doanh nghiệp. Em vô cùng biết ơn. Và em cũng biết ơn cái sự tử tế của tất cả những các anh chị học phụ trách học vụ của trường bay đã chăm sóc học viên rất là tử tế và follow theo tụi em rất là tuyệt vời. Thì thực sự cái học phí đó đối với em là nó quá rẻ. Ngay từ khi mà ví dụ học một môn quản trị cuộc đời của thầy Trung thôi thì em đã thấy là thì nó vô cùng giá trị rồi. Thành ra những cái khóa học như thế này em mong rằng, đặc biệt là những khóa học của thầy Hải với một thầy rất trẻ đó là thầy Quỳnh, trời ơi em quá là ngưỡng mộ luôn. Thì bằng cái cách tiếp cận nó rất là khoa học và nó rất là dễ chịu, người ta không có cảnh giác gì cả, thì đó là cái cách mà chúng ta đưa những cái điều tốt đẹp này đến cho cái cộng đồng của chúng ta. Và em biết ơn tất cả các cái thầy cô, các anh chị đã cho phép tụi em tận hưởng được những cái khóa học vô cùng giá trị như thế này. Em xin biết ơn rất nhiều ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Đan Chính rất là nhiều về cái phần chia sẻ rất là chân thành của mình. Có lẽ đây là phần chia sẻ nhiều hơn là một câu hỏi phải không ạ? Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với sự kết nối tiếp theo. Xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối các diễn giả cùng với anh Đinh Quang Hùng đến từ công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long. Anh có nhấn raise hand và muốn trò chuyện, chia sẻ cùng các diễn giả. Dạ. Lời đầu tiên thì xin là gửi lời chân thành chào thầy chị Trung, thầy Hải, thầy Băng, thầy Quỳnh và cô điều phối xinh đẹp rồi của trường bay. Thì hầu không có coi câu hỏi gì, thì thỉnh thoảng thì được nhà trường gửi thư mời thì Hùng tham gia. Thì Hùng nói đây không phải là marketing cho trường bay, nhưng mà Hùng cũng xin mạn phép chia sẻ như thế này. Cái giống như thầy Trung hoặc là thầy Hải hoặc tất cả các thầy nói là nó bắt đầu từ cái chữ duyên. Thì khi thật sự thì Hùng đến với trường bay nó cũng có một cái dịp tình cờ thôi. Thì bằng ban đầu thì học cái khóa gọi là tự nhiên là kỹ năng giao tiếp. Đó, rồi sau từ từ là mình từ từ mà nói giống như cái kỹ năng giao tiếp hoặc là cái chỗ mà cái tinh thần teamwork của thầy Cường dạy mà mình không có thực hành thì đi tiến tới những cái khóa sâu này mà nó cao siêu như thầy Hải vậy, cái khóa tốc độ niềm tin rồi hoặc vân vân,
thì nó khó lắm các anh chị ạ. Nên cái thực hành này nó quan trọng. Cái vừa giống giống như mà về riêng mà mình cái khó cực kỳ hay của trường bay là tinh thần teamwork của thầy Trương Thanh Cường dạy. Mà có một số công ty cứ bỏ tiền ra, cái gọi teamwork là gì? Dẫn nhau đi ra ngoài Vũng Tàu rồi chơi trò chơi rồi về, vậy là teamwork thì nói chung là thua rồi, là thua rồi, cái đó là thua. Vì cho nên mình phải thực tế. Mà cái đó muốn gì muốn thì Hùng thì thật sự thưa các anh chị, thì Hùng là chỉ quản giám đốc sản xuất thì quản lý khoảng cỡ 1.000 người thôi. Thì nói chung là bắt đầu mình làm gương, mình đi học trước về, rồi học các thầy thì mình tóm tắt lại, mình có gì mình nói thật với nhau. Cái này nói anh Hùng mới đọc về nè, cái này thì chia sẻ lại cho các đệ coi xem được mình bài. Thì từ đó từ từ đó thì chúng ta mới truyền từ từ. Thì chính có đôi khi mình truyền lại, có cái cách mình review lại. Từ review đó lại thì cùng anh em cùng ví dụ thì review cả trên bàn nhậu luôn cũng được, chả có vấn đề gì hết. Thì từ từ nó sẽ lan tỏa ra thì nó sẽ thấm. Cho nên ở riêng nó có những cái chương trình cực kỳ hay mà nó có giá trị. Không dám nói là quản trị cuộc đời của thầy Trung, nhưng mà cái chương trình teamwork cũng được của thầy Cường cực kỳ hay, hay lắm. Rồi tiếp tục tới là ví dụ là với giáo hiện nay bây giờ thì nói chung là nó nhiều việc quá mà nói chuyện mà nó biết tin ai thì nói, cho nên học thầy Hải cái vấn đề cái khó là tốc độ niềm tin. Chỉ vài ngày thôi thì đừng, ở đây mình không nói về tiền, nhưng mà cái sự giá trị về vấn đề mà về tri thức bỏ ra thì nó quá lớn rồi. À, thì cho nên thì cái đó mà mình hiểu được đó rồi sao bắt đầu mà học những cái khó khác tiếp theo. Thì đó là cái Hùng mà xin chia sẻ với các anh chị. Nhưng mà quan trọng nhất là mình phải thực hành thôi. Hùng là gọi là giống như là Hùng là tất nhiên là sản xuất là giống như là tướng ở trận, cho nên Hùng cũng liếu láo lắm, nhưng mà thật sự cái đó mình phải tu mình. Mà muốn làm gì mà truyền đạt mà mình là nhân ngon là mình phải tu. Mình phải làm được những mình đi đầu tiên. Chứ mà mình không đi đầu thì thua. Cho nên trong cái vừa rồi thì kể cả cái tình hình mà bệnh dịch đi về thì Hùng chỉ nói một câu: chúng ta là những chiến binh thì chúng ta là phải cố gắng giữ nhà máy để có cơm ăn. Thì tự động một số anh em mới tự động điều xuống thì cùng nhau vô ba tại chỗ rồi vân vân tự động. Chứ còn mà kêu mà nếu mà chúng ta không có cái đó trước mà chúng ta mà kêu gàn cổ nó cũng không được. Tất nhiên là muốn cái gì nó phải xây dựng từ trước, nó có cái nền tảng trước, vân vân. Cái này nó không, cái văn hóa đã gọi là nó văn hóa thì nói chung nó không có gì mà tối thiểu nó phải 3 đến 5 năm thì nó mới thành. Cho nên muốn một gọi là một quản trị, để xin lỗi này thưa các anh chị, một quản trị có thôi khi mentor là chuyên gia được, chứ mà gọi là quản trị thì phải ăn ở với nó ít nhất tối thiểu 3 đến 5 năm thì mới trở thành là gọi là quản trị ở đó. Còn các anh trở thành chuyên gia có thể anh 1 năm anh học đầu này anh chạy vô, anh Tuyền nói nó nghe rất là hay, rất là kêu, nhưng nó không có vào. Cho nên chính vì vậy cho nên có một số các công ty có bên vài vào là trở thành chuyên gia ở cùng với những người tại đó, kèm cặp với nhau, đi đôi với nhau thì mới trở thành, rồi làm triển khai các công việc nó trở thành, mới từ từ nó mới thành công được. Chứ mời chuyên gia vào không được đâu, cũng giống như thầy Cường hoặc thầy Hải nó được tới là để chỉ truyền lại thôi, giống như thầy Trung nói là chỉ mới học thôi mà. Còn muốn ở lại mà muốn thành đạt, trở thành một cái văn hóa công ty ít nhất cũng phải ăn nằm đồ đó, học cái đó, ở đó vân vân, làm cái đó ít 3 đến 5 năm. Đó thì Hùng học được cái gọi là thực học của ban đầu của bay là như vậy. Thôi Hùng xin cảm ơn để con dành thời gian này cho các anh chị khác. Dạ, cảm ơn các thầy và các anh chị rất là nhiều. Dạ. Xin cảm ơn anh Hùng về những chia sẻ. Chắc là Thùy Dương xin mời thầy giảng Tư Trung có thể chia sẻ lại với các anh chị vừa chia sẻ với các diễn giả. À, dạ, cảm ơn chị Thùy Dương cũng như là cảm ơn các cái diễn giả, và đặc biệt là cảm ơn tất cả các anh chị, các doanh nghiệp ở trên diễn đàn Zoom cũng như là qua cái livestream đã dành thời gian cho chúng tôi đến giờ phút này. Thực sự thì hồi nãy giờ thì tôi tôi nghĩ rằng bản thân tôi cũng như các diễn giả thì cũng đang có rất nhiều điều muốn chia sẻ, nhưng mà cái ban tổ chức thì bị giới hạn về cái thời gian, tại vì hồi trước thì chúng tôi làm nó lố quá rồi, nó nhiều người cũng hơi mệt, tại vì do qua cái online chứ không phải ứng trên trực tiếp. Là mấy lần trước chúng tôi cứ lố 1-2 tiếng đó. Cho nên là lần này thì ban tổ chức dặn rất là kỹ. Thế thì chấm lại là nếu mà có một cái lời gì đó để nói để
mà kết cái chương trình của chúng ta, cái pay talk kỳ này của chúng ta thì về cái chủ đề của chúng ta là bất chấp thay ương, thì tôi nghĩ rằng là cũng kết hợp với cái chuyên đề mà vào tháng 7, nó là tinh thần có thể trong thời không thể, thì tôi nghĩ rằng đó cũng là những cái thông điệp mà những cái tâm tình mà nhà trường mong muốn được gửi gắm, mong muốn được sẻ chia, mong muốn được đồng hành với các anh chị và các cộng đồng doanh nghiệp trong trong cái bối cảnh mà nhiều cái bất trắc, mà cũng nhiều cái điều mà nó không vui, nhưng mà nhiều cái điều cũng rất là đẹp đẽ trong cái giai đoạn hiện nay. Và hồi nãy giờ nghe những cái lời chia sẻ của các anh chị như chị Đăng Chính, hay của anh Hùng, hay là của anh Huy, hay của chị Huyền, hay là của các anh chị mà tôi được nghe nãy giờ, cũng như các diễn giả được nghe, thì nói thật là rất là ấm áp, và nó tiếp thêm cái động lực cho chúng tôi trong cái công việc này. Và giống như là được chia sẻ hay được đồng hành một cái điều gì đó dù rất nhỏ với các anh chị, với cộng đồng doanh nghiệp trong cái bối cảnh hiện nay, thì cũng là cái hạnh phúc của chúng tôi, cũng là một cái thôi thúc của mỗi cái thành viên trong tập thể nhà trường. Thì cũng qua diễn đàn này, mà trong cái bối cảnh mà chúng ta còn phải phong tỏa và cách ly ít nhất theo thông báo của chính quyền là ít nhất là một tháng nữa, tức là tới ngày 15 tháng 9, thì có nghĩa là một tháng nữa thì chúng ta cũng không nhúc nhích hay cử quậy gì được nữa. Thì tôi cũng chỉ mong, nếu mà có một điều gì để muốn nói, thì mong sao tất cả các cái doanh nghiệp, tất cả các cái doanh nhân, cũng như tất cả các anh chị em ở trong cái qua cái diễn đàn này, và gia đình và người thân của mình đều được bình an đi qua cái đại dịch này, và chúng ta giữ được cả cái sức khỏe thể chất cũng như cả cái sức khỏe về tinh thần. Và nếu đặc biệt đối với anh em là làm lãnh đạo thì phải làm sao không chỉ là mình khỏe, mà phải làm cho công ty của mình khỏe và đội ngũ của mình khỏe nữa, và bình an vượt qua cái giai đoạn này. Và nếu mình vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này, thì giống như mình mượn một cái câu nói của một triết gia người Đức, là cái gì mà không thể làm cho chúng ta gục ngã thì sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn ban tổ chức, các bạn kỹ thuật, cũng như là cái đội ngũ tổ chức cái tọa đàm này. Các bạn cũng mất rất là nhiều thời gian công sức để mà tổ chức ra cái diễn đàn này. Cảm ơn sự vất vả của anh chị em. Cảm ơn tất cả các anh chị đã tham gia cái tọa đàm này, và rất mong được gặp lại các anh chị trong cái bài talk tiếp theo tháng 9 của nhà trường. Thì cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các anh chị. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn thầy giảng Tư Trung rất nhiều ạ. Kính thưa các anh chị, thì Dương còn rất là nhiều câu hỏi được gửi về đây, nhưng thời lượng chương trình thì cũng có giới hạn, cho nên là chúng tôi xin được phép tạm dừng tại đây. Các anh chị yên tâm là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các số Bay Talk số tiếp theo. Bay Talk sẽ trở thành một talk show thường kỳ hoàn toàn miễn phí mà trường Bay sẽ mang lại cho cộng đồng với những thông tin chủ đề bổ ích và thiết thực nhất. Đây như là một cái sự sát cánh, san sẻ và đồng cảm cùng cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, như là cách mà trường Bay đã làm trong suốt hai thập kỷ vừa qua, là luôn gắn bó và luôn đồng hành cùng sự thăng trầm của nền kinh thương Việt Nam. Còn bây giờ thì đại diện cho ban tổ chức chương trình cùng các diễn giả, thì Dương xin được gửi lời chúc sức khỏe, chúc bình an và lời cảm ơn chân thành đến quý vị đã tham gia cùng Bay Talk với ngày hôm nay ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.